Kính thưa đại chúng, câu hỏi từ YouTuber Gia Phạm. Kính bạch Thầy, con xin hỏi là vì sao phải cúng rằm tháng 7 trước ngày 15 âm lịch ạ? Nếu đến ngày 15 con mới cúng thì có làm sao không ạ? Nếu không được thì con nên cúng vào ngày nào là tốt ạ? Con xin cảm ơn Thầy. Bạn Gia Phạm này, bạn hỏi về việc cúng rằm tháng 7 đây. Thế thì trước hết Thầy xin chia sẻ với bạn Gia Phạm và đại chúng thế này. Cái xuất xứ của việc cúng rằm tháng 7 ở Việt Nam ta, nó là từ đâu? Nhất là ở miền Bắc ta. Nó chính là bắt đầu từ cái câu chuyện ở trong Kinh Vu Lan Bồn của Phật giáo Bắc Tông. Nghe không? Câu chuyện này nói về Ngài Mục Kiều Liên là đệ tử thần thông bậc nhất của Phật, cứu mẹ mình là bà Thanh Đề. Bà Thanh Đề tuy là một gia đình giàu có, một cái gia sản rất lớn, có Mục Kiều Liên là con trai duy nhất đi xuất gia. Bà ở nhà thì bà không kính tín Tam Bảo gì cả, không kính tín Tam Bảo, phỉ báng Tam Bảo. Cho nên sau khi chết, bà ấy đọa vào địa ngục rồi lại sinh lên làm ngã quỷ. Đó, lên làm ngã quỷ và quỷ đói. Thế thì Mục Kiều Liên khi mà đắc thần thông mới dùng thần thông tìm xem mẹ mình chết thì mẹ mình sinh về đâu. Tìm hết trên cõi trời không thấy mẹ, tìm trong cõi người không thấy mẹ. Nhìn xuống ngại ngã quỷ thì thấy mẹ đang làm một ngã quỷ, đang đói khát khổ sở. Thế Mục Kiều Liên mới mang bình bát của mình đi khất thực một bát cơm đầy và về mang đến cho mẹ để mẹ ăn. Thế khi dâng bát cơm cho mẹ thì bà mẹ cái tính tham lam ích kỷ nó vẫn hiện ra. Thế là bà một tay bà bốc cơm ăn, còn một tay bà che bát cơm lại, không để cho các cái ngã quỷ xung quanh nhìn thấy cái lòng tham mà. Thế thì khi bà vừa làm như vậy thì cả cái bát cơm biến thành than hồng, bà không thể ăn được nữa. Và Mục Kiều Liên mặc dù thần thông bậc nhất cũng không thể giúp cho mẹ ăn được, cái bát vẫn biến thành than hồng. Thì Mục Kiều Liên buồn quá mới về bạch Phật, làm sao để con cứu được mẹ đây? Thì Đức Phật mới dạy Mục Kiều Liên là đến ngày rằm tháng 7 chư tăng tự tứ đấy, tụ hội về, thì ông hãy làm cái lễ cúng dường trai tăng vào cái ngày rằm tháng 7, ngày tự tứ của chúng tăng sau 3 tháng an cư. Thì cái phước đức, cái công đức cúng dường chúng tăng ngày ấy có thể giúp cho mẹ ông được siêu sinh và nhiều vong linh khác được siêu sinh. Và Mục Kiều Liên đã thực hiện lời Phật dạy đúng như vậy, để đem cả gia tài của nhà bán đi, xong rồi là dùng cái tịnh tài để tiết lễ trai tăng cúng dường Phật và chúng tăng. Và trong cái ngày hôm ấy thì bà Thanh Đề được sinh về cõi trời, và rất nhiều các vong linh cũng ngày hôm ấy được sinh về cõi trời theo bà đó. Thì chính vì đấy mà nó mới sinh ra cái lễ rằm tháng 7. Một cái nguyên nhân nữa, một cái nhân duyên nữa, đó là theo cái lịch sử Phật giáo của chúng ta, truyền thống Phật giáo, thì chư tăng thì năm nào cũng có 3 cái tháng gọi là an cư kiết hạ. Bây giờ đây này, hiện nay là tăng chúng ta đang an cư kiết hạ. Mọi năm các thầy phải ra chùa Trình tỉnh hội an cư, nhưng năm nay thì do dịch cho nên chúng ta được an cư tại chùa, tại chỗ. Thế thì tất cả tăng chúng trong 3 tháng an cư này là ở các nơi tụ tập về một chỗ để an cư, cấm túc. Mỗi địa phương có một chỗ, mỗi tỉnh, mỗi huyện có một chỗ. Đấy, thường là thế, để tu tập. Và trong 3 tháng này, chư tăng không có đi lại nhiều. Ở yên chỗ, Phật tử sẽ mang đồ đến cúng dường. Đó, và chư tăng thì gọi là thúc liễm thân tâm, trau dồi giới đức trong 3 tháng này. Gần nhau để sách tấn nhau, rồi học hỏi kinh kệ từ nhau và chia sẻ kinh nghiệm tu tập với nhau. Cho nên 3 cái tháng này cũng rất là quý. Nhà Phật thì mới chọn 3 tháng này để lấy làm tuổi cho chúng tăng. Ai có đi an cư thì mới được tính một tuổi, thêm một tuổi, tuổi tu, gọi tuổi hạ. Và 3 tháng này là chư tăng tu hành tinh tấn, cho nên công đức của chúng tăng an cư rất là lớn. Đó, và nếu ai cúng dường vào trong 3 cái tháng an cư này đều được cái phước báo lớn cả. Đó, nhé. Thế và đặc biệt, cái ngày tự tứ của chúng tăng là ngày cuối cùng của mùa an cư, thì tất cả chư tăng đều soi sáng cho nhau, thỉnh nguyện nhau, chỉ lỗi cho nhau. Cho nên ngày này gọi là ngày chư tăng tự tứ và chư Phật hoan hỷ. Ngày ấy chư tăng làm cho nhau được sạch sẽ, cho nên Phật hoan hỷ. Và khi Đức Phật đã hoan hỷ thì pháp giới này hoan hỷ. Tất nhiên Đức Phật thì lúc nào cũng hoan hỷ, nhưng mà ý đây nói
Đức Phật thì mong muốn cho chư tăng tu hành tinh tấn, cho khi chư tăng tu hành tinh tấn thì Ngài vui, nói là Ngài vui chứ thực ra thì tâm Ngài cũng không có động, nghe không? Khi mà thấy chư tăng tinh tấn thì gọi là Ngài vui chứ thực ra thì tâm Ngài có động đâu. Nhưng mà khi Phật vui thì pháp giới này vui, pháp giới này vui cho nên là ở dưới địa ngục các vua Diêm La cũng vui. Các vua Diêm La vui thì cho nên là ân xá cho các vong linh ở trong địa ngục, nghe không? Ân xá. Đây thì ai tội nhẹ thì cho hết tội, ai tội nặng thì giảm tội, nghe không? Hết tội được cho đi tái sinh chuyển kiếp, đó gọi là ngày ân xá đấy. Cho nên đấy có cái từ đó sinh ra cái ngày gọi là xá tội vong nhân. Cũng giống như là gì? Giống như là trần gian chúng ta đấy, những cái ngày vui vẻ của quốc gia thì nhà nước hay tổ chức ân xá, chủ tịch nước hay đặc xá, nghe không? Đấy. Quốc hội thì gọi là đại xá, còn chủ tịch nước là đặc xá. Ví dụ như ngày quốc khánh hay là ngày giải phóng, ngày thống nhất đất nước ấy, là chủ tịch nước hay đặc xá cho các tù nhân ở trong tù ấy, nghe không? Đấy. Có thể là từ trung thân thì xuống có thời hạn nhất định thôi, hoặc là thả cho ra khỏi tù đấy, đặc xá. Thế còn quốc hội, cái tầm của quốc hội là đại xá, là cho những hết tội luôn, nghe không? Xóa cả án tích luôn. Đấy, đấy là những cái của trần gian. Thì thường trong những ngày vui thì có được cái sự kiện này. Thế thì ở đây ấy, khi mà chư tăng tinh tấn tu tập mười phương chư Phật hoan hỷ thì pháp giới vui vẻ. Pháp giới vui vẻ cho nên là Diêm La Vương, các vua Diêm Vương cũng vui vẻ hoan hỷ, cho nên là ân xá cho tù nhân trong địa ngục và các vong linh là được hết tội, được tha tội. Wow, đấy gọi là ngày xá tội vong nhân. Đại chúng rõ chưa? Hiểu cái ý nghĩa tại sao lại ngày xá tội vong nhân? Cái ngày xá tội vong nhân là ngày chư tăng tinh tấn tu tập hoan hỷ, tu tập thanh tịnh mà chư Phật hoan hỷ, cho đến ngày ấy vong nhân được xá tội. Như vậy ở đâu mà cứ chư tăng tinh tấn tu tập thanh tịnh hoan hỷ tu tập thì ngày ấy đều có thể là ngày xá tội hết. Đó, chư Phật hoan hỷ, chứ không nhất thiết là cứ phải ngày rằm tháng bảy. Nghe không? Thế thì tăng chúng thì chúng ta biết là hiện nay Việt Nam chúng ta thì có chư tăng Bắc Tông, Nam Tông, rồi Khất Sĩ, mấy hệ phái cơ đấy. Thế nhưng mà ở đây Thầy nói hai phái lớn là Bắc Tông, Nam Tông. Chư tăng Bắc Tông thì thường an cư tính từ ngày 16 tháng 4 cho đến hết rằm tháng 7 là 3 tháng. Đây gọi là tiền an cư trước. Thế còn hậu an cư là từ 16 tháng 5 cho đến rằm tháng 8. Của chư tăng Bắc Tông gọi là hậu an cư, chậm một tháng. Những chư tăng ở cái vùng mà làm nông nghiệp á, thì các thầy thường hay đợi thu hoạch mùa màng xong mới an cư. Ở những vùng quê chư tăng vẫn còn phải cấy cày thì thường là hậu an cư, vì gặt hái xong thì mới an cư được. Cho nên gọi hay hậu an cư là từ rằm tháng 5 cho đến 16 tháng 8. Thế còn như ở thành phố thì các thầy thường an cư trước là từ 16 tháng 4 cho đến rằm tháng 7 là xong. Thân chư tăng của Phật giáo Nam Tông thì người ta lại an cư muộn hơn nữa. Nếu tiền an cư của chư tăng Phật giáo Nam Tông là từ ngày 16 tháng 6 cho đến rằm tháng 9. Đấy là tiền an cư. Còn hậu an cư thì là từ 16 tháng 7 cho đến rằm tháng 10. Đó, khác nhau. Nhưng mà nhìn chung là trong cái tháng 7 này thì Nam Tông và Bắc Tông gì cũng đều an cư hết ấy. Trong cái tháng 7 âm lịch này, nó đều có an cư hết, cả Nam Tông lẫn Bắc Tông. Hậu hay tiền an cư đều trùng vào cái tháng 7 hết. Thế cho nên cúng lễ cho gia tiên vào trong cái tháng 7 đều là ích cả. Vì đều là cái tháng có chư tăng an cư ở Việt Nam này. Bắc Tông, Nam Tông, rồi Khất Sĩ đều an cư trong cái tháng này hết. Thế cho nên nếu cúng thì nó đều sinh ra cái phước báo tốt. Thế vậy thì ở đây Thầy nói là chúng ta đã hiểu cái lý do mà có cái ngày rằm tháng 7 là từ trong kinh Vu Lan của Phật giáo Bắc Tông. Và thứ nữa là từ cái truyền thống an cư kiết hạ của chư tăng từ thời Đức Phật đến giờ. Cho nên cái tháng 7 là cái tháng mà tất cả tăng chúng ở trong nước Việt Nam này đều an cư hết á. Hầu hết là an cư. Dù truyền thống hệ phái nào đều an cư cả. Thế cho nên có cái tục cúng ở vào tháng 7. Và chúng ta hiểu được thế nào gọi là cái ngày xá tội vong nhân.
Và cũng do xá tội vong nhân này mà nó sinh ra cái gọi là cái tháng cô hồn. Vì nhiều người hiểu lầm là do có xá tội vong nhân cho nên là các vua Diêm Vương thả cho tội nhân là đi lên trần, đi lang thang ở trên trần này. Các vong hồn đi lang thang trên trần mới gọi là tháng cô hồn là vậy đấy. Tháng 7 là tháng cô hồn. Nhưng thực tế nó không phải vậy, đại chúng hiểu không? Ví dụ nhà nước mà có ân xá cho tù nhân thì cũng đâu phải ân xá là cho các tội nhân ở trong tù đi ra ngoài đường phố đi nghênh ngang chơi bời đâu. Phải không? Mà chỉ là giảm tội hoặc là tha tội thôi, tha tội cho họ về nhà. Chứ không phải là mở cửa ngục ra cho họ đi chơi lang thang xong mấy hôm nó lại nhốt vào, không phải thế. Ở dưới âm phủ cũng thế, diêm phủ cũng thế. Xá tội, người này hết tội là được chuyển kiếp tái sinh hoặc là từ tội nặng trở thành tội nhẹ. Đấy là xá tội. Chứ không phải là cho các vong nhân đi lên trần được đi gọi là chơi thả ga trên trần, không phải. Các vong linh đi lang thang cho người ta cứ bảo tháng 7 mà đi đâu buổi tối muộn muộn là sẽ gặp vong hồn này khác, cái đó không phải đâu. Không đúng, cái đấy là hiểu rất sai lầm. Nhá. Cái chữ xá tội là như thế kia, là giảm tội trong địa ngục hay là cho hết tội là chuyển kiếp tái sinh, chứ không phải cho anh đi lang thang, không phải. Cho nên chúng ta hiểu tại sao lại gọi là tháng cô hồn, vì người dân gian hiểu sai, mới nghĩ là như vậy. Nhá. Chúng ta hiểu được ngày xá tội vong nhân rồi, hiểu được cái ý nghĩa của ngày rằm tháng 7 là do từ câu chuyện ngày Mục Kiều Liên bạch Phật cứu mẹ. Nghe không? Vậy thì qua cái việc này chúng ta thấy rằng tháng 7 là tháng tất cả chư tăng Bắc Tông, Nam Tông, khất sĩ gì đều an cư hết. Cho nên cái tháng chư tăng an cư, các ngài tinh tấn tu hành, trau dồi giới đức. Cho nên nếu chúng ta thiết lập đàn lễ cúng dường đến chúng tăng để hồi hướng cầu siêu cho vong linh gia tiên tiền tổ hay cho những người đã mất, cho các cô hồn ngã quỷ đều lợi ích cả. Khi nào mà người tu tinh tấn tu hành, chúng ta cúng dường thì phúc quả nó đều lớn hết đó. Đó. Vậy nên, theo quan điểm của Thầy, và Thầy nghĩ rằng đối với Phật giáo đều có quan điểm như thế này, không nhất thiết phải cúng đúng vào ngày rằm tháng 7. Nghe không? Tại vì chư Tăng mỗi truyền thống tự tứ một ngày khác nhau. Có khi là vào rằm tháng 8 mới tự tứ, có khi lại rằm tháng 10, phải không? Thế cho nên là không nhất thiết là phải ngày rằm tháng 7. Nhé. Và chúng ta có thể cúng trước ngày rằm hay cúng sau ngày rằm tháng 7 cũng được, đều trong tháng 7. Miễn là chúng ta tìm đến chú xứ của chúng tăng có an cư, có tu tập, tinh tấn mà cúng dường thì đều sinh ra phước báo lớn cho gia đình mình, cho thân nhân quá vãng của mình. Đó. Chứ không phải đợi là đúng rằm tháng 7 mới được cúng, hay là phải cúng trước như một số người. Một số người bảo phải cúng trước rằm tháng 7 vì các vong linh là họ được thả ra từ mùng 2. Từ mùng 2 tháng 7 là cửa ngục mở cho các vong linh đi lên trần chơi. Thế mà các vong linh lang thang, đói khát cứ đợi mãi mình không cúng thì họ khổ. Thế vào ngày rằm thì nhiều vong linh quá, đông quá thì sợ gia tiên nhà mình lại không tranh nhau kịp, không? Không tranh kịp với các vong hồn khác, nó vào nó cướp hết đồ ăn. Thế cho nên thôi cúng trước đi, đừng cúng vào ngày rằm. Đấy, một số cái quan điểm nó rất sai lầm. Thế rồi họ lại nghĩ là chỉ vong linh được thả đến rằm thôi là phải bắt về. Cho nên không cúng nhanh thì vong linh chưa kịp hưởng đã bị bắt về âm phủ rồi. Đấy, đại chúng thấy rất nhiều quan niệm sai lầm. Nghe không? Rất là sai. Nhá, cho nên đối với chúng ta thì thực sự thì cúng cái tháng 7 là cái tháng mà hầu hết chư tăng các hệ phái đều an cư cả. Thì đều tốt, không nhất thiết phải cúng vào đúng ngày rằm. Trong tháng 7 là được rồi. Nha. Và chẳng phải là trong tháng 7 một cái tháng nào tăng chúng an cư đều tốt. Và cũng chẳng phải cái tháng an cư mà cứ cúng dường đúng đến chúng tăng tu hành thanh tịnh tinh tấn đều lợi ích cả. Đó. Thế cho nên có bài kinh hôm trước mà Thầy giảng rồi, Đức Phật có dạy thế này. Trong bài kinh mà chuyện hình nhân bằng bột đấy, Đức Phật dạy nếu mà chúng ta đối với người đã quá vãng ấy, nếu chỉ kêu khóc hoặc sầu bi, thương tiếc than van chẳng ích gì, không lợi gì cho người quá cố khi thân nhân giữ thói lề kia, và khóc lóc kêu than, rồi là cúng lễ đến quỷ thần này khác mà không có ích lợi, mà chỉ bằng là gì? Xong lễ vật này được cúng dâng, khéo đem an trú ở chư tăng, quả này hiện tại và sau nữa lợi lạc lâu dài với cổ nhân. Nếu chúng ta lập đàn lễ hay phát nguyện cúng dường gửi đến chúng tăng, an trú ở chư tăng, thì chắc chắn cái quả phúc này
phát sinh đến người đã mất rất lợi ích, không những hiện tại và cả mai sau nữa, đúng không? Lợi lạc lâu dài với cổ nhân mà, trong kinh Đức Phật dạy rõ nhé. Cho nên vậy thì với câu hỏi của bạn này, Thầy chốt lại là gì? Đối với cúng trong tháng 7, không nhất thiết phải cúng vào rằm tháng 7. Cúng vào rằm cũng được, cúng trước cũng được và cúng sau cũng được, không có vấn đề gì. Miễn là tốt nhất ấy, là vật cúng ấy mình dâng cúng đến tăng chúng, tìm chỗ nào có tăng chúng tu hành, thanh tịnh, tinh tấn mà cúng dường thì phước báo ấy đều lớn. Nghe không? Cho nên chúng ta cúng ở nhà thì cũng được, cúng ở tại gia tiên nhà mình cũng được, nhưng mà phước báo ấy nó nhỏ, nghe không? Rất nhỏ, có thể vong linh về chỉ được hưởng một bữa cơm ấy thôi, bớt đói, bớt khổ một bữa ấy, mà sau đó vẫn khổ lâu dài. Nhưng nếu cái vật phẩm cúng dường ấy được an trú cúng dường đến chúng tăng thì phước báo ấy lâu dài cho vong linh. Nghe không? Đại chúng rõ chưa? Nha. Con nick của bạn, bạn Văn, Văn Tăng Cao gửi em ai đến hỏi rằng: Kính bạch chiên thầy, theo kinh Phật dạy, chúng sinh sau khi mạng chung thì được tái sinh vào một trong sáu nẻo luân hồi. Như vậy, đối với gia tiên quá vãng của chúng con chết sau 49 ngày, tùy theo nghiệp và nguyện cũng tái sinh vào các cảnh giới khác nhau. Mỗi cảnh giới sẽ có cuộc sống khác nhau, thọ thực cũng khác nhau, như châu bò thì ăn cỏ, hổ báo thì ăn thịt, vân vân. Như vậy, vào các ngày dỗ lễ chúng ta làm cỗ cơm cúng cho các gia tiên thì gia tiên của chúng ta cũng không thể nào hưởng được những thứ của chúng ta cúng, kể cả ở cảnh giới ngã quỷ. Vì như mẹ Ngài Mục Kiều Liên được chính Ngài mang cơm đến cúng cũng không thọ được. Vậy khi chúng ta dâng vật thực cúng cho gia tiên quá vãng thì gia tiên của chúng ta hưởng như thế nào ạ? Con có nói với mọi người trong gia đình con là gia tiên không hưởng được những vật phẩm cúng dường mà chỉ hưởng được công đức mà chúng ta hồi hướng, hiểu như vậy có đúng không ạ? Con xin Thầy chỉ dạy cho con. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Bạn Văn Tăng Cao có đưa câu hỏi này, bạn nói thì cơ bản là rất đúng. Theo tinh thần đạo Phật thì một con, nhất là người chúng ta đấy, khi bỏ thân thì thường trong 49 ngày là vong linh phải chuyển kiếp. À, có mấy trường hợp, thứ nhất ý, cực nặng là chết một cái là thần thức đọa ngay xuống địa ngục. Hai ý, là phước báu thì mình sinh lên cõi trời, hoặc là có đủ phước báu thì vãng sinh cõi Phật. Phước báu và tâm thanh tịnh vãng sinh về cõi Phật. Đấy, còn lại thì chúng ta thường là quanh quẩn trong 49 ngày để mà cho cái nghiệp nó định. Hết 49 ngày thì bắt buộc phải tái sinh chuyển kiếp. Thì chuyển kiếp đi đâu? Chuyển kiếp vào trong sáu đạo luân hồi. Vào cõi trời, cõi người, cõi Atula, cõi súc sinh, cõi ngã quỷ và cõi địa ngục. À, thế nếu chúng ta mà tái sinh vào cõi súc sinh làm bò, làm trâu rồi thì cúng cấp cũng là vô nghĩa, tức là không ăn được. Chúng ta xuống địa ngục không ăn được, nghe không? Chúng ta mà tái sinh vào làm người không ăn được. Hay là chúng ta tái sinh cõi trời thì họ không thèm ăn đồ ăn của trần gian vì họ thấy rất là bẩn, đồ ăn của trần gian là rất là tanh hôi, họ không ăn được. Làm các vị thần thì có thể họ cũng không ăn. Thì vậy duy nhất còn chúng sinh ở cõi ngã quỷ nhé. Cõi ngã quỷ thì thế này, bạn Văn Tăng Cao thì chưa hiểu hết. Trong cõi ngã quỷ có loài ngã quỷ thọ thực được. Mẹ Ngài Mục Kiều Liên đọa làm ngã quỷ, nhưng mà loại ngã quỷ này là ngã quỷ hết phước, bạc phước, cho nên không thọ thực được. Nhưng trong các loài ngã quỷ thì vẫn có loài ngã quỷ ăn được. Họ có thể ăn bằng mùi hương. Thế Thầy đã kể cái câu chuyện mà có một con ngã quỷ nó vào trong thành phố, nó đi kiếm máu mủ ở các bệnh viện phụ sản để nó ăn đấy. Rồi nó gặp Ngài Xá Lợi Phất đấy. Đó, thế họ đi kiếm cái đó họ ăn. Ngã quỷ họ ăn những cái bẩn thỉu như thế được. Đó. Thế thì còn những cái loại ngạ quỷ ăn bằng mùi hương thì gọi mình còn gọi là hương ấm nhỉ? Họ ăn bằng những cái mùi hương đó. Thế cho nên chúng ta cúng thì có thể là những cái vong linh gia tiên nhà mình ngay đó chưa thọ thực được. Nhưng Đức Phật nói là trong vô số kiếp luân hồi của chúng ta, gia tiên chúng ta, những người gọi là huyết thống chúng ta, tiên tổ chúng ta, rất nhiều vị đã từng làm ngạ quỷ. Còn khi chúng ta cúng thế thì không vong linh ngã quỷ cô hồn này ăn được thì ngã quỷ cô hồn khác ăn được, cho nên vẫn có thể thọ thực được. Chúng ta cúng vẫn không phí ích. Nhưng mà đặc biệt khi chúng ta làm phước cúng như thế, chúng ta tưởng nhớ đến họ thì về phía họ, họ cũng có được cái phước phần, ta hồi hướng công đức cho họ nhé. Thì cái việc mà hồi hướng công đức là đúng rồi. Chúng ta tác phước cúng dường tam bảo, hồi hướng phước báu cho vong linh, cho ngã quỷ, là vong linh ngã quỷ được hưởng phước báu, cái đó là chính xác.
nhé. Còn việc cúng vật thực thì cũng có trường hợp vong linh về, ngã quỷ về thọ thực được. Đó. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Giờ này đã đến thời khóa thính pháp. Chúng con xin cung thỉnh chư tôn đức tăng ni, xin mời toàn thể quý Phật tử và gia đình đang theo dõi trực tuyến đồng khởi thân chắp tay trang nghiêm để cung đón trên sư phụ quang lâm đại hùng bảo điện. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chúng con kính bạch trên sư phụ, giờ này đạo tràng chúng con đã ổn định và trang nghiêm. Chúng con một lòng cung thỉnh sư phụ quang lâm đại hùng bảo điện ban bố cho chúng con một thời pháp nhũ để chúng con được thừa hưởng ân đức từ Tam Bảo. Đề nghị ban trung cổ cử chuông trống bát nhã, toàn thể đại chúng đồng niệm hồng danh Phật cung đón trên sư phụ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư an tọa pháp tọa. Chúng con cung thỉnh chư tôn đức tăng ni an tọa. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, do tình hình của dịch bệnh COVID-19 đang diễn ra phức tạp, các quý Phật tử và gia đình không thể về chùa tham dự khóa tu như thường lệ mà chỉ nghe pháp trực tuyến tại nhà. Để nghi pháp được đầy đủ, xin mời các quý Phật tử và gia đình quỳ gối chắp tay trang nghiêm hướng về chư phụ để chư tăng đại diện cho các Phật tử dâng lời thỉnh pháp. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con kính bạch trên sư phụ cùng chư tôn đức tăng, được sự cắt cử của chư tăng, con xin đại diện cho tứ chúng đang tu học tại chùa Ba Vàng hướng về sư phụ dâng lời tác bạch thỉnh pháp. Kính bạch trên sư phụ, chúng con từ vô thủy kiếp đến nay mê say trong nhà lửa tam giới, tám khổ bức bách chẳng biết lối ra. Hạnh phúc thay, kiếp này chúng con có được thân người, được gặp chính pháp, lại được gặp sư phụ, bậc minh sư, luôn dìu dắt chúng con trên bước đường tu học Phật Pháp. Đã nhiều năm qua, dẫu có bao nhiêu khó khăn, chướng ngại,
Sư phụ vẫn luôn mang lời Phật dạy đến với chúng con, giúp chúng con hiểu và ứng dụng vào cuộc sống để diệt trừ phiền não, chuyển hóa nghiệp chướng và vững bước hơn trên con đường tu hành cầu đạo giải thoát. Qua bài giảng Kinh Mi Tiên Vấn Đáp lần trước, học từ hư không, sư phụ đã giảng giải cho chúng con được biết hư không không ai nắm bắt, không có chỗ ở nào cả. Hư không không cùng tột, không ngăn ngại. Hư không cũng là chỗ dạo chơi của chư thiên và những người có thần thông. Chúng con cũng được biết rằng, dù có hưởng phước nơi cõi trời thì vẫn chưa thật sự hết khổ, chỉ có đạt được sự an tịch, vắng lặng nơi Niết Bàn mới là mục đích tối hậu. Mà muốn hưởng được sự an vui nơi Niết Bàn thì phải bắt đầu từ việc học Pháp và thực hành Pháp. Vì vậy giờ này, thành kính, cung thỉnh trên sư phụ tiếp tục giảng giải bộ kinh Mi Tiên Vấn Đáp để chúng con được trau dồi chính kiến, tăng trưởng trí tuệ và tinh tấn tu hành trên con đường tầm cầu giác ngộ. Chúng con xin thành kính cung thỉnh sư phụ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Sa thu, sa thu, sa thu. Trên sư phụ đã từ bi hứa khả cho rồi, chúng con xin thành kính đảnh lễ cầu thỉnh. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Sư phụ mời tất cả đại chúng, các quý Phật tử ở tại nhà, chúng ta cùng ngồi xuống thanh thản nha, để nghe Pháp. Đại chúng chắp tay niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chúng buông tay xuống, ngồi thảnh thơi để chúng ta cùng nghe Pháp nha. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay ngày tu học thường kỳ của đại chúng, và Ban Thông tin thì vẫn tổ chức chương trình tu học trực tuyến vì chúng ta vẫn đang ở trong cái dịch Covid. Đó, thì các Phật tử ở tại gia cố gắng lắng nghe để nắm bắt được bài giảng thật tốt. Thì, kính thưa đại chúng, chúng ta tiếp tục học kinh Mi Tiên Vấn Đáp. Bài hôm trước chúng ta học đến bài 203, học từ hư không. Hôm nay chúng ta sang bài 204, học từ mặt trăng nha. Đấy, chúng sẽ học từ mặt trăng. Hôm nay là ngày 14, nhưng mà thời tiết thì ngoài trời á, mây mù rất nhiều. Đặc biệt hôm nay là trên chùa chúng ta lại nhiều mây, cho nên đêm nay thì trăng không có được tỏ lắm, nghe không? Nhưng chúng ta sẽ học về mặt trăng, nghe không? Thì, kính thưa đại chúng, mặt trăng quả thật là rất thân quen với mỗi chúng ta. Giờ chúng ta tìm hiểu về mặt trăng một tí nha. Thưa với đại chúng là mặt trăng
thì là một cái vệ tinh tự nhiên duy nhất của trái đất chúng ta. Đó. Và nó là cái vệ tinh lớn thứ năm trong cái hệ Thái Dương, tức là hệ mặt trời. Thì đại chúng biết chúng ta biết rằng là trái đất của chúng ta thuộc hệ mặt trời. Và trong mặt trời có rất nhiều các cái hành tinh. Và mặt trăng là một hành tinh trong hệ mặt trời, một hành tinh lớn, lớn đứng thứ năm đấy. Và nó lại là cái vệ tinh của trái đất. Tức là mặt trăng là quay xung quanh trái đất. Trái đất thì lại quay xung quanh mặt trời. Mặt trăng thì lại quay xung quanh trái đất. Nó đặc biệt đến như vậy đấy. Không biết là ai xui ai khiến, mà tự nhiên chúng lại cứ quay quanh nhau như vậy. Đại chúng thấy nó rất là hay. Và nếu mà chúng không quay ấy, thì buồn lắm, có phải không? Trái đất không quay thì chẳng có ngày và đêm. Mặt trăng không quay thì không có trăng sáng, trăng tỏ, trăng mờ. Nghe không? Không có những cái hiện tượng đấy. Phải nói là sự sống rất là mầu nhiệm, thưa đại chúng. Và các nhà khoa học thì người ta tính được khoảng cách cái từ tâm trái đất đến mặt trăng là nó vào khoảng 384.400 km. Đó. Nó lớn gấp 30 lần đường kính của trái đất chúng ta. Và mặt trăng ấy, chúng ta thấy nó rất là lớn. Đường kính của mặt trăng á, các nhà khoa học người ta tính toán nó khoảng độ 3.400 km, tức là nó lớn hơn 1/4 đường kính của trái đất. Thế và mặt trăng thì quay xung quanh trái đất với cái chu kỳ quỹ đạo là khoảng hơn 27 ngày, khoảng 28 ngày. Tức là nó quay vòng quanh trái đất của chúng ta, khoảng tầm đó. Và từ đó chúng ta mới có cái tháng âm lịch đấy, thưa đại chúng, gọi là tháng của mặt trăng. Thế và các nhà nghiên cứu thì người ta nói rằng mặt trăng nó hình thành cách đây khoảng 4,5 tỷ năm, tức là cũng gần bằng tuổi của trái đất. Trái đất của chúng ta thì gần 5 tỷ năm, mặt trăng thì hơn 4,5 tỷ năm một chút. Họ tính toán, họ nghiên cứu. Thế và họ cũng nói rằng mặt trăng ấy, nó chính là được văng ra từ trái đất sau một cái vụ đụng chạm giữa trái đất với một cái thiên thể. Thế là văng ra một mảnh rất là to bằng mặt trăng và biến thành cái mặt trăng. Cho nên từ đó là mặt trăng cứ luẩn quẩn theo mẹ trái đất của chúng ta, như mẹ với con ấy, thưa đại chúng. Đấy là chúng ta tìm hiểu về mặt trăng. Thế và quả thật, thưa đại chúng ấy, cái mong mỏi của con người từ xa xưa lắm rồi. Ai cũng mong muốn làm sao có duyên phải được lên mặt trăng một chuyến. Và nhân loại quả thật người ta đã tìm ra cách để lên được mặt trăng. Thế thì tính đến nay, đến năm 2020 này, thì mặt trăng là cái thiên thể duy nhất ngoài trái đất mà con người đã được đặt chân tới, thưa đại chúng. Loài người chúng ta mới đặt chân được tới mặt trăng thôi. Và cái câu chuyện phi thuyền vũ trụ Apollo 11 á, đổ bộ đưa hai nhà du hành người Mỹ lên tới mặt trăng vào năm 1969 á, nó mở đầu cho một cái công cuộc khám phá về thế giới bên ngoài trái đất. Đó. Đến năm 1969 thì hai phi hành gia người Mỹ, một vị tên là Len Armstrong, một vị là Buzz Aldrin, đã bay trên cái phi thuyền Apollo 11 và đặt chân xuống mặt trăng. Đó, đại chúng thấy một sự khám phá và họ đã truyền hình ảnh về trái đất cho chúng ta. Thế như vậy là cái nhu cầu mà khám phá thế giới của con người ấy rất là lớn, và con người đã thực sự đặt được chân tới mặt trăng rồi. Tất nhiên còn rất nhiều các cái thiên thể khác mà chúng ta chưa thể đến được. Cuộc đời con người thì rất là có hạn, mà thế giới thì vô cùng vô tận, biết đến bao giờ mà khám phá được đây. Đấy. Và kính thưa đại chúng, mặt trăng đã đi vào trong đời sống của con người, trong văn hóa, văn học, nghệ thuật, trở thành một trong những cái chủ đề rất là thi vị, nhất là các nhà thơ thường hay ngắm trăng, làm thơ về trăng rất nhiều. Và trăng gắn liền với cuộc sống con người chúng ta. Nếu mà thế gian này mà thiếu mất mặt trăng, thiếu mất ánh trăng, thì Thầy nghĩ là nó cũng buồn ra phết đấy. Buồn không đại chúng? Buồn đấy. Trên trời không có trăng buồn lắm.
Nhất là vào cái Tết Trung Thu nào của các em thiếu nhi mà không có trăng thì buồn dữ lắm. Đến cái ngày trông trăng mà lại không thấy trăng đâu thì rất là buồn. Và ngày Tết Trung Thu đó, thì kính thưa đại chúng, trăng đã đi vào trong đời sống của con người. Và trăng đã làm bạn với tất cả chúng ta, từ bé thơ cho đến người già, và từ người nông dân cho đến bậc trí thức, từ người hậu phương cho đến người trên tiền tuyến, gần như ai cũng rất là yêu trăng, mến trăng. Thầy nghĩ là quả thật ấy, hồi bé của thầy cũng thế, thầy cũng rất là yêu thích trăng. Rồi lớn lên rồi trở về đô thị để làm việc, thì cuộc sống của đô thị nó ít cho chúng ta cái cơ hội được ngắm trăng. Với ở thành phố thì ánh đèn, ánh điện nó lấp hết ánh trăng rồi, cho nên nhiều khi cũng chẳng ai thưởng thức được ánh trăng. Nhưng ở những vùng quê, thì thực sự là ánh trăng rất là đẹp, rất là quý, rất là quý. Bây giờ thầy xin được tản mạn với đại chúng một chút về trăng, những bài thơ về trăng. Thế thì tuổi trẻ bé thơ với trăng, thầy nhớ ngày xưa là chúng ta được học cái bài thơ lúc còn bé xíu nghèo về trăng của tác giả của nhà thơ Nhược Thủy như thế này: sân nhà em sáng quá nhờ ánh trăng sáng ngời, trăng tròn như quả bóng lơ lửng mà không rơi, những đêm nào trăng khuyết trông giống con thuyền trôi, em đi trăng theo bước như muốn cùng đi chơi. Nghe không? Bài thơ rất là hay. Thầy nghĩ là cái bài thơ về trăng này á, của Nhược Thủy ấy, cũng theo thầy á, suốt cả một cái chặng đường dài tuổi thơ đấy. Cái ánh trăng tuổi thơ của thầy nó cũng gắn với cái bài thơ này. Và nghĩ đến trăng là thầy thấy hình ảnh mặt trăng ở bầu trời ở quê, và bên dưới là mấy hàng cau, nó đẹp vô cùng đó, thưa đại chúng. Đúng là em đi trăng theo bước như muốn cùng đi chơi. Tuổi trẻ cái tâm hồn nó gắn với trăng, nó rất là trong sáng. Cho nên thầy nói là cái ánh trăng tuổi thơ đó nó quý lắm. Và cái ánh trăng tuổi thơ nó sẽ làm nên một cái tâm hồn rất là đẹp cho tuổi thơ. Và những ai lớn lên với mảnh trăng ấy thì thầy tin rằng người ấy sẽ là người tốt trong đời, sẽ làm đẹp cho cuộc đời. Cho nên thực sự thầy Thái Minh rất là yêu trăng, rất là quý trăng. Thế rồi người nông dân thì trong ca dao với trăng thế nào? Đại chúng chắc cũng rất nhiều người thuộc cái bài ca dao này. Đi tắt nước ở ngoài đồng, những đêm trăng nó đẹp lắm. Và bản thân thầy cũng đã từng được như vậy rồi, với cái gầu sòng đi tắt nước đêm trăng. Hỡi cô tắt nước thì bên đàng, sao cô múc ánh trăng vàng đổ đi. Nghe không? Rất là đẹp. Đấy, người nông dân có những cái phút giây như thế, thư giãn tâm hồn, nghe không? Đấy, cái chất nghệ sĩ, cái chất thơ ở trong hồn của người nông dân rất là quý. Tắt nước mà tắt nước nhưng mà thấy những gầu nước ấy là những gầu vàng, múc ánh trăng vàng đổ đi, nghe không? Đấy. Thế rồi đối với người lính ở trên chiến tuyến thì sao? Đại chúng chắc là nhớ cái bài thơ Đồng Chí của nhà thơ Chính Hữu, nói lên cái tình đồng chí, đồng đội trên chiến tuyến. Và trong bài thơ này thì hình ảnh giữa trăng và người lính rất là đẹp. Kết thúc bài thơ với hình ảnh trăng và lính đẹp vô cùng. Nó như một bức tranh ấy, thưa đại chúng. Cái câu kết nó như thế này: đêm nay rừng hoang sương muối lạnh, đứng cạnh bên nhau chờ giặc tới, đầu súng trăng treo. Nghe không? Đầu súng trăng treo, người lính bồng súng, và trên đầu ngọn súng là hình ảnh của trăng, rất sáng, rất là đẹp. Người lính đứng cạnh nhau để bảo vệ biên thủy, bảo vệ tổ quốc, rất là đẹp cái hình ảnh đó. Bài thơ của Chính Hữu rất nổi tiếng về tình đồng chí, rất là hay. Thế và thầy cũng có đọc một bài thơ của một nhà trí thức, nhà khoa học, của giáo sư tiến sĩ, viện sĩ Hoàng Quang Thuận.
Ông ta có sáng tác một loạt các bài thơ về Yên Tử trong chùm Thi Vân Yên Tử cũng rất là hay. Và Thầy thì cũng có duyên với Tiến sĩ Hoàng Quang Thuận. Tiến sĩ Hoàng Quang Thuận làm cả hàng trăm bài thơ về Yên Tử, bài thơ nào cũng rất đặc biệt. Trong đó còn bài thơ nói về trăng, Thầy thấy rất là hay. Thầy xin đọc để tặng cho đại chúng. Bài thơ thế này: Trăng treo lơ lửng trên cành tùng, trăng rắc vàng lên cánh hoa nhung. Sương đêm sực nức mùi hoa đại, mỗi bước trăng trôi giữa núi rừng. Lung linh huyền ảo ánh trăng rơi, tiếng hạc trong đêm tận cõi trời. Hạ giới thần tiên hay đất Phật, chị Hằng chú Cuội mãi rong chơi. Bài thơ hay lắm. Trăng thấy như vàng, trăng rắc vàng lên những cánh hoa nhung. Hoa nhung ở Yên Tử tức là hoa mai Yên Tử, thưa đại chúng, đẹp lắm. Và cái ánh trăng ở trong núi rừng Yên Tử nó tịch mịch, nó rất là thiền, nó đẹp vô cùng đấy. Ai mà đã từng ngắm trăng trong những cái đêm tĩnh mịch ấy, nó đẹp lạ lùng. Trong thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong cái tập nhật ký trong tù, thì bác cũng làm một số bài thơ về trăng rất là hay. Thầy cũng xin đọc để đại chúng cùng nghe. Bài thơ Cảnh Khuya, bác viết về trăng thế này: Tiếng suối trong như tiếng hát xa, trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa. Cảnh khuya như vẽ người chưa ngủ, chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà. Chúng ta thấy bác viết về trăng hay không? Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa. Và cái tâm hồn của một người chiến sĩ cách mạng rất là bay bổng, rất là lạc quan. Tuy là ở trong tù đấy, nhưng mà vẫn ngắm trăng, vẫn để cho hồn mình nó thoát ra khỏi cái cửa của nhà giam để đến với trăng. Đại chúng thấy những cái thưởng thức ánh trăng như thế nó rất là quý. Trong đạo Phật chúng ta thì thấy con người ta ăn ấy không phải chỉ ăn bằng miệng, ăn bằng thức ăn qua miệng đâu, thưa đại chúng. Chúng ta ăn cả bằng mắt, ăn cả bằng tai, nghe không? Và ánh trăng là cho chúng ta ăn bằng mắt và tất cả cảm thụ toàn thân ấy. Chúng ta được tắm trong ánh trăng nó quý vô cùng. Thực sự, Thầy rất mong mỏi làm sao ở giữa những cái đô thị vào bên cạnh ánh điện lung linh và rực rỡ như thế, vẫn có những khoảng không để cho con người ra đấy được tắm trong ánh trăng. Nó đẹp vô cùng. Và cũng có một trường phái, những người nữ người ta bảo tắm ánh trăng ấy là da nó sẽ đẹp lên. Người ta lại nghĩ thế, nghĩa là tắm trong ánh trăng nó có những cái tác dụng nhất định. Ánh sáng của ánh trăng. Thế rồi bác làm tiếp một bài thơ nữa là bài thơ Ngắm Trăng như thế này: Trong tù không rượu cũng không hoa, cảnh đẹp đêm nay khó hững hờ. Người ngắm trăng soi ngoài cửa sổ, trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ. Nghe không? Chúng ta thấy rất lạc quan. Đấy, ở trong tù đấy, trong tù thì làm gì có rượu có hoa, nhưng mà cái cảnh đẹp bên ngoài không ai có thể hờ hững được, không ai có thể bỏ qua được. Người ngắm trăng soi ngoài cửa sổ. Còn trăng ấy, thì bây giờ trăng trở thành người, thành một người bạn tri âm tri kỷ với người tù này. Trăng nhòm qua khe cửa ngắm nhà thơ, rất là hay. Cái hình ảnh rất rất là đẹp. Những bài thơ này thì đã được phổ nhạc thành những cái bài hát rất là hay. Thế còn Thầy cũng xin trích một cái câu thơ về trăng của người xưa, và tác giả là Đại Thi Hào Nguyễn Du, danh nhân văn hóa thế giới, trong Truyện Kiều, tác phẩm thi văn nổi tiếng. Thì Nguyễn Du cũng nói nhiều đoạn về trăng, nhưng có cái đoạn này rất là hay. Mà những cặp tình nhân khi chia tay nhau là hay nói câu này lắm. Ở đây cái cảnh mà Thúc Sinh từ biệt Thúy Kiều, thì Nguyễn Du tả thế này: Người về chiếc bóng năm canh,
kẻ đi muôn dặm một mình xa xôi. Vầng trăng ai sẽ làm đôi, nửa in gối chiếc, nửa soi dặm trường. À, đại chúng thấy thơ hay lắm, nào, rất là tuyệt vời. Vào trăng mà xẻ làm đôi, nửa in gối chiếc, nửa soi dặm trường. À, đấy. À, Nguyễn Du tả cái cảnh trăng cũng rất là đẹp, nó nói lên cái tình cảm nào giữa hai người yêu thương nhau mà phải chia ly. Đó, nó rất là thấm đượm. Đấy là một chút về thơ văn về trăng. À, thế còn kính thưa đại chúng, đối với trong Phật pháp của chúng ta thì trăng cũng được nói đến rất nhiều. Trăng được ví như là trí tuệ và từ bi, vì trong ánh sáng của trăng ấy, trong trăng nó có ánh sáng và trong trăng nó có cái mát lành, cho nên trăng nó có đủ cả trí tuệ và từ bi. Còn trí tuệ mặt trời thì sáng nhưng mà nóng, và còn ánh sáng của trăng thì cũng sáng nhưng mà lại bên cạnh đó là mát lành. Cho nên ánh trăng được ví rất nhiều trong các kinh điển mà Đức Phật nói. Và có những cái bài kinh ấy, được đặt tên ví như là trăng vậy đấy. Đó là bộ kinh Lăng Già, người ta gọi là Lăng Già Nguyệt, kinh Lăng Già Tâm Ấn á. Và rất nhiều người gọi đây là Lăng Già Nguyệt, gọi là mặt trăng Lăng Già, kinh Lăng Già. Được ví như mặt trăng, nói đến bản tâm thanh tịnh sáng suốt của chúng ta, nó như mặt trăng vậy đấy, thưa đại chúng. Đó. Và đặc biệt Đức Phật của chúng ta, cái sự kiện Đức Phật đản sinh, rồi Ngài đi xuất gia, thành đạo, nhập diệt, hầu như đều gắn liền với trăng. Tức là theo lịch sử Phật giáo thì nói rằng Đức Phật sinh ra vào ngày trăng tròn tháng tư, tức là ngày rằm tháng tư. Đức Phật đi xuất gia thì vào ngày trăng tròn của tháng hai. Đức Phật thành đạo vào trăng tròn của tháng 12. Và Đức Phật nhập Niết Bàn cũng vào ngày trăng tròn tháng hai. Đó. Thế thì như vậy, thưa đại chúng, chúng ta thấy cuộc đời Đức Phật ấy, thầy nghĩ là nó đi liền với ánh trăng. Và quả thật, tự thân Đức Phật đúng là một ánh trăng, đúng là một mặt trăng. Cho nên khi Ngài xuất hiện ấy, là Ngài đem ánh sáng diệu kỳ, ánh sáng mát mẻ để mà soi tất cả, soi chiếu thế gian, nghe không? Mang đến cho chúng ta rất là hay. Cho nên thầy nghĩ là sự xuất hiện của Ngài thực sự nó đem đến cái mát mẻ, cái an lành cho chúng sinh. Cho nên trong tâm và ngoại cảnh nó tương ứng với nhau. Tại sao Đức Phật lại sinh ra cũng vào ngày trăng tròn, đến ngày nhập diệt cũng vào ngày trăng tròn, thành đạo cũng ngày trăng tròn, và xuất gia cũng vào ngày trăng tròn? Đấy, chúng ta thấy nó rất là đặc biệt. Mọi cái nó không phải là ngẫu nhiên đâu. Nó đều có nhân duyên hết đấy. Có nhân duyên hết đấy. Ngài thị hiện trên đời này như một mặt trăng, và mặt trăng trí tuệ và từ bi, để mà làm sao soi sáng cho nhân gian, và để mà làm tươi mát các tâm hồn còn khô khát đau khổ của chúng sinh. Đó, đấy là mặt trời, mặt trăng của Đức Phật. Và trong kinh ấy, thì Đức Phật cũng có những bài kinh nói về trăng. Và như trong kinh A Hàm, Đức Phật nói thế này: như trăng không bợn chu du khắp hư không, trong tất cả tinh tú ánh trăng là hơn hết. Tinh tấn cũng như vậy, giới văn rộng bố thí, lìa bòn sẻn trong đời, bố thí này sáng nhất. Đấy. Đức Phật nói rằng ánh trăng là cái thứ ánh sáng của tinh tú lớn chất. Thế thì ở trong đời, cái người biết tu tập tinh tấn, giữ giới, vào nghe pháp, thực hành bố thí với tâm rộng mở, thì cái người này cũng là người sáng nhất, như ánh trăng vậy đấy. Đấy, kính thưa đại chúng, thì trước khi vào bài, thầy Thái Minh tản mạn với đại chúng một chút về trăng. Tại sao thầy lại nói hơi nhiều về trăng? Vì cái chủ đề hôm nay là học về trăng, mà học từ trăng. Thế và thực sự thì thầy thấy trăng nó
Nó là một món quà vô giá mà thiên nhiên ban tặng cho con người chúng ta. Trăng nó rất là đẹp. Và Thầy tin rằng bất kỳ ai mà yêu quý trăng á, thì tâm hồn người ấy cũng sẽ đẹp. Và Thầy rất mong muốn mọi người sẽ có một tâm hồn đẹp. Cho nên Thầy nói nhiều về trăng trước khi vào bài kinh này. Bây giờ chúng ta sẽ vào văn kinh. Vua Milanda mới thưa rằng: Thưa Đại Đức, về mặt trăng, xin Đại Đức giảng giải cho, nó có mấy điều cùng sự liên hệ với sa môn hạnh. Ông vua Milanda, ông hỏi tỳ kheo Na Tiên về mặt trăng. Học về mặt trăng thì chúng ta học được cái gì đây? Nó có những cái liên hệ gì với cái tâm hạnh của người tu hành, với sa môn hạnh? Tỳ kheo Na Tiên mới đáp rằng: Tâu vâng, thưa Đại Vương, mặt trăng cũng có 5 điều. Đấy, Na Tiên rút ra từ mặt trăng được 5 điều mà một người hành giả tu học Phật Pháp có thể học được. Thứ nhất, những đêm đầu tháng, trăng thượng huyền tỏa ánh sáng rất là yếu, nhưng rồi nó sẽ sáng dần lên cho đến khi trăng tròn. Phàm sự tu tập cũng y như thế, pháp học, pháp hành đều y như thế, giới định tuệ cũng y như thế. Nghĩa là từ từ mà trau dồi học giới, từ từ mà an trú tâm định, từ từ trí tuệ sẽ sáng tỏ viên mãn. Ở đây tỳ kheo Na Tiên lấy hình ảnh của mặt trăng. Trăng đầu tháng nó còn rất là nhỏ, và mùng 1 lưỡi chai nó bé tí tí thôi, nhưng đến mùng 2, mùng 3 nó lớn dần lên. Mùng 1 lưỡi chai, mùng 2 lá lúa, mùng 3 câu liêm, mùng 4 lưỡi liềm. Đấy, các đại chúng nhớ cái bài ca dao rất là hay. Thế và trăng nó lớn dần lên cho đến ngày 14 hôm rằm 16 là trăng sáng tỏ nhất, trăng sáng nhất. Đấy là cái quy luật, và mặt trăng nó cũng lớn dần, lớn dần. Thế thì ở đây chúng ta là một hành giả tu học Phật Pháp, chúng ta học ở mặt trăng cái gì? Chúng ta học ở đây đó là cái việc tu tập của chúng ta nó cũng phải dần dần lớn lên, chứ không phải ngay một lúc mà chúng ta có thể thành tựu được ngay. Cái đó không có. Sự tu tập là một quá trình tiến bộ dần dần. Vạn vật nó cũng thế, nó đều tăng trưởng một cách dần dần. Không có cái cây nào vừa mới mọc cái nó đã cao bằng một cái cây trưởng thành rồi. Chúng ta lớn lên cũng thế, từ một em bé vào nhỏ còn đỏ hòn mới lọt lòng mẹ, rồi qua 5 tháng chúng ta mới lớn lên, mới thành một thiếu nhi, một thiếu niên, rồi một thanh niên. Nó phải qua 5 tháng. Chúng ta thực sự không có ai mà có thể như thánh gióng được. Câu chuyện thánh gióng cũng là một câu chuyện đặc biệt. Nhưng mà dù thánh gióng có lớn ấy, thì cũng vẫn phải có một quá trình, chứ không phải là đứt đoạn được. Từ một chú bé rồi cũng vẫn phải qua từng cấp bậc rồi mới lớn lên. Đã, thế thì chúng ta cũng thế, nghe không? Con người cũng thế, và việc tu tập này cũng thế. Chúng ta tu tập Phật Pháp cũng phải từng bước tiến lên dần dần, chứ không phải ngay một lúc chúng ta có thể gặt hái ngay được thành quả, thành tựu đạo quả ngay. Cái đó không thể có được. Có những người, người ta sinh ra đời này, tuy còn rất nhỏ, mới tu tập nhưng người ta đã chứng quả, là vì người ta đã nhiều kiếp trước từng tu hành rồi, thưa đại chúng. Chúng ta không thể so sánh với những cái bậc mà đã từng nhiều kiếp tu hành như vậy. Đó, chứ còn chúng ta còn là một người phàm thì sự tu tập đều phải dần dần tiến lên. Và những ai tu hành mà mong muốn mình mau chóng chứng thánh quả ngay, và tu mau tu ngay, tu phải chứng nhanh, thì người đó là sao? Người đó là sai lầm đấy. Đấy, người ta gọi là cái quả tu nó không thể chín ép được. Đại chúng, mà bất kể cái gì mà chín ép ấy, nó đâu có ngon. Quả chuối chín ép ấy, cũng không ngon. Nó chín một cách tự nhiên thì nó mới thật là tốt đẹp. Thì quả tu này cũng thế, chúng ta không thể ép cho nó mau nhanh chóng được. Mà cái tâm lý ép ấy, mong muốn mình tu nhanh, chóng chứng ấy, đấy là tâm lý gì? Đấy là tâm lý lười biếng. Đại chúng thấy không? Sợ tu lâu nó vất vả, thôi tu làm sao nhanh để chóng chứng đỡ mệt, để con nghỉ ngơi.
Đấy là tâm lý lười nó sinh ra đấy. Mà đem cái tâm lười mà tu đạo thì làm sao mà thành đạo? Tâm lười là một trong những tâm bất thiện, lười biếng là tâm bất thiện. Đem tâm bất thiện ấy để cầu đạo thì làm sao thành đạo được? Không thể chứng đạo được. Tâm ấy lại cũng là tâm tham. Lười là do tham, tham muốn nghỉ ngơi, tham muốn được thoải mái, dễ chịu, không muốn vất vả. Đấy là cái người ham sự hưởng thụ. Cho nên cái tâm lười nó vừa là lười, vừa là tham, vừa là ngại khó, ngại khổ. Thì cái tâm ấy không thể nào khiến chúng ta thành tựu đạo quả được, không đạt được đạo. Đó, cho nên chúng ta phải biết, ở đây phải biết là phải dần dần. Không thể sốt ruột, mong cho nhanh được. Cho nên ấy, Hòa Thượng Trúc Lâm, Hòa Thượng Thích Thanh Từ, Hòa Thượng dạy sao? Người tu phải chuẩn bị cho mình một cái tâm trường viễn và dài xa. Phải chuẩn bị cái tâm đấy. Tu là cả một quá trình lâu dài. Gột rửa thân tâm chúng ta là lâu dài, chứ không thể nào một chốc một nhát, và một ngày một đêm, một tháng một năm mà có thể được. Đấy, chúng ta phải nhớ Đức Phật của chúng ta đã tu trải qua ba A Tăng kỳ kiếp. Mà đại chúng biết ý, mỗi một đại kiếp ý, là một con số 10 và lũy thừa 140, thưa đại chúng. Đấy, 10 mũ 140 năm đấy, đại chúng biết nó là bao nhiêu tỷ tỷ năm. Mà ngài tu là ba A Tăng kỳ kiếp, thưa đại chúng, không phải đơn giản. Không phải đơn giản. Đấy. Rất nhiều người khi yêu mến đạo Phật rồi phát tâm tu đạo Phật, vào trong đạo Phật thì lại mong muốn tu cho nhanh, mau đắc. Đấy, vì tâm lý như vậy cho nên mắc vào rất nhiều các giáo phái tà đạo. Rất nhiều giáo phái tà đạo. Thầy nói cụ thể giống như các giáo phái của Thanh Hải Vô Thượng Sư, giáo phái của Trần Tâm. Đấy. Họ nói rằng đến với họ chỉ cần niệm cái tên họ thôi là đắc đạo ngay, rất là nhanh. Không phải vất vả gì cả. Hay đến đấy họ cho uống một cái thứ nước gì, thế là uống xong là đắc đạo luôn, là lên mây ngay. Đại chúng đấy, như cái đạo gọi là Đức Chúa Trời Mẹ đấy, vào đây họ cứ cho uống cái gì là tất cả ngất ngây luôn, là tưởng là mình thành thánh hết rồi đấy, thưa đại chúng. Và nhiều còn nhiều những cái tà đạo khác, vì họ biết cái tâm lý của những người tu hành là mong muốn chóng chứng quả, nhanh đạt đạo, cho nên họ lừa dối chúng ta, dẫn dụ chúng ta rất là dễ. Thế vậy nên ấy, đại chúng biết ấy, người mà chân thật tu hành thì không có mong như thế. Cứ hàng ngày ta chăm chỉ, ta bào mòn các thói hư tật xấu của mình thôi. Mà thầy vẫn nói đấy, tu nghĩa là gì? Chúng ta làm cho lạ tất cả những thói quen ngày xưa mình từng quen. Thói quen ngày xưa ta quen ăn, quen chơi, lười biếng, ỷ lại, ganh ghét, đố kỵ, những cái thói quen ấy ta phải làm cho nó lạ đi. Thế còn bây giờ những cái thói quen mới của một cái hành giả tu hành, đó là phải chăm chỉ, phải tinh tấn, phải kỷ luật, phải nghiêm khắc. Thì ta phải huân tập vào những cái lạ, phải làm cho quen. Còn những cái đã quen từ xưa phải làm cho nó lạ dần chúng ta đi. Đấy là người tu đấy. Và bao giờ mình cứ thấy mình sạch hết tất cả những cái xấu bẩn, thì lúc ấy là mình tự thành thánh thôi. Mình cứ xét tự mình xem mình đã thánh chưa là mình biết đấy. Mình vẫn còn tham, lên mâm cơm ăn vẫn thấy món ngon, vẫn khoái ăn nhiều, ăn chanh của bạn thì ta chưa thánh tí nào đâu. Lên xe ngồi ta vẫn chọn cái chỗ đẹp nhất, êm nhất, ta ngồi không nhường cho ai, thế thì ta chưa thánh chút nào đâu. Nghe không? Về nhà gặp cha gặp mẹ, mình thấy mình vẫn sân si, vẫn không cung kính, không biết ơn cha mẹ thì ta cũng chưa thánh đâu. Thưa đại chúng, rất rất nhiều. Cho nên nhà Phật nói là sao? Chỉ hết những cái thói phàm này thì tự nhiên là thánh thôi. Chứ không phải là thánh ở đâu. Đi tu để thành thánh là không phải thánh ở đâu, nhảy vào trong tâm mình đâu. Mà ta lọc sạch hết cái phàm này thì tự nhiên ta là thánh. Cái áo của mình mà giặt hết vết bẩn đi thì gọi là áo gì? Áo gì? Áo sạch. Thế thôi. Đấy, phàm thánh là ở chỗ đấy đấy. Thế người tu cứ cẩn thận, cứ chăm chỉ miên mật mà tu. Chẳng cần mong cầu chứng thánh, mà ta cứ chịu khó tu hành, tự nhiên thánh quả cũng đến. Đấy, còn cái tâm mong cầu, mong nhanh chứng đều rất nguy hiểm với chúng ta. Có rất nhiều người á, vào trước đây thầy có cái huynh đệ ở trong vào trong thiền viện tu tập đấy,
Ông Trâm tu đến nỗi mà ông tinh tấn đến mức là đêm người đi ngủ thì ông vác bồ đoàn tọa cụ ra nhà tắm, ông ngồi ông thiền ở đấy. Thế nhưng một thời gian sau thì chính vì đấy lại là bỏ đạo đầu tiên. Đấy, gọi là thái quá, nó bất cập. Đấy cũng là cái tâm tham đấy. Tham. Có những vị thì lại leo lên tận trên đỉnh núi cao để tu, tưởng là lên đấy là nhanh thành Phật lắm. Lên đấy được mấy tháng cuối cùng là cũng thối tâm. Đấy xuống. Đó. Thế cho nên chúng ta tu là phải trường viễn. Ở Hòa Thượng Trúc Lâm dạy là phải giữ cái tâm trường viễn. Phải giống như mặt trăng á, nó lớn nó cũng phải từ từ. Cái cây nó lớn nó cũng phải từ từ. Không thể nào. Bây giờ ai muốn cái cây nó lớn nhanh, cứ mỗi ngày ra cầm cái cây rút lên một cái. Nó có lớn nhanh được không? Có khi là nó đứt gốc luôn, thưa đại chúng. Chết luôn. Không được nhé. Cho nên cái điều thứ nhất ý, Na Tiên rút ra ở đây, học mặt trăng là chúng ta phải biết tu tập là quá trình tiến lên dần dần, từng bước và chúng ta chăm chỉ từng ngày. Đấy, chúng ta chăm chỉ từng ngày chứ không phải ngay một cái tu hôm sau là thành Phật ngay. À, không thể có chuyện đó nhé. Đấy là điều thứ nhất. Điều thứ hai là mặt trăng là một vật rất lớn. Phàm hành giả tu tập sa môn hạnh phải nuôi dưỡng các đề mục, tinh tiến trong đề mục để thành tựu quả lớn lao cho mình. Thì kính thưa đại chúng, quả thật trăng là một hành tinh lớn của hệ mặt trời và là vệ tinh duy nhất và lớn nhất của trái đất chúng ta. Khi chúng ta nhìn lên trời thì bao giờ chúng thế, nếu mà trong bầu trời có trăng và sao thì chúng ta cũng thường rất là quan tâm đến trăng, vì trăng là sáng nhất, lớn nhất, cho nên chúng ta hướng đến trăng và nhìn ngắm trăng. Đó, đó. Vì khi mà có trăng rồi ấy, thì các cái ngôi sao khác đều bị lu mờ đi hết ấy. Cơ bản là mờ đi. Trăng mờ sáng thì sao sẽ lu mờ. Đấy, là tỏa dạng. Thế thì với một người ngắm trên trời, ai cũng muốn nhìn trăng nếu trời có trăng. Thì một hành giả tu hành cũng thế. Và chúng ta phải nhắm tới cái mục đích tối thượng nhất, vĩ đại nhất, đó là mục đích đạt được giác ngộ, giải thoát tối hậu, thành tựu thánh quả. Mà thánh quả ở đây là thánh quả Phật, thánh quả A-la-hán, phải nhắm tới cái đấy. Mà kính thưa đại chúng, để nhắm tới cái đấy thì chúng ta phải có các công hạnh tu tập. Các công hạnh ở đây là có rất nhiều các cái đề mục để cho một hành giả tu tập thiền quán, quán niệm. Ví dụ như là tu tập tứ niệm xứ thì chúng ta có các cái đề mục quán về thân, quán về cảm thọ, quán về tâm, quán về pháp. Đấy, gọi là tứ niệm xứ, bốn cái đề mục quán thân, thọ, tâm, pháp. Ngoài ra còn rất rất nhiều, trong Phật giáo còn rất nhiều những cái đề mục tu tập. Ví dụ như quán từ bi, và quán nhân duyên, quán vô thường, quán vô ngã, và quán bất tịnh rất nhiều. Bất tịnh nó cũng nằm trong quán thân thôi. Đấy, nhưng mà còn nhiều cái chủ đề quán nữa. Thế thì khi một người thực tập tu tập quán như vậy thì chúng ta phải làm sao? Phải tinh tiến, nuôi dưỡng. Ở đây nói là nuôi dưỡng. Nuôi dưỡng nghĩa là chúng ta ngày ngày phải thực tập. Thì cái đề mục ấy nó mới lớn lên trong ta. Đấy, cái người muốn nung nấu ý chí cũng thế. Thì phải hàng ngày nhắc tới cái mục đích của mình. Chúng ta muốn có ý chí nó lâu bền thì hàng ngày phải nhắc tới cái mục đích của mình. Cái người đã lập nguyện thì phải hàng ngày nhắc cái nguyện của mình để mình nhớ, không thì mình quên mất. Thì đề mục để chúng ta tu quán cũng thế. Chúng ta phải thường xuyên nhớ tới nó, tu tập hàng ngày thì nó mới tăng trưởng được, nó mới đào sâu được. Trong nhà Phật hay lấy ví dụ như là người dùi cây để lấy lửa đó. Nếu mà chúng ta lấy cái dùi để dùi vào cái cây khô để cho nó phát lửa lên, thế nhưng mà ta chỉ dùi một lúc nó nóng nóng ta lại thôi bỏ đấy, thì muôn đời không có lửa. Mà ta phải dùi cho đến khi nào nó bốc cháy thì mới thôi. Đó, đấy. Thế cái tinh thần tu tập cũng thế. Cái việc theo dõi đề mục quán, ví dụ quán về cảm thọ cũng thế, hay là quán về thân hành niệm cũng thế, thì chúng ta phải bám sát, phải trau dồi thường xuyên. Đấy, thì nó mới tăng trưởng trong cái đề mục ấy và chúng ta mới thành tựu. Kính thưa đại chúng, có những người ngày xưa khi người ta quán về thân bất tịnh chẳng hạn, quán về cái thân của chúng ta là một cái xác mà trong đó nó chỉ là kết hợp của máu, mủ, xương, da,
vân vân. Họ quán đến nỗi mà họ đi sâu vào đến nỗi họ thấy thân thể họ đúng là một bộ xương trắng. Và quán sâu đến nỗi khi mà nhìn mọi người cũng thấy một người chỉ là một bộ xương di động thôi, thưa đại chúng. Đó, khi mà quán sâu vào nó là như vậy. Và chính quán như vậy thì người ta mới không bị sắc dục làm mê hoặc được. Phải quán kỹ đấy, thưa đại chúng. Bản thân Thầy Thái Minh cũng thế. Từ trước nay cũng rất là, khi mà quán cái thân bất tịnh này, Thầy cũng rất là liều. Mặc dù hồi nhỏ Thầy sợ ma dữ lắm, nhưng mà khi mà đã học được Phật Pháp rồi, Thầy cũng liều lắm. Khi mà thực tập đề mục quán thân bất tịnh, là Thầy sẵn sàng đi đến những cái chỗ mà xảy ra tai nạn này, đến tận nơi để xem cái xác người người ta bị tai nạn nó như thế nào. Vào, nó vỡ ra, đầu óc tung tóe, ruột gan tung tóe, mình quán. Rồi vào trong bệnh viện, đến nhà xác, quán cái xác chết ở đấy, để thấy được sự thật về chính mình, về thân thể của mình. Đó, phải liều như vậy đấy, thưa đại chúng. Phải dũng cảm như vậy. Thì quán như vậy thì nó mới ngấm được vào trong tâm mình. Thế không thì mình quên ngay. Quên ngay. Đấy là một trong những cái pháp quán của Phật giáo, để thấy rõ sự thật về thân thể của mình. Và khi thấy rõ sự thật thân thể của mình quả thật là một hợp thể mà nó bất tịnh, rất là kinh tởm, thì tự nhiên mình không có đắm say về thể xác nữa. Thưa đại chúng, đấy là sự thật. Đó. Thế thì ở đây ấy, Na Tiên nói, chúng ta phải, để đạt được cái mục tiêu giác ngộ tối thượng, chúng ta phải đi sâu, bám sát cái đề mục mình quán, phải nuôi dưỡng nó thì mới được. Nhá. Chứ chúng ta cứ gọi là một ngày tu, bảy ngày nghỉ thì không thể nào chúng ta tiến đạo được. Đó là sự thật. Nhá. Thứ ba, mặt trăng mọc vào ban đêm, di chuyển trong đêm và sáng dần lên trong đêm. Cũng vậy, vì tỷ kheo phải ở nơi thanh vắng, thực hành ở nơi thanh vắng, từ từ trí tuệ sẽ sáng dần lên ở nơi thanh vắng. Đó. Ở đây Na Tiên á, rút ra từ mặt trăng là sao? Mặt trăng á, nó mọc là mọc vào ban đêm. Đúng rồi, chúng ta ban đêm mới thấy trăng mọc, chứ không có mặt trăng mọc ban ngày. Thứ hai là mặt trăng di chuyển ở trong đêm và nó sáng dần lên. Từ lúc đầu nó còn mờ, sau nó sáng dần lên. Lúc đầu nó nhỏ, sau nó lớn dần lên. Đó, đấy là mặt trăng. Thì một vị hành giả tu học Phật cũng thế, phải biết chọn cái nơi thanh vắng, thực hành, tu tập ở nơi thanh vắng, thì trí tuệ sẽ từ từ sáng lên. Đó, đây là cái điều mà rất là quan trọng. Chúng ta biết, người xưa nói rằng trí tuệ được sinh ra ở những nơi tĩnh lặng. Mà phàm phu chúng ta thì tâm suốt ngày nó sao động, nó lăng xăng. Trong kinh ví cái tâm chúng ta như khỉ, như vượn, gọi là tâm viên ý mã, như ngựa đấy. Tâm như con khỉ, ý như con ngựa, nó chạy lăng xăng suốt ngày, chẳng bao giờ yên cả. Thế này chúng, tâm mình đấy, tâm chúng ta lại ví giống như một cái mặt hồ đầy sóng, nó nổi sóng. Cho nên chúng ta nhìn xuống một cái mặt hồ mà đầy sóng, có thấy được cái gì đâu. Trăng cũng chả nhìn thấy, sỏi đá cá bơi lội ở trong hồ cũng không thấy, vì cái mặt hồ nó đầy sóng như thế, nó không thể cho chúng ta nhìn thấy được. Thế thì cũng vậy, trí tuệ của chúng ta không thể sáng lên được với một cái tâm đầy dao động như thế. Thế mà tâm chúng ta thì nó dính với cảnh rất là nhiều. Vậy đại chúng biết, ở trong một cái cảnh mà ồn ào náo nhiệt, sao động, thì tâm chúng ta rất dễ bị động. Và cho nên chúng ta học mà học ở giữa chợ, hay học ở một cái chỗ mà ồn ào, chúng ta rất khó tập trung, khó học thuộc bài. Phải chọn chỗ nào nó yên, nó tĩnh. Đấy. Thế cho nên đây cũng là cái nguyên lý để chúng ta xây trường học, nên chọn những cái chỗ nó yên tĩnh, nó tĩnh lặng để xây trường học, thì học sinh học mới tốt. Thế trường học mà bốn bề ồn ào, chợ búa ồn ào, thì ảnh hưởng vô cùng đến cái chất lượng học tập của học sinh. Vì trí tuệ thường chỉ sinh ở chỗ tĩnh lặng thôi, những chỗ vắng, chỗ lặng. Cho nên chúng ta thấy những nhà ở gần phố chợ, con em khó học giỏi được lắm. Nó ồn ào như thế, suốt ngày người ra người vào, nó khó học được giỏi.
Rất khó. Thế thì ở đây Na Tiên nói rằng chúng ta phải học ở mặt trăng cái chỗ này. Một người, một hành giả tu hành thì nên chọn cái nơi tĩnh lặng để mà tu tập. Thì ở chỗ đấy có cơ hội để chúng ta ươm mầm trí tuệ ở đấy được đấy. Ươm được cái hạt giống trí tuệ ở đấy. Vì sao? Vì trong cái chỗ tĩnh lặng như vậy, nó không huyên náo, thì chúng ta có cái duyên để chúng ta xoay lại tâm mình, quay lại tâm mình để gột rửa tâm mình, làm cho nó thanh tịnh tâm mình. Đó. Và chính như vậy thì tâm chúng ta nó mới sạch. Nó mới sạch dần dần. Nó sạch thì làm sao? Nó sẽ trong ra. Mà trong ra thì nó sẽ sáng ra. Sáng ra thì nó sẽ thông suốt, gọi là sáng suốt. Đấy, tâm ấy, nó sạch thì nó trong thì nó sáng, sáng thì nó suốt. Đó. Nếu tâm mà không sạch thì không trong, không trong, không sáng, không suốt được. Một cái tâm mà được lọc đi cho trong sạch thì sẽ sáng suốt. Mà sáng suốt chính là phẩm chất của trí tuệ. Đấy, thưa đại chúng. Sáng suốt là phẩm chất của trí tuệ đấy. Trong kinh Pháp Cú Đức dạy, Đức Phật dạy thế này: ai tâm không an trú, không biết chân diệu pháp, tịnh tín bị rúng động thì trí tuệ không viên thành. Đó. Tâm của ai không an trú, tức là không an định, thì cái người ấy trí tuệ khó viên thành lắm đấy. Nè, cái tâm của chúng ta cứ xốn sang suốt ngày, động suốt ngày thì làm sao mà người ấy có trí tuệ lớn được, thưa đại chúng? Cái trí tuệ lớn, hầu hết các bậc vĩ nhân ấy, họ đều có những cái khung cảnh rất tuyệt vời, rất yên tĩnh để họ phát huy trí tuệ. Đại chúng nhớ, cho nên ở đây thầy nói chuyện có các con là học sinh, là sinh viên, các con thế nên chọn những cái chỗ yên tĩnh để mình học hành nhé. Có đi trọ thì cũng trọ cái chỗ nào đấy, cái khu nhà trọ nó yên tĩnh một chút, đừng ngay sát chợ, ngay quán ăn, suốt ngày đi ra đi vào, các con rất khó tập trung để mà học được bài, mà trí tuệ khó sinh ở đấy. Thế ở chùa mình ấy, hiện nay chưa tăng là tất cả vào rừng tu tập, trong rừng khá là tĩnh mịch, khá là tĩnh mịch. Tăng và ni chùa mình đang vào rừng để tu tập. Đó. Thế thì rừng là một cái cơ hội rất tốt để cho chư tăng trau dồi trí tuệ. Trau dồi trí tuệ chính là thanh lọc tâm mình thôi, gột rửa tất cả những cái cấu uế ở trong tâm mình. Cho nên ấy, thời gian vào rừng lâu á, trong chư tăng thì mình có những sư tự nhiên nhớ được những cái câu chuyện từ xa xưa lắm lắm á, mà bình thường không thể nhớ nổi. Thế nhưng mà tự nhiên vào trong rừng tu tập một thời gian ấy, tâm nó lắng, nó trong, thì tự nhiên những cái câu chuyện, những cái lỗi lầm từ xa xưa, rất là xa xưa, có khi từ hồi bé, lúc 3 tuổi, 4 tuổi cũng nhớ ra được hết. Đấy, thưa đại chúng. Đó, thế và nếu mà cứ cái đà tu như này chúng ta biết ấy, bây giờ ta nhớ được những cái chuyện từ ngày bé nó hiện lên rõ mồn một luôn ấy. Mà tu mạnh hơn nữa thì đến lúc nó nhớ được lúc ở trong bụng mẹ. Nhớ sâu vào lúc ở trong bụng mẹ, mình nằm trong bụng mẹ thế nào nhỉ? Nằm ngược hay nằm xuôi? Rồi nhớ sâu nữa xuyên qua lúc trước khi vào thai mẹ là sang kiếp sau. Đấy, ở đây sư thầy nói. Đó. Đây là một cái logic rất là cụ thể. Tại sao Đức Phật tu tập, các bậc thánh tăng, các ngài lại nhớ được kiếp trước và nhớ được nhiều kiếp về trước? Đây là sự thật đấy. Thế còn bây giờ chúng ta thì có khi câu chuyện của ngày hôm qua ngồi mãi không nhớ ra, thì tâm mình nó có lộn xộn thế này. Câu chuyện ngày hôm qua ngồi mãi không nhớ ra. Đấy. Thế nhưng mà khi cái tâm mà được lắng đọng, nó trong, thì tự nhiên nó nhớ ra. Nó nhớ rất nhiều, rất nhiều. Cho nên Đức Phật nói rằng Ngài thấy được vô số kiếp trước, như là nhìn thấy quả Amala trong lòng bàn tay này này. Ngài thấy rất là rõ ràng, thấy đến từng chi tiết, thưa đại chúng. Gọi là thấy từng chi tiết, thấy rằng cách đây 100 tỷ kiếp, mình là ai, con nhà ai, sinh ra ở đâu, bố mẹ tên là gì, mình làm nghề gì, mình lớn lên, mình đi đâu. Thấy hết và biết hết, thưa đại chúng. Đó, cái trí tuệ như vậy chúng ta thấy. Cho nên ai muốn biết được kiếp trước thì phải an trú tâm vào cái chỗ tĩnh lặng, rèn luyện
thanh lọc tâm mình, tự nhiên nó sẽ nhớ được về cái kiếp trước của mình. Mà đấy là một sự thật, thưa đại chúng. Nhá. Đó. Thứ tư, mặt trăng tự sáng cho chính mình, tự thắp lên ánh sáng cho chính mình, tự dựng ngọn cờ cho chính mình. Vì tỳ kheo cũng nên như thế, tự trong sạch giới cho chính mình, tự tỏa hương giới cho chính mình, tự dựng ngọn cờ giới cho chính mình. Ở đây, tỳ kheo Na Tiên ấy, lấy hình ảnh của trăng. Mặt trăng tự nó sáng, nó sáng cho chính nó và sáng cho cả nhân gian. À, tự mình thắp lên ánh sáng vào. Và một vị hành giả tu học Phật Pháp cũng thế, phải học ở mặt trăng cái này. Đó là chính mình phải tự mình thắp sáng mình lên, à, tự mình sáng lên, tỏa hương. Hương ở đây là hương giới đức cho mọi người, tỏa ánh sáng trí tuệ cho mọi người. Đấy, tự mình gọi là ngọn cờ cho mọi người. Đó, nó là như vậy đấy. Thế một vị khi đã xuất ra, tức là bước chân vào xuất thế đấy, ra khỏi mình là bước cái bước chân đến một cái bầu trời cao rộng, không còn bị giam trong cái lồng của thế gian chật hẹp nữa, là cái người bậc gọi là bậc xuất sĩ xuất trần, mà đâu phải chuyện thường đâu, thưa đại chúng. Người xuất ra là người giống như được ra khỏi lồng, như chim ra khỏi lồng, bước vào cả một bầu trời thanh thang khoáng đạt rộng lớn. Thế thì chí khí của bậc xuất gia phải thế nào? Thầy vẫn nói là người xuất gia mới là người biết cách làm đẹp cho mình hay nhất đấy, thưa đại chúng. À, chúng ta ở thế gian chúng ta làm đẹp phải không? Đi sửa tóc phải không? Sửa tóc, sửa tai, sửa môi, sửa mắt, nâng mũi, nâng cằm vân vân. À, thế rồi dùng son, dùng phấn. Nhưng mà thầy nói là làm đẹp đấy vẫn là làm đẹp cấp thấp đấy. Wow, chưa biết làm đẹp, mà người xuất gia tu hành mới là người làm đẹp cao cấp đấy, thưa đại chúng. Yeah. Mà làm đẹp này không cần son phấn, không cần son phấn, không cần son phấn chút nào mà đẹp. Đấy. Cho nên đại chúng thấy có đúng là các thầy ấy, lúc chưa đi xuất gia trông xấu má chê quỷ hờn, đúng không? Xuất gia xong rồi trông thì đẹp đấy. Yeah. Có nhiều người á, lúc chưa xuất gia trông xấu dữ lắm. Thế nhưng mà xuất gia cạo tóc xong rồi tự nhiên là đẹp. À. Có một số thầy thì nói vui là gọi là mượn son mượn phấn của Phật. Đấy là đi xuất gia các thầy là mượn son phấn của Phật. Tức là mượn giới hạnh, giới đức từ lấy Đức Phật để trang điểm cho mình. Trong Kinh Pháp Cú có câu chuyện bà Hoàng hậu Mặt Lợi Phu Nhân ấy. À, cái ngày hôm ấy là ngày trai giới. Mà ngày trai giới tức là không có trang điểm gì cả. Thế ông vua Ba Tư Nặc, ông có một cái vòng ngọc rất là đẹp, à, một cái viên ngọc rất là đẹp do một cái vị họ đi biển họ dâng lên họ biếu. Thế thì vua muốn tặng cái viên ngọc ấy cho ai hôm nay là đẹp nhất. Thế thì tất cả các cung nga thể nữ là trang điểm son phấn và dài hoa dắt ngọc lên đầu để rồi áo đọ quần kia thật là đẹp để đi ra để trình diễn. Xem mà ai đẹp nhất để vua tặng cho mình cái viên ngọc này. Thế nhưng mà vua vẫn chưa thấy ưng ý. Thế về sau thì mọi người đến lượt hoàng hậu phu nhân là Mặt Lợi đi ra. Thì phu nhân Mặt Lợi thì hôm nay là ngày tu bát quan trai, cho nên là phu nhân không muốn ra. Vì ngày bát quan trai thì không trang điểm, cũng không muốn ra. Và bà ta giữ giới bát quan trai. Thì cuối cùng thì nhà vua phải ra lệnh là phu nhân phải ra. Và khi phu nhân đi ra với một gương mặt rất là mộc mạc, không trang điểm, nhưng mà do giới đức mà tự nhiên đó, bà ta toát lên một cái vẻ đẹp thật là kỳ diệu. Cái vẻ đẹp huyền diệu luôn đó. Đẹp hơn tất cả các cung nga thể nữ trang điểm son phấn. Và Đức Vua cũng phải nhìn và thấy ngạc nhiên. Vì một người ngày hôm nay họ chọn tâm giữ giới, thì cái đức hạnh của người ta nó tỏa lên, nó toát lên một cái gì đấy, nó rất là đẹp, mà đẹp một cách mê hồn, thưa đại chúng. Và chính vua Ba Tư Nặc mới thốt lên rằng không ngờ nàng hôm nay lại đẹp đến như vậy. Và ông đã tặng cho Hoàng hậu Mặt Lợi cái viên ngọc quý ấy, đấy thưa đại chúng. Thế thì ở đây thầy mới nói là quả thật ấy, cái người biết tu
chính là người làm đẹp cho mình nhất, mà làm đẹp đẹp một cách tự thân, không cần phải đến vật mượn bên ngoài, nghe không? Đó. Ê, trong kinh Pháp Cú Đức Phật có dạy thế này: ở nơi tâm mình hết đấy, thưa đại chúng, tất cả một cái tâm mà biết tu tập thì nó đều làm lợi ích cho chúng ta, chính nó trang điểm cho chúng ta rất là nhiều. Thế còn con người bây giờ thì phải mượn những cái bên ngoài quá nhiều, rồi đắp cả những cái đồ giả lên, phải không? Nghe nó rất là bất cập. Trong kinh Đức Phật dạy: kẻ thù hại kẻ thù, oan gia hại oan gia, không bằng tâm hướng tà, gây ác cho tự thân. Nghe không? Kẻ thù hại kẻ thù, oan gia hại oan gia, không bằng cái tâm chúng ta hướng đến điều sai trái, điều tà, cái tâm ấy sẽ gây ác cho chính tự thân mình, còn hơn cả kẻ thù, hơn cả những kẻ oan gia với mình. Điều mẹ cha bà con không có thể làm được, tâm hướng chính làm được tốt đẹp hơn. Nghe không? Đấy. Điều mà kể cả là mẹ cha, là anh em quyến thuộc, bà con không thể làm được cho mình, không giúp được mình đâu. Nhưng một cái tâm của chúng ta hướng đến những điều chân chính, những điều tốt đẹp, thiện lành, thì cái tâm ấy sẽ giúp chúng ta và làm chúng ta được tốt đẹp hơn. Đó, đại chúng thấy. Nhớ cái bài kệ này Đức Phật dạy. Nghe không? Rồi Đức Phật lại dạy gì nữa? Tự mình làm điều ác, tự mình làm nhiễm ô, tự mình ác không làm, thì tự mình làm thanh tịnh. Tịnh hay là không tịnh đều tự mình, không ai thanh tịnh ai. Đấy. Cái bài này, thơ, bài kệ này Đức Phật dạy trong kinh Pháp Cú đấy, để nói lên cái vấn đề là tự chúng ta hết, thưa đại chúng. Tự chúng ta, từ nơi tâm chúng ta. Tâm chúng ta hướng thiện hay tâm chúng ta hướng đến điều ác, thì chúng ta tự chiêu cảm lấy cái tốt hay cái xấu về mình mà thôi. Và không có ai mà hay hơn cái tâm này, mà cũng không có ai ác hơn cái tâm này. Vào, nếu cái tâm chúng ta là bất thiện, thì tự nó chiêu cảm cái khổ đau đến với chúng ta. Thế cho nên ở đây ấy, Thầy nói người tu, người hiểu đạo lý là cái người phải biết tập làm chủ tâm mình, vận dụng tâm mình để làm đẹp chính mình. Và làm đẹp chính mình như mặt trăng ấy, tự tỏa sáng, chính mình phải tự tỏa sáng. Và Thầy cũng vẫn nói đấy, người biết tu thì ở đâu người ấy cũng tỏa sáng. Dù có nhét người ta vào cái chỗ tối tăm nhất rồi người ta cũng tỏa sáng vì người ta biết tu. Và người biết tu thì ở đâu người ấy cũng là chỗ dựa cho mọi người. Và về mặt trí tuệ, người vẫn là chỗ dựa cho mọi người. Đấy là sự thật. Đó. Thế thì tất cả đại chúng thấy được cái đặc tính này từ mặt trăng để chúng ta phải học. Mỗi chúng ta phải tỏa sáng nha. Thứ năm, dù chẳng ai cầu thì mặt trăng vẫn cứ soi sáng cho thế gian. Một vị tỳ kheo cũng vậy, chẳng ai cầu vẫn mang ánh sáng trí tuệ ban giải cho thế gian. Đúng như Phật ngôn: này các thầy tỳ kheo, các thầy nên đi đến mọi nơi, mọi gia đình, mang ánh sáng mặt trăng mà đi. Phải thu thúc, giữ gìn phẩm hạnh của mình, đừng buông thả, đừng khoe khoang hay kiêu ngạo. Đó, ở cái điều thứ năm này, học từ mặt trăng, tỳ kheo Na Tiên nói sao? Mặt trăng á, rất là vô tư, và dẫu rằng chẳng ai cầu mặt trăng sáng, trăng vẫn sáng và trăng vẫn soi chiếu cho thế gian. Dẫu có con người hay không có con người, trăng vẫn cứ sáng. Đấy. Thế thì một vị hành giả tu học Phật Pháp cũng thế. Không phải đợi có người cầu mình tu, mình mới tu. Nghe không? Mình đã biết tu là lợi ích cho mình và lợi ích cho người. À, Thầy nói đấy, đời tu là lợi ích, mà không những tu còn là bổn phận của tất cả chúng ta. Không tu cũng không được, thưa đại chúng. Ở trên đời này nếu thiếu tu dưỡng thì tất cả chúng ta đều sa đọa, đều đi đến cái chỗ đau khổ hết. Cho nên Thầy nói tu là việc bổn phận, chúng ta phải tu hết đấy. Chỉ có ai tu tốt và ai tu kém thôi, nghe không? Chứ còn tu là bổn phận, không tu là mình thiệt. Không tu là mình thiệt. Thế cho nên
khi chúng ta giác ngộ được cái đạo lý này thì mỗi chúng ta phải tự mình tu, tự mình tỏa sáng nha. Không cần phải ai cầu mình tu, không phải ai mướn mình tu, phải nhờ mình tu, mình cũng chưa phải là tu cho ai đâu, mà trước hết là tu là lợi ích cho mình nha. Đấy, các con tuổi trẻ cũng thế, nghe không? Các con tu dưỡng rèn luyện mình là mình được lợi ích đầu tiên. Mình mà có đầy những cái phẩm chất tốt đẹp thì tự mình được những điều tốt đẹp. À, ai cũng thế, các con học tốt, tư cách đạo đức tốt và ý thức kỷ luật tốt thì tự nhiên ấy, các con ra trường là rất nhiều người người ta mời đến làm việc. Thế còn mình học thì lôi thôi, ý thức thì tồi, kỷ luật cũng thế, vô tổ chức, vô kỷ luật, chẳng ai người ta muốn mời mình đến làm việc cho cơ quan, cho tổ chức của người ta cả. Đó, đấy là lẽ tự nhiên. Cho nên chúng ta thấy cái việc tu này là việc bổn phận. Ai cũng thế, nếu giác ngộ được nó là bổn phận thì chúng ta phải tu thôi. Chúng ta phải tu thôi, không tu là thiệt, mà thiệt một đời và thiệt nhiều đời luôn đấy. Nghe không? Đó. Thế thì ở đây Na Tiên nói vị tỳ kheo phải ý thức được điều này. Chúng ta phải tự mình mà tỏa sáng, tự mình mà tu tập và đem ánh sáng đến cho mọi người. Dẫu mọi người chẳng cầu chẳng mong, mình ở đâu mình cũng lan tỏa ánh sáng đến với mọi người. Đó là phẩm chất của một cái vị đệ tử Phật chân chính. Thế thì kính thưa đại chúng, chúng ta biết Phật Pháp, đó là chúng ta đã được tiếp cận với một cái thứ ánh sáng hết sức kỳ diệu. Ánh sáng Phật Pháp là ánh sáng kỳ diệu cho thế gian này. Và chính mỗi chúng ta khi biết Phật Pháp, chúng ta sẽ trở thành con mắt cho thế gian, chúng ta trở thành ngọn hải đăng cho thế gian, để soi sáng thế gian này. Thế gian này đang bị mù tối, thế gian này đang đi trong đêm đen, mù tối và điên đảo. Trong kinh Đức Phật dạy nói người thế gian là sao? Điên đảo nữa là sao? Điên đảo nghĩa là lầm lẫn, không phân biệt được. Phật gọi thế gian này là vô thường, và thực sự thế gian này nó vô thường thật, thì mọi người lại cứ nghĩ nó là thường. Thế gian này ấy, là nhơ bẩn bất tịnh, thì mọi người chúng ta lại cho nó là thanh tịnh, là trong sạch. Thế gian này là vô ngã, thì mọi người lại cho rằng có cái ngã, có cái tôi. Thế gian này là đau khổ, thì tất cả chúng ta lại cứ nghĩ thế gian này là vui. Đấy, cái nghĩ của chúng ta như thế rất là lầm đấy thưa đại chúng. Sự thực, thế gian này là vô thường, vô ngã, bất tịnh và khổ đau. Đấy là sự thật. Chúng ta có muốn tìm ở đâu cũng thế, nó cũng chỉ ra cái sự thật này thôi. Nhưng mà người thế gian chúng ta không có mắt trí tuệ, cho nên lại thấy ngược lại, và từ đó mà đắm say ở trong cuộc đời này, mê lầm trong cuộc đời này, cứ thế mà tạo nghiệp và chìm đắm và đi luân hồi. Đấy là sự thật. Thế cho nên chúng ta chẳng thể thấy được ánh sáng trí tuệ, chẳng thể thấy được mặt trăng chân thật ở nơi tâm mình, gọi là mặt trăng trí tuệ. Một tâm hồn chúng ta không được soi sáng, nó trở thành một tâm hồn mù tối thưa đại chúng, rất mù tối. Ở đây thì Thầy kể có một câu chuyện vui trong nhà thiền. Câu chuyện gọi là cho một vầng trăng. Có một vị thiền sư tu ở trong rừng, trong núi rừng, cất một cái lều nhỏ trong rừng tu tập. Thế và vị rất là tinh tấn tu tập và đạt đạo. Hôm ấy trời trăng rất là sáng, thì vị ấy mới đi dạo ở quanh núi. Và khi mà dạo rồi thì quay về, trở về cái lều của mình. Thì về đến nơi thì thấy có một tên trộm đang chui vào trong lều của mình để khua khoắng lấy đồ. Nhưng mà lều của một vị sư này có cái gì đâu mà lấy, thực sự là không có cái gì đáng để lấy cả. Cũng giống như cái lều của các sư nhà mình ở trong rừng bây giờ, chả có cái gì cả ngoài một cái bình bát ra. Thưa đại chúng, cái bình bát để ăn cơm không có gì hết á. Đó. Thế thì thằng trộm này nó vào trong lều của vị thiền sư này, nó khua khoắng, nó cuối cùng nó thấy chả có cái gì có thể lấy được. Nó đi ra tay không,
Nó đi ra thì là gặp luôn vị thiền sư này. Thế vị thiền sư bảo, này chú, có lấy được cái gì không? Thế bảo, có gì mà lấy? Thế thì vị thiền sư bảo, thôi tội nghiệp cho chú quá, chú đứng lại đấy. Thế là vị vào, vị lấy cái y, một cái áo của vị ra, vị đưa cho cái tên trộm, nghe không? Mà khoác cho tên trộm mà thôi coi như là có một cái quà kỷ niệm cho chú, nghe không? Chứ chú đi vào đây vất vả, đi vào tận trong rừng sâu này mà không lấy được cái gì thì tội nghiệp. À, thầy tặng cho chú. Thế và tên trộm thì cảm ơn và cầm cái miếng áo đi. Thế thì vị sư lúc ấy ngài mới thở dài, tiếc thật, mình không làm sao mà có thể cho cái anh chàng ăn trộm này được cái mặt trăng trên trời này, nó đẹp như thế nào, trăng rất là sáng, không thể cho được, rất là tiếc. Thế sau đó thì vị thiền sư vào lều ngủ một giấc ngủ rất là an lành, và với ánh trăng rất là đẹp, ngài vào giấc ngủ rất an lành. Mà sáng hôm sau ngài dậy thì rất là lạ. Khi ngài quờ tay sang bên cạnh thì sờ thấy chiếc áo được gấp rất là ngay ngắn để bên cạnh mình. Cái chiếc áo hôm qua đấy, cho tên ăn trộm, được gấp ngay ngắn để bên cạnh mình. Thế lúc này ấy, thì vị thiền sư mới nói là thế là ta đã cho được anh ăn trộm này cái mặt trăng rồi đấy. Đã cho anh được một cái ánh trăng rồi. Thì thưa đại chúng, câu chuyện ấy là câu chuyện vui thôi, nhưng mà nó nói lên được cái ý nghĩa. Tên ăn trộm với cái tâm đầy những cái ham muốn và cái tâm bất thiện ấy, nó không thể nào có được cái hạnh phúc, cái niềm vui của một vị thiền sư. Mặc dù trăng sáng rất đẹp, nhưng nó không thể thấy được mặt trăng, không ngắm được mặt trăng. Nghe không? Còn vị thiền sư cuộc sống rất là đơn sơ, nhưng mà lại được sống và được ngắm mặt trăng, có một mặt trăng tuyệt vời, an lành mà mát mẻ. Và ở đây thầy Thái Minh nghĩ rằng không phải là vị thiền sư đó đâu, mà kể cả thầy Thái Minh cũng như tất cả những ai á, mà đã ít nhiều cảm nhận được cái mặt trăng này rồi thì đều muốn đem mặt trăng này cho tất cả mọi người, thưa đại chúng. Nha. Cái mặt trăng đó là mặt trăng của tâm hồn, mặt trăng của trí tuệ, cái đó cơ, chứ không phải mặt trăng trên trời kia đâu. Cái tên trộm này á, sau khi nhận cái áo ấy về chắc là thức tỉnh, nghe không? Vị thiền sư nghèo đến như vậy chả có gì mà cũng sẵn sàng lấy cả chiếc áo cho mình. Cho nên ấy, tên trộm đã hồi tâm và mang trả lại chiếc áo. Và chính ấy, cái hành vi hồi tâm ấy là tên trộm đã nhận ra, ít nhiều thấy được cái mặt trăng trong tâm của mình. Đó là cái mặt trăng của lương tâm, mặt trăng của trí tuệ. Xin đại chúng cũng chúc mừng cho cái anh ăn trộm này. Kính thưa đại chúng, đó là năm cái điều mà chúng ta học được từ mặt trăng Na Tiên đã nêu cho chúng ta. Bây giờ thầy xin kết cái bài giảng hôm nay cũng với một bài thơ thiền của một vị thiền sư cũng nói về trăng. Đó là bài Kệ Thị Tịch của một vị thiền sư nổi tiếng của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, là vị tổ sư đệ nhị ngài Pháp Loa Tôn Giả. Bài Kệ Thị Tịch trước khi ngài nhập niết bàn ấy, ngài ra đi, ngài có để lại bài kệ như thế này: Vạn duyên tài đoạn nhất thân nhàn, tứ thập dư niên mộng huyễn gian, trân trọng chư nhân hưu tá vấn, na biên phong nguyệt cánh man khoan. Dịch nghĩa là: muôn duyên cắt đứt một thân nhàn, hơn 40 năm giấc mộng chàng, nhắn bảo mọi người thôi chớ hỏi, bên kia trăng gió rộng thênh thang. Thiền sư Pháp Loa, 47 tuổi, ngài viên tịch. Trước khi viên tịch, ngài làm bài kệ này để lại cho đại chúng. Muôn duyên cắt đứt một thân nhàn, tứ thập dư niên mộng huyễn gian, muôn duyên cắt đứt một thân nhàn, vạn duyên tài đoạn nhất thân nhàn.
chúng ta trút bỏ được cái thân này là gánh nặng. Thân này là gánh nặng của cuộc đời này đấy, thưa đại chúng. Cho nên bây giờ đến lúc mà được trút bỏ nó, đúng là nhàn một cái tâm. Hơn 40 năm giấc mộng tràng, tức là giấc mộng dài. Ngài sống có 47 tuổi thôi, nhưng mà Ngài thấy cuộc đời đúng là một giấc mộng dài. Nhắn bảo mọi người thôi chớ hỏi, mọi người đừng hỏi nữa, để tôi đi, nghe không? Và bên kia trăng gió rộng thanh thang, bên kia trăng gió đang đợi tôi, nghe không? Bên kia là bên nào? Thưa đại chúng, bên kia chính là cái chỗ mà một vị hành giả tu đạo sẽ đạt tới, sẽ bước tới. Ở cái nơi ấy, ở cái bên kia ấy, nó không có cái khổ não, nó không có muộn phiền, không phải là ngục tối giam hãm. Mà ở bên ấy, nó thanh thang, nó có trăng trong và gió mát rất tuyệt vời. Nơi ấy là những hành giả tu đạo sẽ đạt đến. Cho nên Ngài nói là thôi, bên kia tôi sẽ bước sang, bên kia trăng gió rộng thanh thang. Thế Thầy cũng chúc cho đại chúng qua cái bài kinh hôm nay, mỗi mỗi chúng ta tinh tấn để chúng ta sẽ thấy được cái bầu trời và vầng trăng chân thật tuyệt đẹp của chính mình nhé. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Giờ này thời khóa thính pháp đã được kết thúc viên mãn. Chúng con xin cung thỉnh chư tôn đức tăng ni chắp tay hướng về sư phụ. Xin mời quý Phật tử cùng gia đình quỳ gối chắp tay trang nghiêm để chư tăng đại diện cho quý Phật tử dâng lời tạ pháp. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch trên sư phụ, trời đã về đêm, ánh trăng cũng dần sáng lên, chiếu sáng núi rừng thành đẳng. Nhưng ánh trăng đó có mọc, có lặn. Còn hôm nay, sư phụ đã chỉ cho chúng con thấy được một ánh trăng nữa. Đó là ánh trăng trí tuệ. Ánh trăng đó đều có sẵn trong mỗi chúng con. Chỉ vì mây đen vô minh che mờ nên chưa sáng tỏ. Qua bài giảng, chúng con cũng hiểu được rằng cần chuẩn bị cho mình tâm trường viễn. Bởi lẽ sự tu tập là cả một quá trình tiến lên, phải chăm chỉ từng ngày, từng giờ, phải thường xuyên nhắc mình tu tập, thực hành các pháp. Và ánh trăng trí tuệ chỉ sáng tỏ từ những nơi thanh vắng. Biết cách làm đẹp tự thân bằng giới đức, thu thấp, thu thúc và giữ gìn phẩm hạnh của mình cũng là cách làm cho mặt trăng trong chúng con ngày càng sáng tỏ. Chúng con nguyện vâng theo lời chỉ dạy của sư phụ, nguyện nương tựa vững chắc nơi Tam Bảo, nương nơi sư phụ cùng tăng đoàn để mang ánh sáng Phật Pháp đến khắp muôn nơi. Đêm trăng sáng nơi núi rừng thành đẳng, rất thanh bình và êm ả nên thơ. Ta bon chen nơi phố thị vật vờ, nhiều mỏi mệt giữa dòng đời trôi nổi. Trăng yên lặng trong màn đêm u tối, rất thanh bình như tâm bậc sa môn. Ánh trăng lên xua ảo não trong lòng, trăng sáng tròn giúp ta đầy hy vọng. Đêm tĩnh mịch ánh trăng soi một bóng, hình dáng Thầy đang hướng đến Như Lai. Từng bước chân trên vạn lý đường dài, nhìn trăng sáng ta nhớ lời Thầy dạy. Buổi giảng pháp hôm nay đã kết thúc viên mãn. Chúng con kính chúc trên sư phụ sức khỏe trường thọ, luôn là ánh trăng soi bước chúng con trên bước đường cầu đạo giác ngộ. Cuối cùng, chúng con xin thành kính đảnh lễ tri ân sư phụ tam bái. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Đại chúng cùng chắp tay đứng lên rồi chắp tay hồi hướng với Thầy nhé.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả người đệ tử và chúng sinh đều chọn thành Phật đạo. Kính thưa đại chúng, câu hỏi từ YouTuber Gia Phạm. Kính bạch Thầy, con xin hỏi là vì sao phải cúng rằm tháng 7 trước ngày 15 âm lịch ạ? Nếu đến ngày 15 con mới cúng thì có làm sao không ạ? Nếu không được thì con nên cúng vào ngày nào là tốt ạ? Con xin cảm ơn Thầy. Bạn Gia Phạm này, bạn hỏi về việc cúng rằm tháng 7 đây. Thế thì trước hết Thầy xin chia sẻ với bạn Gia Phạm và đại chúng thế này. Cái xuất xứ của việc cúng rằm tháng 7 ở Việt Nam ta, nó là từ đâu? Nhất là ở miền Bắc ta, nó chính là bắt đầu từ cái câu chuyện ở trong Kinh Vu Lan Bồn của Phật giáo Bắc Tông. Nghe không? Câu chuyện này nói về Ngài Mục Kiều Liên là đệ tử thần thông bậc nhất của Phật, cứu mẹ mình là bà Thanh Đề. Bà Thanh Đề tuy là một gia đình giàu có, một cái gia sản rất lớn, có Mục Kiều Liên là con trai duy nhất đi xuất gia. Nghe không? Bà ở nhà thì bà không kính tín Tam Bảo gì cả, à, không kính tín Tam Bảo, phỉ báng Tam Bảo. Cho nên sau khi chết, bà ấy đọa vào địa ngục rồi lại sinh lên làm ngã quỷ. Đó, lên làm ngã quỷ và quỷ đói. Thế thì Mục Kiều Liên khi mà đắc thần thông, mới dùng thần thông tìm xem mẹ mình chết thì mẹ mình sinh về đâu. Tìm hết trên cõi trời không thấy mẹ, tìm trong cõi người không thấy mẹ. Nhìn xuống ngã quỷ thì thấy mẹ đang làm một ngã quỷ, đang đói khát khổ sở. Thế Mục Kiều Liên mới mang bình bát của mình đi khất thực một bát cơm đầy và về mang đến cho mẹ để mẹ ăn. Thế khi dâng bát cơm cho mẹ thì bà mẹ cái tính tham lam ích kỷ nó vẫn hiện ra. Thế là bà một tay bà bốc cơm ăn, còn một tay bà che bát cơm lại, không để cho các cái ngã quỷ xung quanh nhìn thấy cái lòng tham mà. Thế thì khi bà vừa làm như vậy thì cả cái bát cơm biến thành than hồng, bà không thể ăn được nữa. Và Mục Kiều Liên mặc dù thần thông bậc nhất cũng không thể giúp cho mẹ ăn được, cái bát vẫn biến thành than hồng. Thì Mục Kiều Liên buồn quá mới về bạch Phật, làm sao để con cứu được mẹ đây? Thì Đức Phật mới dạy Mục Kiều Liên là đến ngày rằm tháng 7 chư tăng tự tứ đấy, tụ hội về, thì ông hãy làm cái lễ cúng dường trai tăng vào cái ngày rằm tháng 7, ngày tự tứ của chúng tăng sau 3 tháng an cư. Thì cái phước đức, cái công đức cúng dường chúng tăng ngày ấy có thể giúp cho mẹ ông được siêu sinh và nhiều vong linh khác được siêu sinh. Và Mục Kiều Liên đã thực hiện lời Phật dạy đúng như vậy, để đem cả gia tài của nhà bán đi, xong rồi là dùng cái tịnh tài để tiết lễ trai tăng cúng dường Phật và chúng tăng. Và trong cái ngày hôm ấy thì bà Thanh Đề được sinh về cõi trời, và rất nhiều các vong linh cũng ngày hôm ấy được sinh về cõi trời theo bà. Đó. Thì chính vì đấy mà nó mới sinh ra cái lễ rằm tháng 7. Một cái nguyên nhân nữa, một cái nhân duyên nữa đó là theo cái lịch sử Phật giáo của chúng ta, truyền thống Phật giáo, thì chư Tăng thì năm nào cũng có 3 cái tháng gọi là an cư kiết hạ. Bây giờ đây này, hiện nay là Tăng chúng ta đang an cư kiết hạ. Mọi năm các Thầy phải ra chùa Trình tỉnh hội an cư, nhưng năm nay thì do dịch cho nên chúng ta được an cư tại chùa, tại chỗ. Thế thì tất cả tăng chúng trong 3 tháng an cư này là ở các nơi tụ tập về một chỗ để an cư, cấm túc. Mỗi địa phương có một chỗ, mỗi tỉnh, mỗi huyện có một chỗ. Đấy, thường là thế, để tu tập. Và trong 3 tháng này, chư Tăng không có đi lại nhiều. Ở yên chỗ, Phật tử sẽ mang đồ đến cúng dường. Đó, và chư Tăng thì gọi là thúc liễm thân tâm, trau dồi giới đức trong 3 tháng này. Gần nhau để sách tấn nhau, rồi học hỏi kinh kệ từ nhau và chia sẻ kinh nghiệm tu tập với nhau. Cho nên 3 cái tháng này cũng rất là quý. Nhà Phật thì mới chọn 3 tháng này để lấy làm tuổi cho chúng tăng. Ai có đi an cư thì mới được tính một tuổi, thêm một tuổi, tuổi tu, gọi tuổi hạ. Và 3 tháng này là chư tăng tu hành tinh tấn, cho nên công đức của chúng tăng an cư rất là lớn.
Đó, và nếu ai cúng dường vào trong ba cái tháng an cư này đều được cái phước báo lớn cả. Đó, nhé. Thế và đặc biệt, cái ngày tự tứ của chúng tăng là ngày cuối cùng của mùa an cư, thì tất cả chư tăng đều soi sáng cho nhau, thỉnh nguyện nhau, chỉ lỗi cho nhau. Cho nên ngày này gọi là ngày chư tăng tự tứ và chư Phật hoan hỷ. Ngày chư tăng làm cho nhau được sạch sẽ, cho nên Phật hoan hỷ. Và khi Đức Phật đã hoan hỷ thì pháp giới này hoan hỷ. Tất nhiên Đức Phật thì lúc nào cũng hoan hỷ, nhưng mà ý đây nói Đức Phật thì mong muốn cho chư tăng tu hành tinh tấn. Cho nên khi chư tăng tu hành tinh tấn thì Ngài vui, nói là Ngài vui chứ thực ra thì tâm Ngài cũng không có động. Nghe không? Khi mà thấy chư tăng tinh tấn thì gọi là Ngài vui chứ thực ra thì tâm Ngài có động đâu. Nhưng mà khi Phật vui thì pháp giới này vui. Pháp giới này vui cho nên là ở dưới địa ngục các vua Diêm La cũng vui. Các vua Diêm La vui thì cho nên là ân xá cho các vong linh ở trong địa ngục. Nghe không? Ân xá. Đây thì ai tội nhẹ thì cho hết tội, ai tội nặng thì giảm tội. Nghe không? Hết tội được cho đi tái sinh chuyển kiếp. Đó, gọi là ngày ân xá. Đấy, cho nên đấy có cái từ đó sinh ra cái ngày gọi là xá tội vong nhân. Cũng giống như là gì? Giống như là trần gian chúng ta đấy. Những cái ngày vui vẻ của quốc gia thì nhà nước hay tổ chức ân xá, chủ tịch nước hay đặc xá, nghe không? Đấy. Quốc hội thì gọi là đại xá, còn chủ tịch nước là đặc xá. Ví dụ như ngày quốc khánh hay là ngày giải phóng, ngày thống nhất đất nước, là chủ tịch nước hay đặc xá cho các tù nhân ở trong tù, nghe không? Đấy. Có thể là từ trung thân thì xuống có thời hạn nhất định thôi, hoặc là thả cho ra khỏi tù. Đấy, đặc xá. Thế còn quốc hội, cái tầm của quốc hội là đại xá, là cho những hết tội luôn, nghe không? Xóa cả án tích luôn. Đấy, đấy là những cái của trần gian. Thì thường trong những ngày vui thì có được cái sự kiện này. Thế thì ở đây khi mà chư tăng tinh tấn tu tập, mười phương chư Phật hoan hỷ thì pháp giới vui vẻ. Pháp giới vui vẻ cho nên là Diêm La Vương, các vua Diêm Vương cũng vui vẻ hoan hỷ, cho nên là ân xá cho tù nhân trong địa ngục và các vong linh là được hết tội, được tha tội. Đấy gọi là ngày xá tội vong nhân. Đại chúng rõ chưa? Hiểu cái ý nghĩa tại sao lại ngày xá tội vong nhân? Cái ngày xá tội vong nhân là ngày chư tăng tinh tấn tu tập hoan hỷ, tu tập thanh tịnh mà chư Phật hoan hỷ. Cho đến ngày ấy vong nhân được xá tội. Như vậy ở đâu mà cứ chư tăng tinh tấn tu tập thanh tịnh hoan hỷ tu tập thì ngày ấy đều có thể là ngày xá tội hết. Đó, chư Phật hoan hỷ. Chứ không nhất thiết là cứ phải ngày rằm tháng 7. Nghe không? Thế thì tăng chúng thì chúng ta biết là hiện nay Việt Nam chúng ta thì có chư tăng Bắc Tông, Nam Tông, rồi Khất Sĩ, mấy hệ phái cơ đấy. Thế nhưng mà ở đây Thầy nói hai phái lớn là Bắc Tông, Nam Tông. Chư tăng Bắc Tông thì thường an cư tính từ ngày 16 tháng 4 cho đến hết rằm tháng 7 là 3 tháng. Đây gọi là tiền an cư trước. Thế còn hậu an cư là từ 16 tháng 5 cho đến rằm tháng 8. Của chư tăng Bắc Tông gọi là hậu an cư, chậm một tháng. Những chư tăng ở cái vùng mà làm nông nghiệp á, thì các thầy thường hay đợi thu hoạch mùa màng xong mới an cư. Ở những vùng quê chư tăng vẫn còn phải cấy cày thì thường là hậu an cư, vì gặt hái xong thì mới an cư được. Cho nên gọi hay hậu an cư là từ rằm tháng 5 cho đến 16 tháng 8. Thế còn như ở thành phố thì các thầy thường an cư trước là từ 16 tháng 4 cho đến rằm tháng 7 là xong. Thế chư tăng Phật giáo Nam Tông thì người ta lại an cư muộn hơn nữa. Nếu tiền an cư của chư tăng Phật giáo Nam Tông là từ ngày 16 tháng 6 cho đến rằm tháng 9. Đấy là tiền an cư. Còn hậu an cư thì là từ 16 tháng 7 cho đến rằm tháng 10. Đó, khác nhau. Nhưng mà nhìn chung là trong cái tháng 7 này thì Nam Tông và Bắc Tông gì cũng đều an cư hết ấy. Trong cái tháng 7 âm lịch này, nó đều có an cư hết, cả Nam Tông lẫn Bắc Tông. Hậu hay tiền an cư đều trùng vào cái tháng 7 hết. Thế cho nên, cúng lễ cho gia tiên vào trong cái tháng 7 đều là ích cả. Vì đều là cái tháng có chư tăng an cư ở Việt Nam này. Bắc Tông, Nam Tông, rồi Khất Sĩ đều an cư trong cái tháng này hết. Thế cho nên nếu cúng thì nó đều sinh ra cái phước báo tốt. Nhá.
Thế vậy thì ở đây Thầy nói là chúng ta đã hiểu cái lý do mà có cái ngày rằm tháng 7 là từ trong Kinh Vu Lan của Phật giáo Bắc Tông. Và thứ nữa là từ cái truyền thống an cư kiết hạ của chư Tăng từ thời Đức Phật đến giờ. Cho nên cái tháng 7 là cái tháng mà tất cả tăng chúng ở trong nước Việt Nam này đều an cư hết. Hầu hết là an cư. Dù truyền thống hệ phái nào đều an cư cả. Thế cho nên có cái tục cúng ở vào tháng 7. Và chúng ta hiểu được thế nào gọi là cái ngày xá tội vong nhân. Và cũng do xá tội vong nhân này mà nó sinh ra cái gọi là cái tháng cô hồn. Vì nhiều người hiểu lầm. Hiểu lầm là do có xá tội vong nhân, cho nên là các vua Diêm Vương thả cho tội nhân là đi lên trần, đi lang thang ở trên trần này. Các vong hồn đi lang thang trên trần mới gọi là tháng cô hồn là vậy đấy. Tháng 7 là tháng cô hồn. Nhưng thực tế nó không phải vậy, đại chúng hiểu không? Ví dụ nhà nước mà có ân xá cho tù nhân thì cũng đâu phải ân xá là cho các tội nhân ở trong tù đi ra ngoài đường phố đi nghênh ngang chơi bời đâu. Phải không? Mà chỉ là giảm tội hoặc là tha tội thôi, tha tội cho họ về nhà. Chứ không phải là mở cửa ngục ra cho họ đi chơi lang thang xong mấy hôm nó lại nhốt vào, không phải thế. Ở dưới âm phủ cũng thế, diêm phủ cũng thế. Xá tội, người này hết tội là được chuyển kiếp tái sinh hoặc là từ tội nặng trở thành tội nhẹ. Đấy là xá tội. Chứ không phải là cho các vong nhân đi lên trần được đi gọi là chơi thả ga ở trên trần, không phải. Các vong linh đi lang thang cho người ta cứ bảo tháng 7 mà đi đâu buổi tối muộn muộn là sẽ gặp vong hồn này khác. Cái đó không phải đâu. Không đúng, cái đấy là hiểu rất sai lầm. Nhá. Cái chữ xá tội là như thế kia, là giảm tội trong địa ngục hay là cho hết tội. Hết tội là chuyển kiếp tái sinh, chứ không phải cho anh đi lang thang. Không phải. Cho nên chúng ta hiểu tại sao lại gọi là tháng cô hồn. Vì người dân gian hiểu sai. Mình nghĩ là như vậy. Nhá. Chúng ta hiểu được ngày xá tội vong nhân rồi. Hiểu được cái ý nghĩa của ngày rằm tháng 7 là do từ câu chuyện ngày Mục Kiều Liên bạch Phật cứu mẹ. Nghe không? Vậy thì qua cái việc này chúng ta thấy rằng tháng 7 là tháng tất cả chư tăng Bắc Tông, Nam Tông, khất sĩ gì đều an cư hết. Cho nên cái tháng chư tăng an cư, các ngài tinh tấn tu hành, trau dồi giới đức. Cho nên nếu chúng ta thiết lập đàn lễ cúng dường đến chúng tăng để hồi hướng cầu siêu cho vong linh gia tiên tiền tổ hay cho những người đã mất, cho các cô hồn ngã quỷ đều lợi ích cả. Khi nào mà người tu tinh tấn tu hành, chúng ta cúng dường thì phúc quả nó đều lớn hết đó. Đó. Vậy nên theo quan điểm của Thầy, và Thầy nghĩ rằng đối với Phật giáo đều có quan điểm như này, không nhất thiết phải cúng đúng vào ngày rằm tháng 7. Nghe không? Tại vì chư Tăng mỗi truyền thống tự tứ một ngày khác nhau. Có khi là vào rằm tháng 8 mới tự tứ, có khi lại rằm tháng 10, phải không? Thế cho nên là không nhất thiết là phải ngày rằm tháng 7. Nhé. Và chúng ta có thể cúng trước ngày rằm hay cúng sau ngày rằm tháng 7 cũng được, đều trong tháng 7. Miễn là chúng ta tìm đến chú xứ của chúng tăng có an cư, có tu tập, tinh tấn mà cúng dường thì đều sinh ra phước báo lớn cho gia đình mình, cho thân nhân quá vãng của mình. Đó. Chứ không phải đợi là đúng rằm tháng 7 mới được cúng, hay là phải cúng trước như một số người. Một số người bảo phải cúng trước rằm tháng 7 vì các vong linh là họ được thả ra từ mùng 2. Từ mùng 2 tháng 7 là cửa ngục mở cho các vong linh đi lên trần chơi. Thế mà các vong linh lang thang, đói khát cứ đợi mãi mình không cúng thì họ khổ. Thế vào ngày rằm thì nhiều vong linh quá, đông quá thì sợ gia tiên nhà mình lại không tranh nhau kịp, không? Không tranh kịp với các vong hồn khác, nó vào nó cướp hết đồ ăn. Thế cho nên thôi cúng trước đi, đừng cúng vào ngày rằm. Đấy, một số cái quan điểm nó rất sai lầm. Thế rồi họ lại nghĩ là chỉ vong linh được thả đến rằm thôi là phải bắt về. Cho nên không cúng nhanh thì vong linh chưa kịp hưởng đã bị bắt về âm phủ rồi. Đấy, đại chúng thấy rất nhiều quan niệm sai lầm. Nghe không? Rất là sai. Nhá, cho nên đối với chúng ta thì thực sự thì cúng cái tháng 7 là cái tháng mà hầu hết chư tăng các hệ phái đều an cư cả. Thì đều tốt, không nhất thiết phải cúng vào đúng ngày rằm. Trong tháng 7 là được rồi nha. Và chẳng phải là trong tháng 7 mà cái tháng nào tăng chúng an cư đều tốt. Và cũng chẳng phải cái tháng an cư mà cứ cúng dường đúng đến chúng tăng tu hành thanh tịnh tinh tấn đều lợi ích cả. Đó, thế cho nên có bài kinh hôm trước mà Thầy giảng rồi, Đức Phật có dạy thế này. Trong bài kinh mà chuyện hình nhân bằng bột đấy,
Đức Phật dạy nếu mà chúng ta đối với người đã quá vãng ấy, nếu chỉ kêu khóc hoặc sầu bi, thương tiếc, than van chẳng ích gì, không lợi gì cho người quá cố khi thân nhân giữ thói lề kia, và khóc lóc kêu than, rồi là cúng lễ đến quỷ thần này khác, mà không có ích lợi, mà chỉ bằng là gì? Xong lễ vật này được cúng dâng, khéo đem an trú ở chư tăng, quả này hiện tại và sau nữa, lợi lạc lâu dài với cổ nhân. Nếu chúng ta lập đàn lễ hay phát nguyện cúng dường gửi đến chúng tăng, an trú ở chư tăng, thì chắc chắn cái quả phúc này phát sinh đến người đã mất rất lợi ích, không những hiện tại và cả mai sau nữa, đúng không? Lợi lạc lâu dài với cổ nhân mà, trong kinh Đức Phật dạy rõ nhé. Cho nên vậy thì với câu hỏi của bạn này, Thầy chốt lại là gì? Đối với cúng trong tháng 7, không nhất thiết phải cúng vào rằm tháng 7. Cúng vào rằm cũng được, cúng trước cũng được và cúng sau cũng được, không có vấn đề gì. Miễn là tốt nhất ấy, là vật cúng ấy mình dâng cúng đến tăng chúng, tìm chỗ nào có tăng chúng tu hành, thanh tịnh, tinh tấn mà cúng dường thì phước báo ấy đều lớn. Nghe không? Còn chúng ta cúng ở nhà thì cũng được, cúng ở tại gia tiên nhà mình cũng được, nhưng mà phước báo ấy nó nhỏ, nghe không? Rất nhỏ, có thể vong linh về chỉ được hưởng một bữa cơm ấy thôi, bớt đói, bớt khổ một bữa ấy, mà sau đó vẫn khổ lâu dài. Nhưng nếu cái vật phẩm cúng dường ấy được an trú cúng dường đến chúng tăng thì phước báo ấy lâu dài cho vong linh. Nghe không? Đại chúng rõ chưa? Nha. Con nick của bạn, bạn Văn, Văn Tăng Cao gửi email đến hỏi rằng: Kính bạch chiên thầy, theo kinh Phật dạy, chúng sinh sau khi mạng chung thì được tái sinh vào một trong sáu nẻo luân hồi. Như vậy, đối với gia tiên quá vãng của chúng con chết sau 49 ngày, tùy theo nghiệp và nguyện cũng tái sinh vào các cảnh giới khác nhau. Mỗi cảnh giới sẽ có cuộc sống khác nhau, thọ thực cũng khác nhau, như châu bò thì ăn cỏ, hổ báo thì ăn thịt, vân vân. Như vậy, vào các ngày giỗ lễ chúng ta làm cỗ cơm cúng cho các gia tiên thì gia tiên của chúng ta cũng không thể nào hưởng được những thứ của chúng ta cúng, kể cả ở cảnh giới ngã quỷ. Vì như mẹ ngài Mục Kiều Liên được chính ngài mang cơm đến cúng cũng không thọ được. Vậy khi chúng ta dâng vật thực cúng cho gia tiên quá vãng thì gia tiên của chúng ta hưởng như thế nào ạ? À? Con có nói với mọi người trong gia đình con là gia tiên không hưởng được những vật phẩm cúng dường mà chỉ hưởng được công đức mà chúng ta hồi hướng, hiểu như vậy có đúng không ạ? À? Con xin Thầy chỉ dạy cho con. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Bạn Văn Tăng Cao có đưa câu hỏi này, bạn nói thì cơ bản là rất đúng. Theo tinh thần đạo Phật thì một con, nhất là người chúng ta đấy, khi bỏ thân thì thường trong 49 ngày là vong linh phải chuyển kiếp. À, có mấy trường hợp, thứ nhất ý, cực nặng là chết một cái là thần thức đọa ngay xuống địa ngục. Hai ý, là phước báo thì mình sinh lên cõi trời, hoặc là có đủ phước báo thì vãng sinh cõi Phật. Phước báo và tâm thanh tịnh vãng sinh về cõi Phật. Đấy, còn lại thì chúng ta thường là quanh quẩn trong 49 ngày để mà cho cái nghiệp nó định. Hết 49 ngày thì bắt buộc phải tái sinh chuyển kiếp. Thì chuyển kiếp đi đâu? Chuyển kiếp vào trong sáu đạo luân hồi. Vào cõi trời, cõi người, cõi Atula, cõi súc sinh, cõi ngã quỷ và cõi địa ngục. À, thế nếu chúng ta mà tái sinh vào cõi súc sinh làm bò, làm trâu rồi thì cúng cấp cũng là vô nghĩa, tức là không ăn được. Chúng ta xuống địa ngục không ăn được, nghe không? Chúng ta mà tái sinh vào làm người không ăn được. Hay là chúng ta tái sinh cõi trời thì họ không thèm ăn đồ ăn của trần gian vì họ thấy rất là bẩn, đồ ăn của trần gian là rất là tanh hôi, họ không ăn được. Làm các vị thần thì có thể họ cũng không ăn. Thì vậy duy nhất còn chúng sinh ở cõi ngã quỷ nhé. Cõi ngã quỷ thì thế này, bạn Văn Tăng Cao thì chưa hiểu hết. Trong cõi ngã quỷ có loài ngã quỷ thọ thực được. Mẹ ngài Mục Kiều Liên đọa làm ngã quỷ, nhưng mà loài ngã quỷ này là ngã quỷ hết phước, bạc phước, cho nên không thọ thực được. Nhưng trong các loài ngã quỷ thì vẫn có loài ngã quỷ ăn được. Họ có thể ăn bằng mùi hương. Đấy, Thầy đã kể cái câu chuyện mà có một con ngã quỷ nó vào trong thành phố, nó đi kiếm máu mủ ở các bệnh viện phụ sản để nó ăn đấy. Rồi nó gặp ngài Xá Lợi Phất ấy. Đó, thế họ đi kiếm cái đó họ ăn. Ngã quỷ họ ăn những cái bẩn thỉu như thế được. Đó. Thế thì còn những cái loại ngã quỷ ăn bằng mùi hương thì gọi mình còn gọi là hương ấm nhỉ. Họ ăn bằng những cái mùi hương đó. Thế cho nên chúng ta cúng thì có thể là những cái vong linh gia tiên nhà mình ngay đó chưa thọ thực được, nhưng Đức Phật nói là
trong vô số kiếp luân hồi của chúng ta, gia tiên chúng ta, những người gọi là huyết thống chúng ta, tiên tổ chúng ta, rất nhiều vị đã từng làm ngã quỷ. Cho nên khi chúng ta cúng thế thì không vong linh ngã quỷ cô hồn này ăn được thì ngã quỷ cô hồn khác ăn được, cho nên vẫn có thể thọ thực được. Chúng ta cúng vẫn không phí ích. Nhưng mà đặc biệt khi chúng ta làm phước cúng như thế, chúng ta tưởng nhớ đến họ, thì về phía họ, họ cũng có được cái phước phần, ta hồi hướng công đức cho họ nhé. Thì cái việc mà hồi hướng công đức là đúng rồi. Chúng ta tác phước cúng dường tam bảo, hồi hướng phước báu cho vong linh, cho ngã quỷ, và vong linh ngã quỷ được hưởng phước báu, cái đó là chính xác nhé. Còn việc cúng vật thực thì cũng có trường hợp vong linh về, ngã quỷ về thọ thực được. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Giờ này đã đến thời khóa thính pháp, chúng con xin cung thỉnh chư tôn đức tăng ni, xin mời toàn thể quý Phật tử và gia đình đang theo dõi trực tuyến đồng khởi thân chắp tay trang nghiêm để cung đón trên sư phụ quang lâm đại hùng bảo điện. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chúng con kính bạch trên sư phụ, giờ này đạo tràng chúng con đã ổn định và trang nghiêm, chúng con một lòng cung thỉnh sư phụ quang lâm đại hùng bảo điện ban bố cho chúng con một thời pháp nhũ để chúng con được thừa hưởng ân đức từ tam bảo. Đề nghị ban trung cổ cử chuông trống bát nhã, toàn thể đại chúng đồng niệm hồng danh Phật cung đón trên sư phụ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư an tọa pháp tọa. Chúng con cung thỉnh chư tôn đức tăng ni an tọa. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, do tình hình của dịch bệnh COVID-19 đang diễn ra phức tạp, các quý Phật tử và gia đình không thể về chùa tham dự khóa tu như thường lệ, mà chỉ nghe pháp trực tuyến tại nhà. Để nghi pháp được đầy đủ, xin mời các quý Phật tử và gia đình quỳ gối chắp tay trang nghiêm hướng về chư phụ, để chư tăng đại diện cho các Phật tử dâng lời thỉnh pháp. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con kính bạch trên sư phụ cùng chư tôn đức tăng, được sự cắt cử của chư tăng, con xin đại diện cho tứ chúng đang tu học tại chùa Ba Vàng
hướng về sư phụ dâng lời tác bạch thỉnh pháp. Kính bạch trên sư phụ, chúng con từ vô thủy kiếp đến nay mê say trong nhà lửa tam giới, tám khổ bức bách chẳng biết lối ra. Hạnh phúc thay, kiếp này chúng con có được thân người, được gặp chính pháp, lại được gặp sư phụ bậc minh sư luôn dìu dắt chúng con trên bước đường tu học Phật pháp. Đã nhiều năm qua, dẫu có bao nhiêu khó khăn chướng ngại, sư phụ vẫn luôn mang lời Phật dạy đến với chúng con, giúp chúng con hiểu và ứng dụng vào cuộc sống để diệt trừ phiền não, chuyển hóa nghiệp chướng và vững bước hơn trên con đường tu hành cầu đạo giải thoát. Qua bài giảng Kinh Mi Tiên Vấn Đáp lần trước, học từ hư không, sư phụ đã giảng giải cho chúng con được biết hư không không ai nắm bắt, không có chỗ ở nào cả, hư không không cùng tột, không ngăn ngại. Hư không cũng là chỗ dạo chơi của chư thiên và những người có thần thông. Chúng con cũng được biết rằng, dù có hưởng phước nơi cõi trời thì vẫn chưa thật sự hết khổ, chỉ có đạt được sự an tịch, vắng lặng nơi Niết Bàn mới là mục đích tối hậu. Mà muốn hưởng được sự an vui nơi Niết Bàn thì phải bắt đầu từ việc học pháp và thực hành pháp. Vì vậy giờ này thành kính cung thỉnh trên sư phụ tiếp tục giảng giải bộ kinh Mi Tiên Vấn Đáp, để chúng con được trau dồi chính kiến, tăng trưởng trí tuệ và tinh tấn tu hành trên con đường tầm cầu giác ngộ. Chúng con xin thành kính cung thỉnh sư phụ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Sa thu, sa thu, sa thu. Trên sư phụ đã từ bi hứa khả cho rồi, chúng con xin thành kính đảnh lễ cầu thỉnh. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Sư phụ mời tất cả đại chúng, các quý Phật tử ở tại nhà, chúng ta cùng ngồi xuống thanh thản nha, để nghe pháp. Đại chúng chắp tay niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chúng buông tay xuống, ngồi thảnh thơi để chúng ta cùng nghe pháp nha. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay ngày tu học thường kỳ của đại chúng, và ban thông tin thì vẫn tổ chức chương trình tu học trực tuyến vì chúng ta vẫn đang ở trong cái dịch Covid. Đó, thì các Phật tử ở tại gia cố gắng lắng nghe để nắm bắt được bài giảng thật tốt. Thì, kính thưa đại chúng, chúng ta tiếp tục học kinh Mi Tiên Vấn Đáp. Bài hôm trước chúng ta học đến bài 203, học từ hư không. Hôm nay chúng ta sang bài 204, học từ mặt trăng. Nha.
Đại chúng sẽ học từ mặt trăng. Hôm nay là ngày 14, nhưng mà thời tiết thì ngoài trời ấy, mây mù rất nhiều. Đặc biệt hôm nay là trên chùa chúng ta lại nhiều mây, cho nên đêm nay thì trăng không có được tỏ lắm, nghe không? Nhưng chúng ta sẽ học về mặt trăng, nghe không? Thì, kính thưa đại chúng, mặt trăng quả thật là rất thân quen với mỗi chúng ta. Giờ chúng ta tìm hiểu về mặt trăng một tí nha. Thưa với đại chúng là mặt trăng thì là một cái vệ tinh tự nhiên duy nhất của trái đất chúng ta. Và nó là cái vệ tinh lớn thứ 5 trong cái hệ Thái Dương, tức là hệ mặt trời. Đại chúng biết chúng ta biết rằng là trái đất của chúng ta thuộc hệ mặt trời. Và trong mặt trời có rất nhiều các cái hành tinh. Và mặt trăng là một hành tinh trong hệ mặt trời, một hành tinh lớn, lớn đứng thứ 5 đấy. Và nó lại là cái vệ tinh của trái đất. Tức là mặt trăng là quay xung quanh trái đất. Trái đất thì lại quay xung quanh mặt trời. Mặt trăng thì lại quay xung quanh trái đất. Nó đặc biệt đến như vậy đấy. Không biết là ai xui ai khiến, mà tự nhiên chúng lại cứ quay quanh nhau như vậy. Đại chúng thấy nó rất là hay. Và nếu mà chúng không quay á, thì buồn lắm, có phải không? Trái đất không quay thì chẳng có ngày và đêm. Mặt trăng không quay thì không có trăng sáng, trăng tỏ, trăng mờ. Nghe không? Không có những cái hiện tượng đấy. Phải nói là sự sống rất là mầu nhiệm, thưa đại chúng. Và các nhà khoa học thì người ta tính được khoảng cách từ tâm trái đất đến mặt trăng là nó vào khoảng 384.400 km. Đó. Nó lớn gấp 30 lần đường kính của trái đất chúng ta. Và mặt trăng ấy, chúng ta thấy nó rất là lớn. Đường kính của mặt trăng, các nhà khoa học người ta tính toán nó khoảng độ 3.400 km. Tức là nó lớn hơn 1/4 đường kính của trái đất. Thế và mặt trăng thì quay xung quanh trái đất với cái chu kỳ quỹ đạo là khoảng hơn 27 ngày, khoảng 28 ngày. Tức là nó quay vòng quanh trái đất của chúng ta, khoảng tầm đó. Và từ đó chúng ta mới có cái tháng âm lịch đấy, thưa đại chúng, gọi là tháng của mặt trăng. Thế và các nhà nghiên cứu thì người ta nói rằng mặt trăng nó hình thành cách đây khoảng 4 tỷ rưỡi năm, tức là cũng gần bằng tuổi của trái đất. Trái đất của chúng ta thì gần 5 tỷ năm, mặt trăng thì hơn 4 tỷ rưỡi năm một chút. Họ tính toán, họ nghiên cứu. Thế và họ cũng nói rằng mặt trăng ấy, nó chính là được văng ra từ trái đất sau một cái vụ đụng chạm giữa trái đất với một cái thiên thể. Thế là văng ra một mảnh rất là to bằng mặt trăng và biến thành cái mặt trăng. Cho nên từ đó là mặt trăng cứ luẩn quẩn theo mẹ trái đất của chúng ta như mẹ với con ấy, thưa đại chúng. Đấy là chúng ta tìm hiểu về mặt trăng. Thế và quả thật, thưa đại chúng ấy, cái mong mỏi của con người từ xa xưa lắm rồi. Ai cũng mong muốn làm sao có duyên mà được lên mặt trăng một chuyến. Và nhân loại quả thật người ta đã tìm ra cách để lên được mặt trăng. Thế thì tính đến nay, đến năm 2020 này, thì mặt trăng là cái thiên thể duy nhất ngoài trái đất mà con người đã được đặt chân tới, thưa đại chúng. Loài người chúng ta mới đặt chân được tới mặt trăng thôi. Và cái câu chuyện phi thuyền vũ trụ Apollo 11 á, đổ bộ đưa hai nhà du hành người Mỹ lên tới mặt trăng vào năm 1969 á, nó mở đầu cho một cái công cuộc khám phá về thế giới bên ngoài trái đất. Đó. Đến năm 1969 thì hai phi hành gia người Mỹ, một vị tên là Len Armstrong, một vị là Buzz Aldrin, đã bay trên cái phi thuyền Apollo 11 và đặt chân xuống mặt trăng. Đó, đại chúng thấy một sự khám phá và họ đã truyền hình ảnh về trái đất cho chúng ta. Thế như vậy là cái nhu cầu mà khám phá thế giới của con người ấy rất là lớn và con người đã thực sự đặt được chân tới mặt trăng rồi. Tất nhiên còn rất nhiều các cái thiên thể khác mà chúng ta chưa thể đến được. Cuộc đời con người thì rất là có hạn, mà thế giới thì vô cùng vô tận, biết đến bao giờ mà khám phá được đây. Đấy.
Và kính thưa đại chúng, mặt trăng đã đi vào trong đời sống của con người, trong văn hóa, văn học, nghệ thuật, trở thành một trong những cái chủ đề rất là thi vị, nhất là các nhà thơ thường hay ngắm trăng, làm thơ về trăng rất nhiều. Và trăng gắn liền với cuộc sống con người chúng ta. Nếu mà thế gian này mà thiếu mất mặt trăng, thiếu mất ánh trăng, thì Thầy nghĩ là nó cũng buồn ra phết đấy. Buồn không đại chúng? Buồn đấy. Trên trời không có trăng buồn lắm. Nhất là vào cái Tết Trung Thu nào của các em thiếu nhi mà không có trăng thì buồn dữ lắm. Đến cái ngày trông trăng mà lại không thấy trăng đâu thì rất là buồn. Và ngày Tết Trung Thu đó. Thì kính thưa đại chúng, trăng đã đi vào trong đời sống của con người. Trăng đã làm bạn với tất cả chúng ta, từ bé thơ cho đến người già, từ người nông dân cho đến bậc trí thức, từ người hậu phương cho đến người trên tiền tuyến. Gần như ai cũng rất là yêu trăng, mến trăng. Thầy nghĩ là quả thật ấy, hồi bé của Thầy cũng thế, Thầy cũng rất là yêu thích trăng. Rồi lớn lên rồi trở về đô thị để làm việc. Thì cuộc sống của đô thị nó ít cho chúng ta cái cơ hội được ngắm trăng. Với ở thành phố thì ánh đèn, ánh điện nó lấp hết ánh trăng rồi. Cho nên nhiều khi cũng chẳng ai thưởng thức được ánh trăng. Nhưng ở những vùng quê, thì thực sự là ánh trăng rất là đẹp, rất là quý, rất là quý. Bây giờ Thầy xin được tản mạn với đại chúng một chút về trăng, những bài thơ về trăng. Thế thì tuổi trẻ bé thơ với trăng, Thầy nhớ ngày xưa là chúng ta được học cái bài thơ lúc còn bé xíu về trăng của tác giả, của nhà thơ Nhược Thủy như thế này. Sân nhà em sáng quá, nhờ ánh trăng sáng ngời. Trăng tròn như quả bóng, lơ lửng mà không rơi. Những đêm nào trăng khuyết, trông giống con thuyền trôi. Em đi trăng theo bước, như muốn cùng đi chơi. Nghe không? Bài thơ rất là hay. Thầy nghĩ là cái bài thơ về trăng này á, của Nhược Thủy ấy, cũng theo Thầy á, suốt cả một cái chặng đường dài tuổi thơ đấy. Cái ánh trăng tuổi thơ của Thầy nó cũng gắn với cái bài thơ này. Nghĩ đến trăng là Thầy thấy hình ảnh mặt trăng ở bầu trời ở quê, và bên dưới là mấy hàng cau, nó đẹp vô cùng đó, thưa đại chúng. Đúng là em đi trăng theo bước như muốn cùng đi chơi. Tuổi trẻ cái tâm hồn nó gắn với trăng, nó rất là trong sáng. Cho nên Thầy nói là cái ánh trăng tuổi thơ đó nó quý lắm. Và cái ánh trăng tuổi thơ nó sẽ làm nên một cái tâm hồn rất là đẹp cho tuổi thơ. Và những ai lớn lên với mảnh trăng ấy thì Thầy tin rằng người ấy sẽ là người tốt trong đời, sẽ làm đẹp cho cuộc đời. Cho nên thực sự Thầy Thái Minh rất là yêu trăng, rất là quý trăng. Thế rồi người nông dân thì trong ca dao với trăng thế nào? Đại chúng chắc cũng rất nhiều người thuộc cái bài ca dao này. Đi tắt nước ở ngoài đồng, những đêm trăng nó đẹp lắm. Và bản thân Thầy cũng đã từng được như vậy rồi, với cái gầu sòng đi tắt nước đêm trăng. Hỡi cô tắt nước thì bên đàng, sao cô múc ánh trăng vàng đổ đi. Nghe không? Rất là đẹp. Đấy, người nông dân có những cái phút giây như thế, thư giãn tâm hồn, nghe không? Cái chất nghệ sĩ, cái chất thơ ở trong hồn của người nông dân rất là quý. Tắt nước và tắt nước nhưng mà thấy những gầu nước ấy là những gầu vàng, múc ánh trăng vàng đổ đi, nghe không? Đấy. Thế rồi đối với người lính ở trên chiến tuyến thì sao? Đại chúng chắc là nhớ cái bài thơ Đồng Chí của nhà thơ Chính Hữu, nói lên cái tình đồng chí, đồng đội trên chiến tuyến. Và trong bài thơ này thì hình ảnh giữa trăng và người lính rất là đẹp. Kết thúc bài thơ với hình ảnh trăng và lính đẹp vô cùng. Nó như một bức tranh ấy, thưa đại chúng. Cái câu kết nó như thế này. Đêm nay rừng hoang sương muối lạnh, đứng cạnh bên nhau chờ giặc tới.
đầu súng trăng treo. Nghe không? Đầu súng trăng treo, người lính bồng súng, và trên đầu ngọn súng là hình ảnh của trăng rất sáng, rất là đẹp. Đấy. Người lính đứng cạnh nhau để bảo vệ biên thủy, bảo vệ Tổ quốc. Rất là đẹp cái hình ảnh đó. Bài thơ của Chính Hữu rất nổi tiếng về tình đồng chí, rất là hay. Thế và thầy cũng có đọc một bài thơ của một nhà trí thức, nhà khoa học, của giáo sư tiến sĩ, viện sĩ Hoàng Quang Thuận. Ông ta có sáng tác một loạt các bài thơ về Yên Tử trong chùm Thi Vân Yên Tử, cũng rất là hay. Và thầy thì cũng có duyên với tiến sĩ Hoàng Quang Thuận. Tiến sĩ Hoàng Quang Thuận làm cả hàng trăm bài thơ về Yên Tử, bài thơ nào cũng rất đặc biệt. Trong đó còn bài thơ nói về trăng, thầy thấy rất là hay. Thầy xin đọc để tặng cho đại chúng. Bài thơ thế này: trăng treo lơ lửng trên cành tùng, trăng rắc vàng lên cánh hoa nhung. Sương đêm sực nức mùi hoa đại, mỗi bước trăng trôi giữa núi rừng. Lung linh huyền ảo ánh trăng rơi, tiếng hạc trong đêm tận cõi trời. Hạ giới thần tiên hay đất Phật, chị Hằng chú Cuội mãi rong chơi. Bài thơ hay lắm. Trăng thấy như vàng, trăng rắc vàng lên những cánh hoa nhung. Hoa nhung ở Yên Tử tức là hoa mai Yên Tử, thưa đại chúng, đẹp lắm. Và cái ánh trăng ở trong núi rừng Yên Tử nó tịch mịch, nó rất là thiền, nó đẹp vô cùng đấy. Ai mà đã từng ngắm trăng trong những cái đêm tĩnh mịch ấy, nó đẹp lạ lùng. Trong thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong cái tập nhật ký trong tù, thì bác cũng làm một số bài thơ về trăng rất là hay. Thầy cũng xin đọc để đại chúng cùng nghe. Bài thơ Cảnh Khuya, bác viết về trăng thế này: tiếng suối trong như tiếng hát xa, trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa. Cảnh khuya như vẽ người chưa ngủ, chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà. Chúng ta thấy bác viết về trăng hay không? Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa. Và cái tâm hồn của một người chiến sĩ cách mạng rất là bay bổng, rất là lạc quan. Vào tuy là ở trong tù đấy, vào nhưng mà vẫn ngắm trăng, vẫn để cho hồn mình nó thoát ra khỏi cái cửa của nhà giam để đến với trăng. Đại chúng thấy những cái thưởng thức ánh trăng như thế nó rất là quý. Trong đạo Phật chúng ta thì thấy con người ta ăn ấy không phải chỉ ăn bằng miệng, ăn bằng thức ăn qua miệng đâu, thưa đại chúng. Chúng ta ăn cả bằng mắt, ăn cả bằng tai, nghe không? Và ánh trăng là cho chúng ta ăn bằng mắt và tất cả cảm thụ toàn thân ấy. Chúng ta được tắm trong ánh trăng nó quý vô cùng. Thực sự, thầy rất mong mỏi làm sao ở giữa những cái đô thị vào bên cạnh ánh điện lung linh và rực rỡ thế, vẫn có những khoảng không để cho con người ra đấy được tắm trong ánh trăng. Nó đẹp vô cùng. Và cũng có một trường phái, những người nữ người ta bảo tắm ánh trăng ấy là da nó sẽ đẹp lên. Người ta lại nghĩ thế, nghĩa là tắm trong ánh trăng nó có cái những cái tác dụng nhất định. Ánh sáng của ánh trăng. Thế rồi bác còn làm tiếp một bài thơ nữa là bài thơ Ngắm Trăng như thế này: trong tù không rượu cũng không hoa, cảnh đẹp đêm nay khó hững hờ. Người ngắm trăng soi ngoài cửa sổ, trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ. Nghe không? Chúng ta thấy rất lạc quan. Đấy, ở trong tù đấy, trong tù thì làm gì có rượu, có hoa. Nhưng mà cái cảnh đẹp bên ngoài không ai có thể hờ hững được, không ai có thể bỏ qua được. Người ngắm trăng soi ngoài cửa sổ. Còn trăng ấy, thì bây giờ trăng trở thành người, thành một người bạn tri âm tri kỷ với người tù này. Vào, trăng nhòm qua khe cửa ngắm nhà thơ, rất là hay. Cái hình ảnh rất là đẹp. Những bài thơ này thì đã được phổ nhạc thành những cái bài hát rất là hay. Thế còn
Thầy cũng xin trích một cái câu thơ về trăng của người xưa mà tác giả là Đại Thi Hào Nguyễn Du, danh nhân văn hóa thế giới trong Truyện Kiều, tác phẩm thi văn nổi tiếng. Và thì Nguyễn Du cũng nói nhiều đoạn về trăng, nhưng có cái đoạn này rất là hay. Và mà những cặp tình nhân khi chia tay nhau là hay nói câu này lắm. Ở đây cái cảnh mà Thúc Sinh từ biệt Thúy Kiều thì Nguyễn Du tả thế này: người về chiếc bóng năm canh, mà kẻ đi muôn dặm một mình xa xôi. Vầng trăng ai sẽ làm đôi, nửa in gối chiếc, nửa soi dặm trường. Đại chúng thấy thơ hay lắm, rất là tuyệt vời. Trăng mà sẽ làm đôi, nửa in gối chiếc, nửa soi dặm trường. Nguyễn Du tả cái cảnh trăng cũng rất là đẹp. Nó nói lên cái tình cảm mà giữa hai người yêu thương nhau mà phải chia ly. Đó, nó rất là thấm đượm. Đấy là một chút về thơ văn về trăng. Thế còn kính thưa đại chúng, đối với trong Phật Pháp của chúng ta thì trăng cũng được nói đến rất nhiều. Trăng được ví như là trí tuệ và từ bi. Vì trong ánh sáng của trăng ấy, trong trăng nó có ánh sáng và trong trăng nó có cái mát lành, cho nên trăng nó có đủ cả trí tuệ và từ bi. Còn trí tuệ mặt trời thì sáng nhưng mà nóng, còn ánh sáng của trăng thì cũng sáng nhưng mà lại bên cạnh đó là mát lành. Cho nên ánh trăng ấy, được ví rất nhiều trong các kinh điển mà Đức Phật nói. Và có những cái bài kinh ấy được đặt tên ví như là trăng vậy đấy. Đó là bộ kinh Lăng Già, người ta gọi là Lăng Già Nguyệt, kinh Lăng Già Tâm Ấn á. Và rất nhiều người gọi đây là Lăng Già Nguyệt, gọi là mặt trăng Lăng Già, kinh Lăng Già được ví như mặt trăng, nói đến bản tâm thanh tịnh sáng suốt của chúng ta, nó như mặt trăng vậy đấy thưa đại chúng. Đó. Và đặc biệt Đức Phật của chúng ta, cái sự kiện Đức Phật đản sinh, rồi Ngài đi xuất gia, thành đạo, nhập diệt, hầu như đều gắn liền với trăng. Tức là theo lịch sử Phật giáo thì nói rằng Đức Phật sinh ra vào ngày trăng tròn tháng tư, tức là ngày rằm tháng tư. Đức Phật đi xuất gia thì vào ngày trăng tròn của tháng hai. Đức Phật thành đạo vào trăng tròn của tháng 12, và Đức Phật nhập Niết Bàn cũng vào ngày trăng tròn tháng 2. Đó. Thế thì như vậy thưa đại chúng, chúng ta thấy cuộc đời Đức Phật ấy, thầy nghĩ là nó đi liền với ánh trăng. Và quả thật tự thân Đức Phật đúng là một ánh trăng, đúng là một mặt trăng. Cho nên khi Ngài xuất hiện ấy, là Ngài đem ánh sáng diệu kỳ, ánh sáng mát mẻ để mà soi tất cả, soi chiếu thế gian, nghe không? Mang đến cho chúng ta rất là hay. Cho nên thầy nghĩ là sự xuất hiện của Ngài thực sự nó đem đến cái mát mẻ, cái an lành cho chúng sinh. Cho nên trong tâm và ngoại cảnh nó tương ứng với nhau. Tại sao Đức Phật lại sinh ra cũng vào ngày trăng tròn, đến ngày nhập diệt cũng vào ngày trăng tròn, thành đạo cũng ngày trăng tròn, và xuất gia cũng vào ngày trăng tròn? Đấy, chúng ta thấy nó rất là đặc biệt. Mọi cái nó không phải là ngẫu nhiên đâu. Nó đều có nhân duyên hết đấy. Có nhân duyên hết đấy. Ngài thị hiện trên đời này như một mặt trăng, và mặt trăng trí tuệ và từ bi, để mà làm sao soi sáng cho nhân gian, và để mà làm tươi mát các tâm hồn còn khô khát, đau khổ của chúng sinh. Đó, đấy là mặt trời, mặt trăng của Đức Phật. Và trong kinh ấy, thì Đức Phật cũng có những bài kinh nói về trăng. Và như trong kinh A Hàm, Đức Phật nói thế này: như trăng không bợn chu du khắp hư không, trong tất cả tinh tú ánh trăng là hơn hết. Tinh tấn cũng như vậy, giới văn rộng bố thí, lìa bòn sẻn trong đời, bố thí này sáng nhất. Đấy,
Đức Phật nói rằng ánh trăng là cái thứ ánh sáng của tinh tú lớn chất. Thế thì ở trong đời cái người biết tu tập tinh tấn, giữ giới, vào nghe pháp, thực hành bố thí với tâm rộng mở, thì cái người này cũng là người sáng nhất, như ánh trăng vậy đấy. Đấy, kính thưa đại chúng, thì trước khi vào bài, Thầy Thái Minh tản mạn với đại chúng một chút về trăng. Tại sao Thầy lại nói hơi nhiều về trăng? Vì cái chủ đề hôm nay là học về trăng, mà học từ trăng. Thế và thực sự thì Thầy thấy trăng nó là một món quà vô giá mà thiên nhiên ban tặng cho con người chúng ta. Trăng nó rất là đẹp. Và Thầy tin rằng bất kỳ ai mà yêu quý trăng á, thì tâm hồn người ấy cũng sẽ đẹp. Và Thầy rất mong muốn mọi người sẽ có một tâm hồn đẹp. Cho nên Thầy nói nhiều về trăng trước khi vào bài kinh này. Bây giờ chúng ta sẽ vào văn kinh. Vua Milanda mới thưa rằng: Thưa Đại Đức, về mặt trăng, xin Đại Đức giảng giải cho, nó có mấy điều cùng sự liên hệ với sa môn hạnh. Ông vua Milanda, ông hỏi tỳ kheo Na Tiên về mặt trăng: Học về mặt trăng thì chúng ta học được cái gì đây? Nó có những cái liên hệ gì với cái tâm hạnh của người tu hành, với sa môn hạnh? Tỳ kheo Na Tiên mới đáp rằng: Tâu vâng, thưa Đại Vương, mặt trăng cũng có 5 điều. Đấy, Na Tiên rút ra từ mặt trăng được 5 điều mà một người hành giả tu học Phật Pháp có thể học được. Thứ nhất, những đêm đầu tháng, trăng thượng huyền tỏa ánh sáng rất là yếu, nhưng rồi nó sẽ sáng dần lên cho đến khi trăng tròn. Phàm sự tu tập cũng y như thế, pháp học, pháp hành đều y như thế, giới định tuệ cũng y như thế. Nghĩa là từ từ mà trau dồi học giới, từ từ mà an trú tâm định, từ từ trí tuệ sẽ sáng tỏ viên mãn. Ở đây tỳ kheo Na Tiên lấy hình ảnh của mặt trăng. Trăng đầu tháng nó còn rất là nhỏ, và mùng 1 lưỡi chai nó bé tí tí thôi. Nhưng đến mùng 2, mùng 3 nó lớn dần lên. Mùng 1 lưỡi chai, mùng 2 lá lúa, mùng 3 câu liêm, mùng 4 lưỡi liềm. Đấy, các đại chúng nhớ cái bài ca dao rất là hay. Thế và trăng nó lớn dần lên cho đến ngày 14 hôm rằm 16 là trăng sáng tỏ nhất á, trăng sáng nhất. Đấy là cái quy luật, và mặt trăng nó cũng lớn dần, lớn dần. Thế thì ở đây chúng ta là một hành giả tu học Phật Pháp, chúng ta học ở mặt trăng cái gì? Chúng ta học ở đây đó là cái việc tu tập của chúng ta nó cũng phải dần dần lớn lên, chứ không phải ngay một lúc mà chúng ta có thể thành tựu được ngay. Cái đó không có. Sự tu tập là một quá trình tiến bộ dần dần. Vạn vật nó cũng thế, nó đều tăng trưởng một cách dần dần. Không có cái cây nào vừa mới mọc cái nó đã cao bằng một cái cây trưởng thành rồi. Chúng ta lớn lên cũng thế, từ một em bé vào nhỏ còn đỏ hòn mới lọt lòng mẹ, rồi qua 5 tháng chúng ta mới lớn lên, mới thành một thiếu nhi, một thiếu niên, rồi một thanh niên. Nó phải qua 5 tháng. Chúng ta thực sự không có ai mà có thể như thánh gióng được. Câu chuyện thánh gióng cũng là một câu chuyện đặc biệt. Nhưng mà dù thánh gióng có lớn ấy, thì cũng vẫn phải có một quá trình. Chứ không phải là đứt đoạn được. Từ một chú bé rồi cũng vẫn phải qua từng cấp bậc rồi mới lớn lên. Đã, thế thì chúng ta cũng thế, nghe không? Con người cũng thế, và việc tu tập này cũng thế. Chúng ta tu tập Phật Pháp cũng phải từng bước tiến lên dần dần, chứ không phải ngay một lúc chúng ta có thể gặt hái ngay được thành quả, thành tựu đạo quả ngay. Cái đó không thể có được. Có những người, người ta sinh ra đời này, tuy còn rất nhỏ, mới tu tập nhưng người ta đã chứng quả, là vì người ta đã nhiều kiếp trước từng tu hành rồi, thưa đại chúng. Chúng ta không thể so sánh với những cái bậc mà đã từng nhiều kiếp tu hành như vậy. Đó, chứ còn chúng ta còn là một người phàm thì sự tu tập đều phải dần dần tiến lên. Và những ai tu hành mà mong muốn mình mau chóng chứng thánh quả ngay, và tu mau tu ngay, tu phải chứng nhanh, thì người đó là sao? Người đó
là sai lầm đấy. Đấy người ta gọi là cái quả tu nó không thể chín ép được. Đại chúng, mà bất kể cái gì mà chín ép ấy, nó đâu có ngon, phải không? Quả chuối chín ép ấy, cũng không ngon. Nó chín một cách tự nhiên thì nó mới thật là tốt đẹp. Thì quả tu này cũng thế, chúng ta không thể ép cho nó mau nhanh chóng được. Mà cái tâm lý ép ấy, mong muốn mình tu nhanh, chóng chứng ấy, đấy là tâm lý gì? Đấy là tâm lý lười biếng. Đại chúng thấy không? Sợ tu lâu nó vất vả, thôi tu làm sao nhanh để chóng chứng đỡ mệt, để con nghỉ ngơi. Đấy là tâm lý lười nó sinh ra đấy. Mà đem cái tâm lười mà tu đạo thì làm sao mà thành đạo? Tâm lười là một trong những tâm bất thiện. Lười biếng là tâm bất thiện. Đem tâm bất thiện ấy để cầu đạo thì làm sao thành đạo được? Không thể chứng đạo được. Tâm ấy lại cũng là tâm tham. Lười là do tham này, tham muốn nghỉ ngơi, tham muốn được thoải mái, dễ chịu, không muốn vất vả. Đấy là cái người ham sự hưởng thụ. Cho nên cái tâm lười nó vừa là lười, vừa là tham, vừa là ngại khó, ngại khổ. Thì cái tâm ấy không thể nào khiến chúng ta thành tựu đạo quả được, không đạt được đạo. Đó, cho nên chúng ta phải biết, ở đây phải biết là phải dần dần. Không thể sốt ruột, mong cho nhanh được. Cho nên ấy, Hòa Thượng Trúc Lâm, Hòa Thượng Thích Thanh Từ, Hòa Thượng dạy sao? Người tu phải chuẩn bị cho mình một cái tâm trường viễn và dài xa. Phải chuẩn bị cái tâm đấy. Tu là cả một quá trình lâu dài. Gột rửa thân tâm chúng ta là lâu dài, chứ không thể nào một chốc một nhát, và một ngày một đêm, một tháng một năm mà có thể được. Đấy, chúng ta phải nhớ. Đức Phật của chúng ta đã tu trải qua ba A Tăng kỳ kiếp. Mà đại chúng biết ấy, mỗi một đại kiếp ấy, là một con số 10 và lũy thừa 140, thưa đại chúng. Đấy, 10 mũ 140 năm đấy, đại chúng biết nó là bao nhiêu tỷ tỷ năm. Mà ngài tu là ba A Tăng kỳ kiếp, thưa đại chúng, không phải đơn giản. Không phải đơn giản. Đấy. Rất nhiều người khi yêu mến đạo Phật rồi phát tâm tu đạo Phật, vào trong đạo Phật thì lại mong muốn tu cho nhanh, mau đắc. Đấy, vì tâm lý như vậy cho nên mắc vào rất nhiều các giáo phái tà đạo. Rất nhiều giáo phái tà đạo. Thầy nói cụ thể giống như các giáo phái của Thanh Hải Vô Thượng Sư, giáo phái của Trần Tâm. Đấy, họ nói rằng đến với họ chỉ cần niệm cái tên họ thôi là đắc đạo ngay, rất là nhanh. Không phải vất vả gì cả. Hay đến đấy họ cho uống một cái thứ nước gì, thế là uống xong là đắc đạo luôn, là lên mây ngay. Đại chúng, đấy như cái đạo gọi là Đức Chúa Trời Mẹ đấy, vào đấy họ cứ cho uống cái gì là tất cả ngất ngây luôn, là tưởng là mình thành thánh hết rồi. Đấy, thưa đại chúng, và nhiều còn nhiều những cái tà đạo khác, vì họ biết cái tâm lý của những người tu hành là mong muốn chóng chứng quả, nhanh đạt đạo, cho nên họ lừa dối chúng ta, dẫn dụ chúng ta rất là dễ. Vậy nên ấy, đại chúng biết ấy, người mà chân thật tu hành thì không có mong như thế. Cứ hàng ngày ta chăm chỉ, ta bào mòn các thói hư tật xấu của mình thôi. Mà thầy vẫn nói đấy, tu nghĩa là gì? Chúng ta làm cho lạ tất cả những thói quen ngày xưa mình từng quen. Thói quen ngày xưa ta quen ăn, quen chơi, lười biếng, phải không? Ỷ lại, ganh ghét, đố kỵ, những cái thói quen ấy ta phải làm cho nó lạ đi. Thế còn bây giờ những cái thói quen mới của một cái hành giả tu hành, đó là phải chăm chỉ, phải tinh tấn, phải kỷ luật, phải nghiêm khắc. Thì ta phải huân tập vào những cái lạ, phải làm cho quen. Còn những cái đã quen từ xưa phải làm cho nó lạ dần chúng ta đi. Đấy là người tu đấy. Và bao giờ mình cứ thấy mình sạch hết tất cả những cái xấu bẩn, thì lúc ấy là mình tự thành thánh thôi. Mình cứ xét tự mình, xem mình đã thánh chưa là mình biết đấy. Mình vẫn còn tham, lên mâm cơm ăn vẫn thấy món ngon, vẫn khoái ăn nhiều, ăn chanh của bạn, thì ta chưa thánh tí nào đâu. Lên xe ngồi ta vẫn chọn cái chỗ đẹp nhất, êm nhất, ta ngồi không nhường cho ai, thế thì ta chưa thánh chút nào đâu. Nghe không? Về nhà gặp cha gặp mẹ, mình thấy mình vẫn sân si, vẫn không cung kính, không biết ơn cha mẹ, thì ta cũng chưa thánh đâu. Thưa đại chúng, rất rất nhiều. Cho nên nhà Phật nói là sao? Chỉ hết những cái thói phàm này thì tự nhiên là thánh thôi, chứ không phải là thánh ở đâu. Đi tu để thành thánh là không phải thánh ở đâu, nhảy vào trong tâm mình đâu,
mà ta lọc sạch hết cái phàm này thì tự nhiên ta là thánh. Cái áo của mình mà giặt hết vết bẩn đi thì gọi là áo gì? Áo gì? Áo sạch. Thế thôi. Đấy, phàm thánh là ở chỗ đấy đấy. Thế người tu cứ cẩn thận, cứ chăm chỉ miên mật mà tu. Wow. Chẳng cần mong cầu chứng thánh, mà ta cứ chịu khó tu hành, tự nhiên thánh quả cũng đến. Đấy, chọn cái tâm mong cầu, mong nhanh chứng đều rất nguy hiểm với chúng ta. Có rất nhiều người á, vào ở trước đây thầy có cái huynh đệ ở trong, vào trong thiền viện tu tập đấy, ông chăm tu đến nỗi mà ông tinh tấn đến mức là đêm người đi ngủ thì ông vác bồ đoàn tọa cụ ra nhà tắm, ông ngồi ông thiền ở đấy. Thế nhưng một thời gian sau thì chính vì đấy lại là bỏ đạo đầu tiên. Đấy, gọi là thái quá, nó bất cập. Đấy cũng là cái tâm tham đấy. Tham. Có những vị thì lại leo lên tận trên đỉnh núi cao để tu, tưởng là lên đấy là nhanh thành Phật lắm, lên đấy được mấy tháng cuối cùng là cũng thối tâm lại xuống đó. Thế cho nên chúng ta tu là phải trường viễn. Hòa thượng Trúc Lâm dạy là phải giữ cái tâm trường viễn, phải giống như mặt trăng á, nó lớn nó cũng phải từ từ, cái cây nó lớn nó cũng phải từ từ. Không thể nào bây giờ ai muốn cái cây nó lớn nhanh, cứ mỗi ngày ra cầm cái cây rút lên một cái nó lớn nhanh được không? Có khi là nó đứt gốc luôn, thế này chúng chết luôn, không được nhé. Cho nên cái điều thứ nhất ý, Na Tiên rút ra ở đây học mặt trăng là chúng ta phải biết tu tập là quá trình tiến lên dần dần, từng bước và chúng ta chăm chỉ từng ngày. Đấy, chúng ta chăm chỉ từng ngày chứ không phải ngay một cái tu hôm sau là thành Phật ngay. À, không thể có chuyện đó nhé. Đấy là điều thứ nhất. Điều thứ hai là mặt trăng là một vật rất lớn. Phàm hành giả tu tập sa môn hạnh phải nuôi dưỡng các đề mục, tinh tiến trong đề mục để thành tựu quả lớn lao cho mình. Thì kính thưa đại chúng, quả thật trăng là một hành tinh lớn của hệ mặt trời và là vệ tinh duy nhất và lớn nhất của trái đất chúng ta. Khi chúng ta nhìn lên trời thì bao giờ chúng thế, nếu mà trong bầu trời có trăng và sao thì chúng ta cũng thường rất là quan tâm đến trăng, vì trăng là sáng nhất, lớn nhất. Cho nên chúng ta hướng đến trăng và nhìn ngắm trăng. Đó. Vì khi mà có trăng rồi ấy, thì các cái ngôi sao khác đều bị lu mờ đi hết ấy. Cơ bản là mờ đi. Trăng mờ sáng thì sao sẽ lu mờ. Đấy, là tỏa dạng. Thế thì với một người ngắm trên trời, ai cũng muốn nhìn trăng nếu trời có trăng. Thì một hành giả tu hành cũng thế. Và chúng ta phải nhắm tới cái mục đích tối thượng nhất, vĩ đại nhất, đó là mục đích đạt được giác ngộ, giải thoát tối hậu, thành tựu thánh quả. Mà thánh quả đây là thánh quả Phật, thánh quả A-la-hán, phải nhắm tới cái đấy. Mà kính thưa đại chúng, để nhắm tới cái đấy thì chúng ta phải có các công hạnh tu tập. Các công hạnh ở đây là có rất nhiều các cái đề mục để cho một hành giả tu tập thiền quán, quán niệm. Ví dụ như là tu tập tứ niệm xứ thì chúng ta có các cái đề mục quán về thân, quán về cảm thọ, quán về tâm, quán về pháp. Đấy, gọi là tứ niệm xứ, bốn cái đề mục quán thân, thọ, tâm, pháp. Ngoài ra còn rất rất nhiều, trong Phật giáo còn rất nhiều những cái đề mục tu tập. Ví dụ như quán từ bi, quán nhân duyên, quán vô thường, quán vô ngã, quán bất tịnh rất nhiều. Bất tịnh nó cũng nằm trong quán thân thôi. Đấy, nhưng mà còn nhiều cái chủ đề quán nữa. Thế thì khi một người thực tập tu tập quán như vậy ấy, thì chúng ta phải làm sao? Phải tinh tiến nuôi dưỡng. Ở đây nói là nuôi dưỡng. Nuôi dưỡng nghĩa là chúng ta ngày ngày phải thực tập. Thì cái đề mục ấy nó mới lớn lên trong ta. Đấy, cái người muốn nung nấu ý chí cũng thế. Thì phải hàng ngày nhắc tới cái mục đích của mình. Chúng ta muốn có ý chí nó lâu bền thì hàng ngày phải nhắc tới cái mục đích của mình. Cái người đã lập nguyện thì phải hàng ngày nhắc cái nguyện của mình để mình nhớ, không thì mình quên mất. Thì đề mục để chúng ta tu quán cũng thế. Chúng ta phải thường xuyên nhớ tới nó, tu tập hàng ngày thì nó mới tăng trưởng được, nó mới đào sâu được. Trong nhà Phật hay lấy ví dụ như là người dùi cây để lấy lửa đó. Nếu mà chúng ta lấy cái dùi để dùi vào cái cây khô để cho nó phát lửa lên, thế nhưng mà ta chỉ dùi một lúc nó nóng nóng ta lại thôi bỏ đấy, thì muôn đời không có lửa. Mà ta phải dùi cho đến khi nào
nó bốc cháy thì mới thôi. Đó, đấy. Thì cái tinh thần tu tập cũng thế. Cái việc theo dõi đề mục quán, ví dụ quán về cảm thọ cũng thế, hay là quán về thân hành niệm cũng thế, thì chúng ta phải bám sát, phải trau dồi thường xuyên. Đấy, thì nó mới tăng trưởng trong cái đề mục ấy và chúng ta mới thành tựu. Kính thưa đại chúng, có những người ngày xưa khi người ta quán về thân bất tịnh chẳng hạn, quán về cái thân của chúng ta là một cái xác mà trong đó nó chỉ là kết hợp của máu mủ xương da vân vân. Họ quán đến nỗi mà họ đi sâu vào đến nỗi họ thấy thân thể họ đúng là một bộ xương trắng. Và quán sâu đến nỗi khi mà nhìn mọi người cũng thấy một người chỉ là một bộ xương di động thôi, thưa đại chúng. Đó, khi mà quán sâu vào nó là như vậy. Và chính quán như vậy thì người ta mới không bị sắc dục làm mê hoặc được. Phải quán kỹ đấy, thưa đại chúng. Bản thân Thầy Thái Minh cũng thế. Từ trước nay cũng rất là, khi mà quán cái thân bất tịnh này, Thầy cũng rất là liều. Mặc dù hồi nhỏ Thầy sợ ma dữ lắm, nhưng mà khi mà đã học được Phật Pháp rồi, Thầy cũng liều lắm. Khi mà thực tập đề mục quán thân bất tịnh, là Thầy sẵn sàng đi đến những cái chỗ mà xảy ra tai nạn này, đến tận nơi để xem cái xác người người ta bị tai nạn nó như thế nào. Vào nó vỡ ra, đầu óc tung tóe, ruột gan tung tóe, mình quán. Rồi vào trong bệnh viện, đến nhà xác, quán cái xác chết ở đấy để thấy được sự thật về chính mình, về thân thể của mình. Đó, phải liều như vậy đấy, thưa đại chúng. Phải dũng cảm như vậy. Thì quán như vậy thì nó mới ngấm được vào trong tâm mình. Thế không thì mình quên ngay. Quên ngay. Đấy là một trong những cái pháp quán của Phật giáo, để thấy rõ sự thật về thân thể của mình. Và khi thấy rõ sự thật thân thể của mình quả thật là một hợp thể mà nó bất tịnh, rất là kinh tởm, thì tự nhiên mình không có đắm say về thể xác nữa. Thưa đại chúng, đấy là sự thật. Đó. Thế thì ở đây Na Tiên nói, chúng ta phải, để đạt được cái mục tiêu giác ngộ tối thượng, chúng ta phải đi sâu bám sát cái đề mục mình quán, phải nuôi dưỡng nó thì mới được nhé. Chứ chúng ta cứ gọi là một ngày tu 7 ngày nghỉ thì không thể nào chúng ta tiến đạo được. Đó là sự thật nhé. Thứ ba, mặt trăng mọc vào ban đêm, di chuyển trong đêm và sáng dần lên trong đêm. Cũng vậy, vì tỳ kheo phải ở nơi thanh vắng, thực hành ở nơi thanh vắng, từ từ trí tuệ sẽ sáng dần lên ở nơi thanh vắng. Đó. Ở đây Na Tiên á, rút ra từ mặt trăng là sao? Mặt trăng á, nó mọc là mọc vào ban đêm. Đúng rồi, chúng ta ban đêm mới thấy trăng mọc, chứ không có mặt trăng mọc ban ngày. Thứ hai là mặt trăng di chuyển ở trong đêm và nó sáng dần lên. Từ lúc đầu nó còn mờ, sau nó sáng dần lên. Lúc đầu nó nhỏ, sau nó lớn dần lên. Đó, đấy là mặt trăng. Thì một vị hành giả tu học Phật cũng thế, phải biết chọn cái nơi thanh vắng, thực hành, tu tập ở nơi thanh vắng, thì trí tuệ sẽ từ từ sáng lên. Đó, đây là cái điều mà rất là quan trọng. Chúng ta biết, người xưa nói rằng trí tuệ được sinh ra ở những nơi tĩnh lặng. Đúng không? Mà phàm phu chúng ta thì tâm suốt ngày nó sao động, nó lăng xăng. Trong kinh ví cái tâm chúng ta như khỉ, như vượn, gọi là tâm viên ý mã, như ngựa đấy. Tâm như con khỉ, ý như con ngựa, nó chạy lăng xăng suốt ngày, chẳng bao giờ yên cả. Thưa đại chúng, tâm mình đấy, tâm chúng ta lại ví giống như một cái mặt hồ đầy sóng, nó nổi sóng. Cho nên chúng ta nhìn xuống một cái mặt hồ mà đầy sóng, có thấy được cái gì đâu. Trăng cũng chả nhìn thấy, sỏi đá cá bơi lội ở trong hồ cũng không thấy, vì cái mặt hồ nó đầy sóng như thế, nó không thể cho chúng ta nhìn thấy được. Thế thì cũng vậy, trí tuệ của chúng ta không thể sáng lên được với một cái tâm đầy dao động như thế. Thế mà tâm chúng ta thì nó dính với cảnh rất là nhiều. Ngài đại chúng biết, ở trong một cái cảnh mà ồn ào náo nhiệt sao động thì tâm chúng ta rất dễ bị động. Cho nên chúng ta học mà học ở giữa chợ hay học ở một cái chỗ mà ồn ào, chúng ta rất khó tập trung, khó học thuộc bài. Phải chọn chỗ nào nó yên, nó tĩnh.
Đấy. Thế cho nên đây cũng là cái nguyên lý để chúng ta xây trường học, nên chọn những cái chỗ nó yên tĩnh, nó tĩnh lặng để xây trường học, thì học sinh học mới tốt. Thế trường học mà bốn bề ồn ào, chợ búa ồn ào thì ảnh hưởng vô cùng đến cái chất lượng học tập của học sinh. Ừ. Trí tuệ thường chỉ sinh ở chỗ tĩnh lặng thôi, những chỗ vắng, chỗ lặng. Cho nên chúng ta thấy những nhà ở gần phố chợ, con em khó học giỏi được lắm. Nó ồn ào như thế, suốt ngày người ra người vào, nó khó học được giỏi. Rất khó. Thế thì ở đây, Na Tiên nói rằng chúng ta phải học ở mặt trăng cái chỗ này. Một người, một hành giả tu hành thì nên chọn cái nơi tĩnh lặng để mà tu tập. Thì ở chỗ đấy có cơ hội để chúng ta ươm mầm trí tuệ ở đấy được đấy. Ươm được cái hạt giống trí tuệ ở đấy. Vì sao? Vì trong cái chỗ tĩnh lặng như vậy, nó không huyên náo, thì chúng ta có cái duyên để chúng ta xoay lại tâm mình, quay lại tâm mình để gột rửa tâm mình, làm cho nó thanh tịnh tâm mình. Đó. Chính như vậy thì tâm chúng ta nó mới sạch. Nó mới sạch dần dần. Nó sạch thì làm sao? Nó sẽ trong ra. Mà trong ra thì nó sẽ sáng ra. Sáng ra thì nó sẽ thông suốt. Gọi là sáng suốt. Đấy. Tâm ấy, nó sạch thì nó trong thì nó sáng, sáng thì nó suốt. Đó. Nếu tâm mà không sạch thì không trong, không trong, không sáng, không sáng, không suốt được. Một cái tâm mà được lọc đi cho trong sạch thì sẽ sáng suốt. Mà sáng suốt chính là phẩm chất của trí tuệ. Đấy, thưa đại chúng. Sáng suốt là phẩm chất của trí tuệ đấy. Trong kinh Pháp Cú Đức dạy, Đức Phật dạy thế này: ai tâm không an trú, không biết chân diệu pháp, tịnh tín bị rúng động thì trí tuệ không viên thành. Đó. Tâm của ai không an trú, tức là không an định, thì cái người ấy trí tuệ khó viên thành lắm đấy. Cái tâm của chúng ta cứ xốn sang suốt ngày, động suốt ngày, thì làm sao mà người ấy có trí tuệ lớn được, thưa đại chúng? Có trí tuệ lớn. Hầu hết các bậc vĩ nhân ấy, họ đều có những cái khung cảnh rất tuyệt vời, rất yên tĩnh để họ phát huy trí tuệ. Đại chúng nhớ. Cho nên ở đây Thầy nói chuyện có các con là học sinh, là sinh viên, các con thế, nên chọn những cái chỗ yên tĩnh để mình học hành. Có đi trọ thì cũng trọ cái chỗ nào đấy, cái khu nhà trọ nó yên tĩnh một chút. Đừng ngay sát chợ, ngay quán ăn, suốt ngày đi ra đi vào. Các con rất khó tập trung để mà học được bài. Mà trí tuệ khó sinh ở đấy. Thế ở chùa mình ấy, hiện nay Chư Tăng là tất cả vào rừng tu tập. Trong rừng khá là tĩnh mịch. Khá là tĩnh mịch. Tăng và Ni chùa mình đang vào rừng để tu tập. Đó. Thế thì rừng là một cái cơ hội rất tốt để cho Chư Tăng trau dồi trí tuệ. Trau dồi trí tuệ chính là thanh lọc tâm mình thôi. Gột rửa tất cả những cái cấu uế ở trong tâm mình. Cho nên ấy, thời gian vào rừng lâu á, thì trong Chư Tăng thì mình có những sư tự nhiên nhớ được những cái câu chuyện từ xa xưa lắm lắm á, mà bình thường không thể nhớ nổi. Thế nhưng mà tự nhiên vào trong rừng tu tập một thời gian ấy, tâm nó lắng, nó trong, thì tự nhiên những cái câu chuyện, những cái lỗi lầm từ xa xưa, rất là xa xưa, có khi từ hồi bé, lúc 3 tuổi, 4 tuổi cũng nhớ ra được hết. Thưa đại chúng. Đó. Thế và nếu mà cứ cái đà tu như thế này, chúng ta biết ấy, bây giờ ta nhớ được những cái chuyện từ ngày bé, nó hiện lên rõ mồn một luôn ấy. Mà tu mạnh hơn nữa thì đến lúc nó nhớ được lúc ở trong bụng mẹ. Nhớ sâu vào lúc ở trong bụng mẹ, mình nằm trong bụng mẹ thế nào nhỉ? Nằm ngược hay nằm xuôi? Rồi nhớ sâu nữa, xuyên qua lúc trước khi vào thai mẹ, là sang kiếp sau. Đấy. Ở đây sư thầy nói. Đó. Đây là một cái logic rất là cụ thể. Tại sao Đức Phật tu tập, các bậc thánh tăng, các ngài lại nhớ được kiếp trước và nhớ được nhiều kiếp về trước? Đây là sự thật đấy. Thế còn bây giờ chúng ta thì có khi câu chuyện của ngày hôm qua ngồi mãi không nhớ ra, thì tâm mình nó có lộn xộn thế này. Câu chuyện ngày hôm qua ngồi mãi không nhớ ra. Đấy. Thế nhưng mà khi cái tâm mà được lắng đọng, nó trong, thì tự nhiên nó nhớ ra. Nó nhớ rất nhiều, rất nhiều. Cho nên Đức Phật nói rằng Ngài thấy được vô số kiếp trước,
như là nhìn thấy quả Amala trong lòng bàn tay này này. Ngài thấy rất là rõ ràng, thấy đến từng chi tiết, thưa đại chúng. Gọi là thấy từng chi tiết, thấy rằng cách đây 100 tỷ kiếp, mình là ai, con nhà ai, sinh ra ở đâu, bố mẹ tên là gì, mình làm nghề gì, mình lớn lên, mình đi đâu. Thấy hết và biết hết, thưa đại chúng. Đó, cái trí tuệ như vậy chúng ta thấy. Cho nên ai muốn biết được kiếp trước thì phải an trú tâm vào, vào cái chỗ tĩnh lặng, rèn luyện, thanh lọc tâm mình, tự nhiên nó sẽ nhớ được về cái kiếp trước của mình. Mà đấy là một sự thật, thưa đại chúng. Nhá. Đó. Thứ tư, mặt trăng tự sáng cho chính mình, tự thắp lên ánh sáng cho chính mình, tự dựng ngọn cờ cho chính mình. Vì tỳ kheo cũng nên như thế, tự trong sạch giới cho chính mình, tự tỏa hương giới cho chính mình, tự dựng ngọn cờ giới cho chính mình. Ở đây, tỳ kheo Na Tiên ấy, lấy hình ảnh của trăng, mặt trăng tự nó sáng, nó sáng cho chính nó và sáng cho cả nhân gian. Và tự mình thắp lên ánh sáng vào. Và một vị hành giả tu học Phật Pháp cũng thế, phải học ở mặt trăng cái này. Đó là chính mình phải tự mình thắp sáng mình lên, tự mình sáng lên, tỏa hương. Hương ở đây là hương giới đức cho mọi người, tỏa ánh sáng trí tuệ cho mọi người. Đấy, tự mình gọi là ngọn cờ cho mọi người. Đó, nó là như vậy đấy. Thế một vị khi đã xuất gia, tức là bước chân vào xuất thế đấy, ra khỏi mình là bước cái bước chân đến một cái bầu trời cao rộng, không còn bị giam trong cái lồng của thế gian chật hẹp nữa, là cái người bậc gọi là bậc xuất sĩ xuất trần, mà đâu phải chuyện thường đâu, thưa đại chúng. Người xuất gia là người giống như được ra khỏi lồng, như chim ra khỏi lồng, bước vào cả một bầu trời thanh thang khoáng đạt rộng lớn. Thế thì trí khí của bậc xuất gia phải thế nào? Thầy vẫn nói là người xuất gia mới là người biết cách làm đẹp cho mình hay nhất đấy, thưa đại chúng. Chúng ta ở thế gian, chúng ta làm đẹp, phải không? Đi sửa tóc, phải không? Sửa tóc, sửa tai, sửa môi, sửa mắt, nâng mũi, nâng cằm, vân vân. Thế rồi dùng son, dùng phấn. Nhưng mà thầy nói là làm đẹp đấy vẫn là làm đẹp cấp thấp đấy, phải không? Chưa biết làm đẹp. Mà người xuất gia tu hành mới là người làm đẹp cao cấp đấy, thưa đại chúng. Mà làm đẹp này không cần son phấn, không cần son phấn. Không cần son phấn chút nào mà đẹp. Cho nên đại chúng thấy có đúng là các thầy ấy, lúc chưa đi xuất gia trông xấu má chê quỷ hờn, đúng không? Xuất gia xong rồi trông thì đẹp đấy. Có nhiều người ấy, lúc chưa xuất gia trông xấu dữ lắm, nhưng mà xuất gia cạo tóc xong rồi tự nhiên là đẹp. Có một số thầy thì nói vui là gọi là mượn son mượn phấn của Phật. Đấy là đi xuất gia các thầy là mượn son phấn của Phật, tức là mượn giới hạnh, giới đức từ nơi Đức Phật để trang điểm cho mình. Trong Kinh Pháp Cú có câu chuyện bà Hoàng hậu Mặt Lợi Phu Nhân ấy, cái ngày hôm ấy là ngày trai giới, mà ngày trai giới tức là không có trang điểm gì cả. Thế ông vua Ba Tư Nặc, ông có một cái vòng ngọc rất là đẹp, một cái viên ngọc rất là đẹp, do một cái vị họ đi biển họ dâng lên họ biếu. Thế thì vua muốn tặng cái viên ngọc ấy cho ai hôm nay là đẹp nhất. Thế thì tất cả các cung nga thể nữ là trang điểm son phấn và dài hoa dắt ngọc lên đầu, để rồi áo đọa quần kia thật là đẹp, để đi ra để trình diễn xem mà ai đẹp nhất để vua tặng cho mình cái viên ngọc này. Thế nhưng mà vua vẫn chưa thấy ưng ý. Thế về sau thì mọi người đến lượt hoàng hậu phu nhân là Mặt Lợi đi ra. Thì phu nhân Mặt Lợi thì hôm nay là ngày tu bắt quan trai, cho nên là phu nhân không muốn ra, vì ngày bắt quan trai thì không trang điểm, cũng không muốn ra, và bà ta giữ giới bắt quan trai. Thì cuối cùng thì nhà vua phải ra lệnh là phu nhân phải ra. Và khi phu nhân đi ra với một gương mặt rất là mộc mạc, không trang điểm, nhưng mà do giới đức mà tự nhiên đó, bà ta toát lên một cái vẻ đẹp thật là kỳ diệu, cái vẻ đẹp huyền diệu luôn đó.
đẹp hơn tất cả các cung thể nữ trang điểm son phấn. Và Đức Vua cũng phải nhìn và thấy ngạc nhiên, vì một người ngày hôm nay họ chọn tâm giữ giới thì cái đức hạnh của người ta nó tỏa lên, nó toát lên một cái gì đấy nó rất là đẹp, mà đẹp một cách mê hồn, thưa đại chúng. Và chính Vua Ba Tư Nặc mới thốt lên rằng không ngờ nàng hôm nay lại đẹp đến như vậy. Và ông đã tặng cho Hoàng hậu Mạt Lợi cái viên ngọc quý ấy, đấy thưa đại chúng. Thế thì ở đây thầy mới nói là quả thật ấy, cái người biết tu chính là người làm đẹp cho mình nhất, mà làm đẹp đẹp một cách tự thân, không cần phải đến vật mượn bên ngoài, nghe không? Đó. Ê, trong kinh Pháp Cú Đức Phật có dạy thế này: ở nơi tâm mình hết đấy thưa đại chúng, tất cả một cái tâm mà biết tu tập thì nó đều làm lợi ích cho chúng ta, chính nó trang điểm cho chúng ta rất là nhiều. Thế còn con người bây giờ thì phải mượn những cái bên ngoài quá nhiều, và rồi đắp cả những cái đồ giả lên, mà không nghe nó rất là bất cập. Ừ. Trong kinh Đức Phật dạy: kẻ thù hại kẻ thù, oan gia hại oan gia, không bằng tâm hướng tà, gây ác cho tự thân. Nghe không? Kẻ thù hại kẻ thù, oan gia hại oan gia, không bằng cái tâm chúng ta hướng đến điều sai trái, điều tà, cái tâm ấy sẽ gây ác cho chính tự thân mình, còn hơn cả kẻ thù, hơn cả những kẻ oan gia với mình. Điều mẹ cha bà con không có thể làm được, tâm hướng chính làm được tốt đẹp hơn. Nghe không? Đấy. Điều mà kể cả là mẹ cha, là anh em quyến thuộc, bà con không thể làm được cho mình, không giúp được mình đâu. Nhưng một cái tâm của chúng ta hướng đến những điều chân chính, những điều tốt đẹp, thiện lành, thì cái tâm ấy sẽ giúp chúng ta và làm chúng ta được tốt đẹp hơn. Đó, đại chúng thấy. Nhớ cái bài kệ này Đức Phật dạy. Nghe không? Rồi Đức Phật lại dạy gì nữa? Tự mình làm điều ác, tự mình làm nhiễm ô, tự mình ác không làm, thì tự mình làm thanh tịnh. Tịnh hay là không tịnh đều tự mình, không ai thanh tịnh ai. Đấy. Cái bài thơ, bài kệ này Đức Phật dạy trong kinh Pháp Cú đấy, để nói lên cái vấn đề là tự chúng ta hết, thưa đại chúng. Tự chúng ta, tự nơi tâm chúng ta. Tâm chúng ta hướng thiện hay tâm chúng ta hướng đến điều ác, thì chúng ta tự chiêu cảm lấy cái tốt hay cái xấu về mình mà thôi. Và không có ai mà hay hơn cái tâm này, mà cũng không có ai ác hơn cái tâm này. Vào, nếu cái tâm chúng ta là bất thiện thì tự nó chiêu cảm cái khổ đau đến với chúng ta. Ừ. Thế cho nên ở đây ấy, thầy nói người tu, người hiểu đạo lý là cái người phải biết tập làm chủ tâm mình, vận dụng tâm mình để làm đẹp chính mình. Vào, làm đẹp chính mình như mặt trăng ấy, tự tỏa sáng. Chính mình phải tự tỏa sáng. Và thầy cũng vẫn nói đấy, người biết tu thì ở đâu người ấy cũng tỏa sáng. Dù có nhét người ta vào cái chỗ tối tăm nhất rồi người ta cũng tỏa sáng vì người ta biết tu. Và người biết tu thì ở đâu người ấy cũng là chỗ dựa cho mọi người. Và về mặt trí tuệ, người vẫn là chỗ dựa cho mọi người. Đấy là sự thật. Đó. Thế thì tất cả đại chúng thấy được cái đặc tính này từ mặt trăng để chúng ta phải học. Mỗi chúng ta phải tỏa sáng nha. Thứ năm, dù chẳng ai cầu thì mặt trăng vẫn cứ soi sáng cho thế gian. Một vị tỳ kheo cũng vậy, chẳng ai cầu vẫn mang ánh sáng trí tuệ ban giải cho thế gian. Đúng như Phật ngôn: này các thầy tỳ kheo, các thầy nên đi đến mọi nơi, mọi gia đình, mang ánh sáng mặt trăng mà đi. Phải thu thúc, giữ gìn phẩm hạnh của mình, đừng buông thả, đừng khoe khoang hay kiêu ngạo. Đó, ở cái điều thứ năm này, học từ mặt trăng, Tỳ Kheo Na Tiên nói sao? Mặt trăng á, rất là vô tư, và dẫu rằng chẳng ai cầu mặt trăng sáng, trăng vẫn sáng, và trăng vẫn soi chiếu cho thế gian. Dẫu có con người hay không có con người, trăng vẫn cứ sáng. Đấy. Thế thì, một vị hành giả tu học Phật Pháp cũng thế, không phải đợi có người cầu mình tu, mình mới tu, nghe không?
mình đã biết tu là lợi ích cho mình và lợi ích cho người. À, thầy nói đấy, đời tu là lợi ích, mà không những tu còn là bổn phận của tất cả chúng ta. Không tu cũng không được, thưa đại chúng. Ở trên đời này nếu thiếu tu dưỡng thì tất cả chúng ta đều sa đọa, đều đi đến cái chỗ đau khổ hết. Cho nên thầy nói tu là việc bổn phận, chúng ta phải tu hết đấy. Chỉ có ai tu tốt và ai tu kém thôi, nghe không? Chứ còn tu là bổn phận, không tu là mình thiệt. Không tu là mình thiệt. Thế cho nên khi chúng ta giác ngộ được cái đạo lý này thì mỗi chúng ta phải tự mình tu, tự mình tỏa sáng, nha. Không cần phải ai cầu mình tu, không phải ai mướn mình tu, phải nhờ mình tu, mình cũng chưa phải là tu cho ai đâu. Mà trước hết là tu là lợi ích cho mình, nghe không? Đấy, các con tuổi trẻ cũng thế, nghe không? Các con tu dưỡng rèn luyện mình là mình được lợi ích đầu tiên. Mình mà có đầy những cái phẩm chất tốt đẹp thì tự mình được những điều tốt đẹp. À, ai cũng thế, các con học tốt, tư cách đạo đức tốt và ý thức kỷ luật tốt thì tự nhiên ấy, các con ra trường là rất nhiều người người ta mời đến làm việc. Thế còn mình học thì lôi thôi, ý thức thì tồi, kỷ luật cũng thế, vô tổ chức, vô kỷ luật. Chẳng ai người ta muốn mời mình đến làm việc cho cơ quan, cho tổ chức của người ta cả. Đó, đấy là lẽ tự nhiên. Cho nên chúng ta thấy cái việc tu này là việc bổn phận. Ai cũng thế, nếu giác ngộ được nó là bổn phận thì chúng ta phải tu thôi. À, chúng ta phải tu thôi, không tu là thiệt. Mà thiệt một đời và thiệt nhiều đời luôn đấy. Nghe không? Đó. Thế thì ở đây Na Tiên nói vị tỳ kheo phải ý thức được điều này. Chúng ta phải tự mình mà tỏa sáng, tự mình mà tu tập và đem ánh sáng đến cho mọi người, dẫu mọi người chẳng cầu chẳng mong. À, mình ở đâu mình cũng lan tỏa ánh sáng đến với mọi người. Đó là phẩm chất của một cái vị đệ tử Phật chân chính. Thế thì kính thưa đại chúng, chúng ta biết Phật pháp, đó là chúng ta đã được tiếp cận với một cái thứ ánh sáng hết sức kỳ diệu. Ánh sáng Phật pháp là ánh sáng kỳ diệu cho thế gian này. Mà chính mỗi chúng ta khi biết Phật pháp, chúng ta sẽ trở thành con mắt cho thế gian, chúng ta trở thành ngọn hải đăng cho thế gian để soi sáng thế gian này. Thế gian này đang bị mù tối, thế gian này đang đi trong đêm đen, mù tối và điên đảo. Trong kinh Đức Phật dạy nói người thế gian là sao? Điên đảo là sao? Điên đảo nghĩa là lầm lẫn, không phân biệt được. Phật gọi thế gian này là vô thường, và thực sự thế gian này nó vô thường thật, thì mọi người lại cứ nghĩ nó là thường. Thế gian này ấy, là nhơ bẩn bất tịnh, thì mọi người chúng ta lại cho nó là thanh tịnh, là trong sạch. Thế gian này là vô ngã, thì mọi người lại cho rằng có cái ngã, có cái tôi. Thế gian này là đau khổ, thì tất cả chúng ta lại cứ nghĩ thế gian này là vui. Đấy, cái nghĩ của chúng ta như thế rất là lầm đấy, thưa đại chúng. Sự thực, thế gian này là vô thường, vô ngã, bất tịnh và khổ đau. Đấy là sự thật. Chúng ta có muốn tìm ở đâu cũng thế, nó cũng chỉ ra cái sự thật này thôi. Nhưng mà người thế gian chúng ta không có mắt trí tuệ, cho nên lại thấy ngược lại. Và từ đó mà đắm say ở trong cuộc đời này, mê lầm trong cuộc đời này, cứ thế mà tạo nghiệp và chìm đắm và đi luân hồi. Đấy là sự thật. Thế cho nên chúng ta chẳng thể thấy được ánh sáng trí tuệ, chẳng thể thấy được mặt trăng chân thật ở nơi tâm mình, gọi là mặt trăng trí tuệ. Một tâm hồn chúng ta không được soi sáng, nó trở thành một tâm hồn mù tối, thưa đại chúng, rất mù tối. Ở đây thì thầy kể có một câu chuyện vui trong nhà thiền. Câu chuyện gọi là cho một vầng trăng. Có một vị thiền sư tu ở trong rừng, trong núi rừng, cất một cái lều nhỏ ở trong rừng tu tập. Thế và vị rất là tinh tấn tu tập và đạt đạo. Hôm ấy trời trăng rất là sáng, thì vị ấy mới đi dạo ở quanh núi. Và khi mà dạo rồi thì quay về, trở về cái lều của mình.
Thì về đến nơi thì thấy có một tên trộm đang chui vào trong lều của mình để khua khoắng lấy đồ. Nhưng mà lều của một vị sư này có cái gì đâu mà lấy, thực sự là không có cái gì đáng để lấy cả. Cũng giống như cái lều của các sư nhà mình ở trong rừng bây giờ, chả có cái gì cả ngoài một cái bình bát ra. Thưa đại chúng, bình bát để ăn cơm không có gì hết á. Thế thì thằng trộm này nó vào trong lều của vị thiền sư này, nó khua khoắng, nó cuối cùng nó thấy chả có cái gì có thể lấy được. Nó đi ra tay không, nó đi ra thì là gặp luôn vị thiền sư này. Thế vị thiền sư bảo, này chú, có lấy được cái gì không? Thế thưa bảo, có gì mà lấy? Thế thì vị thiền sư bảo, thôi tội nghiệp cho chú quá, chú đứng lại đấy. Thế là vị vào, vị lấy cái y, một cái áo của vị ấy, ra vị đưa cho cái tên trộm, nghe không? Và khoác cho tên trộm mà thôi coi như là có một cái quà kỷ niệm cho chú, nghe không? Chứ chú đi vào đây vất vả, đi vào tận trong rừng sâu này mà không lấy được cái gì thì tội nghiệp. Thầy tặng cho chú. Thế và tên trộm thì cảm ơn và cầm cái miếng áo đi. Thế thì vị sư lúc ấy ngài mới thở dài, tiếc thật, mình không làm sao mà có thể cho cái anh chàng ăn trộm này được cái mặt trăng trên trời này, nó đẹp như thế nào, trăng rất là sáng, không thể cho được, rất là tiếc. Thế sau đó thì vị thiền sư vào lều ngủ một giấc ngủ rất là an lành, và với ánh trăng rất là đẹp, ngài vào giấc ngủ rất an lành. Và sáng hôm sau ngài dậy thì rất là lạ, khi ngài quờ tay sang bên cạnh thì sờ thấy chiếc áo được gấp rất là ngay ngắn để bên cạnh mình, cái chiếc áo hôm qua đấy cho tên ăn trộm được gấp ngay ngắn để bên cạnh mình. Thế lúc này ấy, thì vị thiền sư mới nói là thế là ta đã cho được anh ăn trộm này cái mặt trăng rồi đấy, đã cho anh được một cái ánh trăng rồi. Thì thưa đại chúng, câu chuyện ấy là câu chuyện vui thôi, nhưng mà nó nói lên được cái ý nghĩa. Tên ăn trộm với cái tâm đầy những cái ham muốn và cái tâm bất thiện ấy, nó không thể nào có được cái hạnh phúc, cái niềm vui của một vị thiền sư. Mặc dù trăng sáng rất đẹp, nhưng nó không thể thấy được mặt trăng, không ngắm được mặt trăng. Nghe không? Còn vị thiền sư cuộc sống rất là đơn sơ, nhưng mà lại được sống và được ngắm mặt trăng, có một mặt trăng tuyệt vời, an lành mà mát mẻ. Và ở đây thầy Thái Minh nghĩ rằng không phải là vị thiền sư đó đâu, mà kể cả thầy Thái Minh cũng như tất cả những ai á, mà đã ít nhiều cảm nhận được cái mặt trăng này rồi thì đều muốn đem mặt trăng này cho tất cả mọi người, thưa đại chúng. Cái mặt trăng đó là mặt trăng của tâm hồn, mặt trăng của trí tuệ, cái đó cơ, chứ không phải mặt trăng trên trời kia đâu. Cái tên trộm này á, sau khi nhận cái áo ấy về chắc là thức tỉnh, nghe không? Vị thiền sư nghèo đến như vậy chả có gì mà cũng sẵn sàng lấy cả chiếc áo cho mình, cho nên á, tên trộm đã hồi tâm và mang trả lại chiếc áo. Và chính ấy, cái hành vi hồi tâm ấy là tên trộm đã nhận ra, ít nhiều thấy được cái mặt trăng trong tâm của mình. Đó là cái mặt trăng của lương tâm, mặt trăng của trí tuệ. Xin đại chúng cũng chúc mừng cho cái anh ăn trộm này. Kính thưa đại chúng, đó là năm cái điều mà chúng ta học được từ mặt trăng Na Tiên đã nêu cho chúng ta. Bây giờ thầy xin kết cái bài giảng hôm nay cũng với một bài thơ thiền của một vị thiền sư cũng nói về trăng. Đó là bài Kệ Thị Tịch của một vị thiền sư nổi tiếng của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, là vị tổ sư đệ nhị ngài Pháp Loa Tôn Giả. Bài Kệ Thị Tịch trước khi ngài nhập niết bàn ấy, ngài ra đi, ngài có để lại bài kệ như thế này: Vạn duyên tài đoạn nhất thân nhàn, tứ thập dư niên mộng huyễn gian, trân trọng chư nhân hưu tá vấn, na biên phong nguyệt cánh man khoan. Dịch nghĩa là: muôn duyên cắt đứt một thân nhàn, hơn 40 năm giấc mộng tràng,
nhắn bảo mọi người thôi chớ hỏi, bên kia trăng gió rộng thênh thang. Thiền sư Pháp Loa, 47 tuổi, Ngài viên tịch. Trước khi viên tịch, Ngài làm bài kệ này để lại cho đại chúng. Muôn duyên cắt đứt một thân nhàn, tứ thập dư niên mộng huyễn gian. Muôn duyên cắt đứt một thân nhàn, vạn duyên tài đoạn nhất thân nhàn. Chúng ta chút bỏ được cái thân này là gánh nặng. Thân này là gánh nặng của cuộc đời này đấy, thưa đại chúng. Cho nên bây giờ đến lúc mà được chút bỏ nó, đúng là nhàn một cái tâm. Hơn 40 năm giấc mộng tràng, tức là giấc mộng dài. Ngài sống có 47 tuổi thôi, nhưng mà Ngài thấy cuộc đời đúng là một giấc mộng dài. Nhắn bảo mọi người thôi chớ hỏi, mọi người đừng hỏi nữa, để tôi đi, nghe không? Và bên kia trăng gió rộng thênh thang, bên kia trăng gió đang đợi tôi, nghe không? Bên kia là bên nào? Thưa đại chúng, bên kia chính là cái chỗ mà một vị hành giả tu đạo sẽ đạt tới, sẽ bước tới. Ở cái nơi ấy, ở cái bên kia ấy, nó không có cái khổ não, nó không có muộn phiền, không phải là ngục tối giam hãm, mà ở bên ấy nó thênh thang, nó có trăng trong và gió mát rất tuyệt vời. Nơi ấy là những hành giả tu đạo sẽ đạt đến. Cho nên Ngài nói là thôi, bên kia tôi sẽ bước sang, bên kia trăng gió rộng thênh thang. Thế Thầy cũng chúc cho đại chúng qua cái bài kinh hôm nay, mỗi mỗi chúng ta tinh tấn để chúng ta sẽ thấy được cái bầu trời và vầng trăng chân thật tuyệt đẹp của chính mình nhé. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Giờ này thời khóa thính pháp đã được kết thúc viên mãn. Chúng con xin cung thỉnh chư tôn đức tăng ni chắp tay hướng về sư phụ. Xin mời quý Phật tử cùng gia đình quỳ gối chắp tay trang nghiêm để chư tăng đại diện cho quý Phật tử dâng lời tạ pháp. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch trên sư phụ, trời đã về đêm, ánh trăng cũng dần sáng lên, chiếu sáng núi rừng thành đẳng. Nhưng ánh trăng đó có mọc, có lặn. Còn hôm nay, sư phụ đã chỉ cho chúng con thấy được một ánh trăng nữa. Đó là ánh trăng trí tuệ. Ánh trăng đó đều có sẵn trong mỗi chúng con, chỉ vì mây đen vô minh che mờ nên chưa sáng tỏ. Qua bài giảng, chúng con cũng hiểu được rằng cần chuẩn bị cho mình tâm trường viễn. Bởi lẽ sự tu tập là cả một quá trình tiến lên, phải chăm chỉ từng ngày, từng giờ, phải thường xuyên nhắc mình tu tập, thực hành các pháp. Và ánh trăng trí tuệ chỉ sáng tỏ từ những nơi thanh vắng. Biết cách làm đẹp tự thân bằng giới đức, thu thấp, thu thúc và giữ gìn phẩm hạnh của mình cũng là cách làm cho mặt trăng trong chúng con ngày càng sáng tỏ. Chúng con nguyện vâng theo lời chỉ dạy của sư phụ, nguyện nương tựa vững chắc nơi Tam Bảo, nương nơi sư phụ cùng tăng đoàn để mang ánh sáng Phật Pháp đến khắp muôn nơi. Đêm trăng sáng nơi núi rừng thành đẳng, rất thanh bình và êm ả nên thơ. Ta bon chen nơi phố thị vật vờ, nhiều mỏi mệt giữa dòng đời trôi nổi. Trăng yên lặng trong màn đêm u tối, rất thanh bình như tâm bậc sa môn. Ánh trăng lên xua ảo não trong lòng, trăng sáng tròn giúp ta đầy hy vọng. Đêm tĩnh mịch ánh trăng soi một bóng, hình dáng Thầy đang hướng đến Như Lai. Từng bước chân trên vạn lý đường dài, nhìn trăng sáng ta nhớ lời Thầy dạy. Buổi giảng pháp hôm nay đã kết thúc viên mãn. Chúng con kính chúc trên sư phụ sức khỏe trường thọ, luôn là ánh trăng soi bước chúng con trên bước đường cầu đạo giác ngộ. Cuối cùng, chúng con xin thành kính đảnh lễ tri ân sư phụ Tam Bái,
Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Đại chúng cùng chắp tay đứng lên rồi chắp tay hồi hướng với Thầy nhé. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả người đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. Kính thưa đại chúng, câu hỏi từ YouTuber Gia Phạm. Kính bạch Thầy, con xin hỏi là vì sao phải cúng rằm tháng 7 trước ngày 15 âm lịch ạ? Nếu đến ngày 15 con mới cúng thì có làm sao không ạ? Nếu không được thì con nên cúng vào ngày nào là tốt ạ? Con xin cảm ơn Thầy. Bạn Gia Phạm này, bạn hỏi về việc cúng rằm tháng 7 đây. Thế thì trước hết Thầy xin chia sẻ với bạn Gia Phạm và đại chúng thế này. Cái xuất xứ của việc cúng rằm tháng 7 ở Việt Nam ta, nó là từ đâu? Nhất là ở miền Bắc ta, nó chính là bắt đầu từ cái câu chuyện ở trong Kinh Vu Lan Bồn của Phật giáo Bắc Tông. Câu chuyện này nói về Ngài Mục Kiều Liên là đệ tử thần thông bậc nhất của Phật, cứu mẹ mình là bà Thanh Đề. Bà Thanh Đề tuy là một gia đình giàu có, một cái gia sản rất lớn, có Mục Kiều Liên là con trai duy nhất đi xuất gia. Bà ở nhà thì bà không kính tín Tam Bảo gì cả, à, không kính tín Tam Bảo, phỉ báng Tam Bảo. Cho nên sau khi chết, bà ấy đọa vào địa ngục rồi lại sinh lên làm ngã quỷ. Đó, lên làm ngã quỷ và quỷ đói. Thế thì Mục Kiều Liên khi mà đắc thần thông, mới dùng thần thông tìm xem mẹ mình chết thì mẹ mình sinh về đâu. Tìm hết trên cõi trời không thấy mẹ, tìm trong cõi người không thấy mẹ. Nhìn xuống ngã quỷ thì thấy mẹ đang làm một ngã quỷ, đang đói khát khổ sở. Thế Mục Kiều Liên mới mang bình bát của mình đi khất thực một bát cơm đầy và về mang đến cho mẹ để mẹ ăn. Thế khi dâng bát cơm cho mẹ thì bà mẹ cái tính tham lam ích kỷ nó vẫn hiện ra. Thế là bà một tay bà bốc cơm ăn, còn một tay bà che bát cơm lại, không để cho các cái ngã quỷ xung quanh nhìn thấy. Cái lòng tham mà. Thế thì khi bà vừa làm như vậy thì cả cái bát cơm biến thành than hồng, bà không thể ăn được nữa. Và Mục Kiều Liên mặc dù thần thông bậc nhất cũng không thể giúp cho mẹ ăn được, cái bát vẫn biến thành than hồng. Thì Mục Kiều Liên buồn quá mới về bạch Phật, làm sao để con cứu được mẹ đây? Thì Đức Phật mới dạy Mục Kiều Liên là đến ngày rằm tháng 7 chư tăng tự tứ đấy, tụ hội về. Thế ông hãy làm cái lễ cúng dường trai tăng vào cái ngày rằm tháng 7, ngày tự tứ của chúng tăng sau 3 tháng an cư. Thì cái phước đức, cái công đức cúng dường chúng tăng ngày ấy có thể giúp cho mẹ ông được siêu sinh và nhiều vong linh khác được siêu sinh. Và Mục Kiều Liên đã thực hiện lời Phật dạy đúng như vậy, để đem cả gia tài của nhà bán đi, xong rồi là dùng cái tình tài để tiết lễ trai tăng cúng dường Phật và chúng tăng. Và trong cái ngày hôm ấy thì bà Thanh Đề được sinh về cõi trời, và rất nhiều các vong linh cũng ngày hôm ấy được sinh về cõi trời theo bà đó. Thì chính vì đấy mà nó mới sinh ra cái lễ rằm tháng 7. Một cái nguyên nhân nữa, một cái nhân duyên nữa đó là theo cái lịch sử Phật giáo của chúng ta, truyền thống Phật giáo, thì chư Tăng thì năm nào cũng có 3 cái tháng gọi là an cư kiết hạ. Bây giờ đây này, hiện nay là Tăng chúng ta đang an cư kiết hạ. Mọi năm các Thầy phải ra chùa Trình tỉnh hội an cư, nhưng năm nay thì do dịch cho nên chúng ta được an cư tại chùa, tại chỗ. Thế thì tất cả tăng chúng trong 3 tháng an cư này là ở các nơi tụ tập về một chỗ để an cư, cấm túc. Mỗi địa phương có một chỗ, mỗi tỉnh, mỗi huyện có một chỗ. Đấy, thường là thế, để tu tập. Và trong 3 tháng này, chư Tăng không có đi lại nhiều. Ở yên chỗ, Phật tử sẽ mang đồ đến cúng dường. Đó, và chư Tăng thì gọi là thụ
túc liễm thân tâm, trau dồi giới đức trong 3 tháng này, gần nhau để sách tấn nhau, rồi học hỏi kinh kệ từ nhau và chia sẻ kinh nghiệm tu tập với nhau. Cho nên 3 cái tháng này cũng rất là quý. Nhà Phật thì mới chọn 3 tháng này để lấy làm tuổi cho chúng tăng. Ai có đi an cư thì mới được tính 1 tuổi, thêm 1 tuổi, tuổi tu, vậy tuổi hạ. Và 3 tháng này là chư tăng tu hành tinh tấn, cho nên công đức của chúng tăng an cư rất là lớn. Đó, và nếu ai cúng dường vào trong 3 cái tháng an cư này đều được cái phước báo lớn cả. Đó, nhé. Thế và đặc biệt, cái ngày tự tứ của chúng tăng là ngày cuối cùng của mùa an cư, thì tất cả chư tăng đều soi sáng cho nhau, thỉnh nguyện nhau, chỉ lỗi cho nhau. Cho nên ngày này gọi là ngày chư tăng tự tứ và chư Phật hoan hỷ. Ngày chư tăng làm cho nhau được sạch sẽ, cho nên Phật hoan hỷ. Và khi Đức Phật đã hoan hỷ thì pháp giới này hoan hỷ. Tất nhiên Đức Phật thì lúc nào cũng hoan hỷ, nhưng mà ý đây nói Đức Phật thì mong muốn cho chư tăng tu hành tinh tấn. Cho khi chư tăng tu hành tinh tấn thì Ngài vui, nói là Ngài vui chứ thực ra thì tâm Ngài cũng không có động. Nghe không? Khi mà thấy chư tăng tinh tấn thì gọi là Ngài vui chứ thực ra thì tâm Ngài có động đâu. Nhưng mà khi Phật vui thì pháp giới này vui. Pháp giới này vui cho nên là ở dưới địa ngục các vua Diêm La cũng vui. Các vua Diêm La vui thì cho nên là ân xá cho các vong linh ở trong địa ngục. Nghe không? Ân xá. Đây thì ai tội nhẹ thì cho hết tội, ai tội nặng thì giảm tội. Nghe không? Hết tội được cho đi tái sinh chuyển kiếp. Đó, gọi là ngày ân xá. Đấy, cho nên đấy có cái từ đó sinh ra cái ngày gọi là xá tội vong nhân. Cũng giống như là gì? Giống như là ở trần gian chúng ta đấy. Những cái ngày vui vẻ của quốc gia thì nhà nước hay tổ chức ân xá, chủ tịch nước hay đặc xá, nghe không? Đấy. Quốc hội thì gọi là đại xá, còn chủ tịch nước là đặc xá. Ví dụ như ngày quốc khánh hay là ngày giải phóng, ngày thống nhất đất nước ấy, là chủ tịch nước hay đặc xá cho các tù nhân ở trong tù á, nghe không? Đấy. Có thể là từ trung thân thì xuống có thời hạn nhất định thôi, hoặc là thả cho ra khỏi tù. Đấy, đặc xá. Thế còn quốc hội, cái tầm của quốc hội là đại xá, là cho những hết tội luôn, nghe không? Xóa cả án tích luôn. Đấy, đấy là những cái của trần gian. Thì thường trong những ngày vui thì có được cái sự kiện này. Thế thì ở đây khi mà chư tăng tinh tấn tu tập, mười phương chư Phật hoan hỷ thì pháp giới vui vẻ. Pháp giới vui vẻ cho nên là Diêm La Vương, các vua Diêm Vương cũng vui vẻ hoan hỷ, cho nên là ân xá cho tù nhân trong địa ngục và các vong linh là được hết tội, được tha tội. Và đấy gọi là ngày xá tội vong nhân. Đại chúng rõ chưa? Hiểu cái ý nghĩa tại sao lại ngày xá tội vong nhân? Cái ngày xá tội vong nhân là ngày chư tăng tinh tấn tu tập hoan hỷ, tu tập thanh tịnh mà chư Phật hoan hỷ, cho đến ngày ấy vong nhân được xá tội. Như vậy ở đâu mà cứ chư tăng tinh tấn tu tập thanh tịnh hoan hỷ tu tập thì ngày ấy đều có thể là ngày xá tội hết. Đó, chư Phật hoan hỷ, chứ không nhất thiết là cứ phải ngày rằm tháng 7. Nghe không? Thế thì tăng chúng thì chúng ta biết là hiện nay Việt Nam chúng ta thì có chư tăng Bắc Tông, Nam Tông, rồi Khất Sĩ, mấy hệ phái cơ đấy. Thế nhưng mà ở đây Thầy nói 2 phái lớn là Bắc Tông, Nam Tông. Chư tăng Bắc Tông thì thường an cư tính từ ngày 16 tháng 4 cho đến hết rằm tháng 7 là 3 tháng. Đây gọi là tiền an cư trước. Thế còn hậu an cư là từ 16 tháng 5 cho đến rằm tháng 8. Của chư tăng Bắc Tông gọi là hậu an cư, chậm 1 tháng. Những chư tăng ở cái vùng mà làm nông nghiệp á, thì các thầy thường hay đợi thu hoạch mùa màng xong mới an cư. Ở những vùng quê chư tăng vẫn còn phải cấy cày thì thường là hậu an cư, vì gặt hái xong thì mới an cư được. Cho nên gọi hay hậu an cư là từ rằm tháng 5 cho đến 16 tháng 8. Thế còn như ở thành phố thì các thầy thường an cư trước là từ 16 tháng 4 cho đến rằm tháng 7 là xong. Thân chư tăng Phật giáo Nam Tông thì người ta lại an cư muộn hơn nữa. Nếu tiền an cư của chư tăng Phật giáo Nam Tông là từ ngày 16 tháng 6 cho đến rằm tháng 9. Đấy, đấy là tiền an cư. Còn hậu an cư thì là từ 16 tháng 7 cho đến rằm tháng 10. Đó, khác nhau.
Nhưng mà nhìn chung là trong cái tháng 7 này thì Nam Tông và Bắc Tông gì cũng đều an cư hết ấy. Trong cái tháng 7 âm lịch này, nó đều có an cư hết, cả Nam Tông và Bắc Tông. Hậu hay Tiền an cư đều trùng vào cái tháng 7 hết. Thế cho nên cúng lễ cho gia tiên vào trong cái tháng 7 đều là ích cả. Vì đều là cái tháng có chư tăng an cư ở Việt Nam này. Bắc Tông, Nam Tông, rồi khất sĩ đều an cư trong cái tháng này hết. Thế cho nên nếu cúng thì nó đều sinh ra cái phước báo tốt. Thế vậy thì ở đây Thầy nói là chúng ta đã hiểu cái lý do mà có cái ngày rằm tháng 7 là từ trong kinh Vu Lan của Phật giáo Bắc Tông. Và thứ nữa là từ cái truyền thống an cư kiết hạ của chư tăng từ thời Đức Phật đến giờ. Cho nên cái tháng 7 là cái tháng mà tất cả tăng chúng ở trong nước Việt Nam này đều an cư hết á. Hầu hết là an cư. Dù truyền thống hệ phái nào đều an cư cả. Thế cho nên có cái tục cúng ở vào tháng 7. Và chúng ta hiểu được thế nào gọi là cái ngày xá tội vong nhân. Và cũng do xá tội vong nhân này mà nó sinh ra cái gọi là cái tháng cô hồn. Vì nhiều người hiểu lầm là do có xá tội vong nhân cho nên là các vua Diêm Vương thả cho tội nhân là đi lên trần, đi lang thang ở trên trần này. Các vong hồn đi lang thang trên trần mới gọi là tháng cô hồn là vậy đấy. Tháng 7 là tháng cô hồn. Nhưng thực tế nó không phải vậy, đại chúng hiểu không? Ví dụ nhà nước mà có ân xá cho tù nhân thì cũng đâu phải ân xá là cho các tội nhân ở trong tù đi ra ngoài đường phố đi nghênh ngang chơi bời đâu. Phải không? Mà chỉ là giảm tội hoặc là tha tội thôi, tha tội cho họ về nhà. Chứ không phải là mở cửa ngục ra cho họ đi chơi lang thang xong mấy hôm nó lại nhốt vào, không phải thế. Ở dưới âm phủ cũng thế, diêm phủ cũng thế. Xá tội, người này hết tội là được chuyển kiếp tái sinh. Hoặc là từ tội nặng trở thành tội nhẹ. Đấy là xá tội. Chứ không phải là cho các vong nhân đi lên trần được đi gọi là chơi thả ga trên trần, không phải. Các vong linh đi lang thang cho người ta cứ bảo tháng 7 mà đi đâu buổi tối muộn muộn là sẽ gặp vong hồn này khác. Cái đó không phải đâu. Không đúng, cái đấy là hiểu rất sai lầm. Nhá. Cái chữ xá tội là như thế kia, là giảm tội trong địa ngục hay là cho hết tội. Hết tội là chuyển kiếp tái sinh, chứ không phải cho anh đi lang thang. Không phải. Nên cho nên chúng ta hiểu tại sao lại gọi là tháng cô hồn, vì người dân gian hiểu sai. Mới nghĩ là như vậy nhé. Chúng ta hiểu được ngày xá tội vong nhân rồi, hiểu được cái ý nghĩa của ngày rằm tháng 7 là do từ câu chuyện ngày Mục Kiều Liên bạch Phật cứu mẹ. Nghe không? Vậy thì qua cái việc này chúng ta thấy rằng tháng 7 là tháng tất cả chư tăng Bắc Tông, Nam Tông, khất sĩ gì đều an cư hết. Cho nên cái tháng chư tăng an cư, các ngài tinh tấn tu hành, trau dồi giới đức. Cho nên nếu chúng ta thiết lập đàn lễ cúng dường đến chúng tăng để hồi hướng cầu siêu cho vong linh gia tiên tiền tổ hay cho những người đã mất, cho các cô hồn ngã quỷ đều lợi ích cả. Khi nào mà người tu tinh tấn tu hành, chúng ta cúng dường thì phúc quả nó đều lớn hết. Đó. Vậy nên theo quan điểm của Thầy, và Thầy nghĩ rằng đối với Phật giáo đều có quan điểm như này, không nhất thiết phải cúng đúng vào ngày rằm tháng 7. Nghe không? Tại vì chư tăng mỗi truyền thống tự tứ một ngày khác nhau. Có khi là vào rằm tháng 8 mới tự tứ, có khi lại rằm tháng 10. Phải không? Thế cho nên là không nhất thiết là phải ngày rằm tháng 7. Nhớ. Và chúng ta có thể cúng trước ngày rằm hay cúng sau ngày rằm tháng 7 cũng được, đều trong tháng 7. Miễn là chúng ta tìm đến chú xứ của chúng tăng có an cư, có tu tập, tinh tấn mà cúng dường thì đều sinh ra phước báo lớn cho gia đình mình, cho thân nhân quá vãng của mình. Đó. Chứ không phải đợi là đúng rằm tháng 7 mới được cúng, hay là phải cúng trước như một số người. Một số người bảo phải cúng trước rằm tháng 7 vì các vong linh là họ được thả ra từ mùng 2. Từ mùng 2 tháng 7 là cửa ngục mở cho các vong linh đi lên trần chơi. Thế mà các vong linh lang thang đói khát cứ đợi mãi mình không cúng thì họ khổ. Thế vào ngày rằm thì nhiều vong linh quá, đông quá thì sợ gia tiên nhà mình lại không tranh nhau kịp, không? Không tranh kịp với các vong hồn khác, nó vào nó cướp hết đồ ăn. Thế cho nên thôi cúng trước đi, đừng cúng vào ngày rằm. Đấy, một số cái quan điểm nó rất sai lầm. Thế rồi họ lại nghĩ là chỉ vong linh được thả đến rằm thôi là phải bắt về. Cho nên không cúng nhanh thì vong linh chưa kịp hưởng đã bị bắt về âm phủ rồi. Đấy, đại chúng thấy rất nhiều quan niệm sai lầm. Nghe không? Rất là sai. Cho nên đối với chúng ta thì
Thực sự thì cúng cái tháng 7 là cái tháng mà hầu hết chư tăng các hệ phái đều an cư cả, thì đều tốt, không nhất thiết phải cúng vào đúng ngày rằm. Trong tháng 7 là được rồi nha. Và chẳng phải là trong tháng 7 một cái tháng nào tăng chúng an cư đều tốt, và cũng chẳng phải cái tháng an cư mà cứ cúng dường đúng đến chúng tăng tu hành thanh tịnh tinh tấn đều lợi ích cả. Đó, thế cho nên có bài kinh hôm trước mà thầy giảng rồi, Đức Phật có dạy thế này. Trong bài kinh mà chuyện hình nhân bằng bột đấy, Đức Phật dạy nếu mà chúng ta đối với người đã quá vãng ấy, nếu chỉ kêu khóc hoặc sầu bi, thương tiếc than van chẳng ích gì, không lợi gì cho người quá cố khi thân nhân giữ thói lề kia, và khóc lóc kêu than rồi là cúng lễ đến quỷ thần này khác mà không có ích lợi, mà chỉ bằng là gì, xong lễ vật này được cúng dâng khéo đem an trú ở chư tăng, quả này hiện tại và sau nữa lợi lạc lâu dài với cổ nhân. Nếu chúng ta lập đàn lễ hay phát nguyện cúng dường gửi đến chúng tăng an trú ở chư tăng thì chắc chắn cái quả phúc này phát sinh đến người đã mất rất lợi ích, không những hiện tại và cả mai sau nữa, đúng không? Lợi lạc lâu dài với cổ nhân mà, trong kinh Đức Phật dạy rõ nhé. Cho nên vậy thì với câu hỏi của bạn này, thầy chốt lại là gì? Đối với cúng trong tháng 7, không nhất thiết phải cúng vào rằm tháng 7. Cúng vào rằm cũng được, cúng trước cũng được và cúng sau cũng được, không có vấn đề gì. Miễn là tốt nhất ý, là vật cúng ấy mình dâng cúng đến tăng chúng, tìm chỗ nào có tăng chúng tu hành thanh tịnh, tinh tấn mà cúng dường thì phước báu ấy đều lớn, nghe không? Còn chúng ta cúng ở nhà thì cũng được, cúng ở tại gia tiên nhà mình cũng được, nhưng mà phước báu ấy nó nhỏ, nghe không? Rất nhỏ, có thể vong linh về chỉ được hưởng một bữa cơm ấy thôi, bớt đói bớt khổ một bữa ấy mà sau đó vẫn khổ lâu dài. Nhưng nếu cái vật phẩm cúng dường ấy được an trú cúng dường đến chúng tăng thì phước báu ấy lâu dài cho vong linh, nghe không? Đại chúng rõ chưa? Nha. Con nick của bạn, bạn Văn Văn Tăng Cao gửi em ai đến hỏi rằng: kính bạch trên thầy, theo kinh Phật dạy, chúng sinh sau khi mạng chung thì được tái sinh vào một trong sáu nẻo luân hồi. Như vậy, đối với gia tiên quá vãng của chúng con chết sau 49 ngày, tùy theo nghiệp và nguyện cũng tái sinh vào các cảnh giới khác nhau. Mỗi cảnh giới sẽ có cuộc sống khác nhau, thọ thực cũng khác nhau, như châu bò thì ăn cỏ, hổ báo thì ăn thịt, vân vân. Như vậy, vào các ngày giỗ lễ chúng ta làm cỗ cơm cúng cho các gia tiên thì gia tiên của chúng ta cũng không thể nào hưởng được những thứ của chúng ta cúng, kể cả ở cảnh giới ngã quỷ. Vì như mẹ Ngài Mục Kiều Liên được chính Ngài mang cơm đến cúng cũng không thọ được. Vậy khi chúng ta dâng vật thực cúng cho gia tiên quá vãng thì gia tiên của chúng ta hưởng như thế nào ạ? Con có nói với mọi người trong gia đình con là gia tiên không hưởng được những vật phẩm cúng dường mà chỉ hưởng được công đức mà chúng ta hồi hướng, hiểu như vậy có đúng không ạ? Con xin Thầy chỉ dạy cho con. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Bạn Văn Tăng Cao có đưa câu hỏi này, bạn nói thì cơ bản là rất đúng. Theo tinh thần đạo Phật thì một con, nhất là người chúng ta đấy, khi bỏ thân thì thường trong 49 ngày là vong linh phải chuyển kiếp. Có mấy trường hợp. Trường hợp thứ nhất ý, cực nặng là chết một cái là thần thức đọa ngay xuống địa ngục. Hai ý, là phước báu thì mình sinh lên cõi trời, hoặc là có đủ phước báu thì vãng sinh cõi Phật. Phước báu và tâm thanh tịnh vãng sinh về cõi Phật. Đấy, còn lại thì chúng ta thường là quanh quẩn trong 49 ngày để mà cho cái nghiệp nó định. Hết 49 ngày thì bắt buộc phải tái sinh chuyển kiếp. Thì chuyển kiếp đi đâu? Chuyển kiếp vào trong sáu đạo luân hồi. Vâng. Cõi trời, cõi người, cõi Atula, cõi súc sinh, cõi ngã quỷ và cõi địa ngục. Thế nếu chúng ta mà tái sinh vào cõi súc sinh làm bò, làm trâu rồi thì cúng cấp cũng là vô nghĩa, tức là không ăn được. Chúng ta xuống địa ngục không ăn được, nghe không? Chúng ta mà tái sinh vào làm người không ăn được. Hay là chúng ta tái sinh cõi trời thì họ không thèm ăn đồ ăn của trần gian vì họ thấy rất là bẩn, đồ ăn của trần gian là rất là tanh hôi, họ không ăn được. Làm các vị thần thì có thể họ cũng không ăn. Thì vậy duy nhất còn chúng sinh ở cõi ngã quỷ nhé. Cõi ngã quỷ thì thế này, bạn Văn Tăng Cao thì chưa hiểu hết. Trong cõi ngã quỷ có loài ngã quỷ thọ thực được. Mẹ Ngài Mục Kiều Liên đọa làm ngã quỷ, nhưng mà loài ngã quỷ này là ngã quỷ hết phước, bạc phước cho nên không thọ thực được. Nhưng trong các loài ngã quỷ thì vẫn có loài ngã quỷ ăn được.
họ có thể ăn bằng mùi hương. Đấy, Thầy đã kể cái câu chuyện mà có một con ngã quỷ nó vào trong thành phố, nó đi kiếm máu mủ ở các bệnh viện phụ sản để nó ăn đấy, rồi nó gặp Ngài Xá Lợi Phất ấy. Đó, thế họ đi kiếm cái đó họ ăn, ngã quỷ họ ăn những cái bẩn thỉu như thế được. Đó, thế thì còn những cái loại ngã quỷ ăn bằng mùi hương thì gọi mình còn gọi là hương ấm nhỉ? Họ ăn bằng những cái mùi hương đó. Thế cho nên chúng ta cúng thì có thể là những cái vong linh gia tiên nhà mình ngay đó chưa thọ thực được, nhưng Đức Phật nói là trong vô số kiếp luân hồi của chúng ta, gia tiên chúng ta, những người gọi là huyết thống chúng ta, tiên tổ chúng ta, rất nhiều vị đã từng làm ngã quỷ. Cho nên khi chúng ta cúng thế thì không vong linh ngã quỷ cô hồn này ăn được thì ngã quỷ cô hồn khác ăn được, cho nên vẫn có thể thọ thực được. Chúng ta cúng vẫn không phí ích. Nhưng mà đặc biệt khi chúng ta làm phước cúng như thế, chúng ta tưởng nhớ đến họ thì về phía họ, họ cũng có được cái phước phần, ta hồi hướng công đức cho họ nhé. Thì cái việc mà hồi hướng công đức là đúng rồi. Chúng ta tác phước cúng dường tam bảo, hồi hướng phước báu cho vong linh, cho ngã quỷ, là vong linh ngã quỷ được hưởng phước báu, cái đó là chính xác nhé. Còn việc cúng vật thực thì cũng có trường hợp vong linh về, ngã quỷ về thọ thực được. Đó. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Giờ này đã đến thời khóa thính pháp, chúng con xin cung thỉnh chư tôn đức tăng ni, xin mời toàn thể quý Phật tử và gia đình đang theo dõi trực tuyến đồng khởi thân chắp tay trang nghiêm để cung đón trên sư phụ quang lâm đại hùng bảo điện. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chúng con kính bạch trên sư phụ, giờ này đạo tràng chúng con đã ổn định và trang nghiêm, chúng con một lòng cung thỉnh sư phụ quang lâm đại hùng bảo điện ban bố cho chúng con một thời pháp nhũ để chúng con được thừa hưởng ân đức từ tam bảo. Đề nghị ban trung cổ cử chuông trống bát nhã, toàn thể đại chúng đồng niệm hồng danh Phật cung đón trên sư phụ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư an tọa pháp tọa. Chúng con cung thỉnh chư tôn đức tăng ni an tọa. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, do tình hình của dịch bệnh COVID-19 đang diễn ra phức tạp, các quý Phật tử và gia đình không thể về chùa tham dự khóa tu như thường lệ, mà chỉ nghe pháp trực tuyến tại nhà. Để nghi pháp được đầy đủ, xin mời các quý Phật tử và gia đình quỳ gối chắp tay trang nghiêm,
hướng về chư phụ để chư tăng đại diện cho các Phật tử dâng lời thỉnh pháp. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con kính bạch trên sư phụ cùng chư tôn đức tăng, được sự cắt cử của chư tăng, con xin đại diện cho tứ chúng đang tu học tại chùa Ba Vàng, hướng về sư phụ dâng lời tác bạch thỉnh pháp. Kính bạch trên sư phụ, chúng con từ vô thủy kiếp đến nay mê say trong nhà lửa tam giới, tám khổ bức bách chẳng biết lối ra. Hạnh phúc thay, kiếp này chúng con có được thân người, được gặp chính pháp, lại được gặp sư phụ, bậc minh sư, luôn dìu dắt chúng con trên bước đường tu học Phật Pháp. Đã nhiều năm qua, dẫu có bao nhiêu khó khăn, chướng ngại, sư phụ vẫn luôn mang lời Phật dạy đến với chúng con, giúp chúng con hiểu và ứng dụng vào cuộc sống để diệt trừ phiền não, chuyển hóa nghiệp chướng và vững bước hơn trên con đường tu hành cầu đạo giải thoát. Qua bài giảng Kinh Mi Tiên Vấn Đáp lần trước, học từ hư không, sư phụ đã giảng giải cho chúng con được biết hư không không ai nắm bắt, không có chỗ ở nào cả, hư không không cùng tột, không ngăn ngại, hư không cũng là chỗ dạo chơi của chư thiên và những người có thần thông. Chúng con cũng được biết rằng dù có hưởng phước nơi cõi trời thì vẫn chưa thật sự hết khổ, chỉ có đạt được sự an tịch vắng lặng nơi niết bàn mới là mục đích tối hậu. Mà muốn hưởng được sự an vui nơi niết bàn thì phải bắt đầu từ việc học pháp và thực hành pháp. Vì vậy giờ này thành kính cung thỉnh trên sư phụ tiếp tục giảng giải bộ kinh Mi Tiên Vấn Đáp để chúng con được trau dồi chính kiến, tăng trưởng trí tuệ và tinh tấn tu hành trên con đường tầm cầu giác ngộ. Chúng con xin thành kính cung thỉnh sư phụ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Sa thu, sa thu, sa thu. Trên sư phụ đã từ bi hứa khả cho rồi, chúng con xin thành kính đảnh lễ cầu thỉnh. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Sư phụ mời tất cả đại chúng, các quý Phật tử ở tại nhà, chúng ta cùng ngồi xuống thanh thản nha, để nghe pháp. Đại chúng chắp tay niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chúng buông tay xuống, ngồi thảnh thơi để chúng ta cùng nghe pháp nha. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay ngày tu học thường kỳ của đại chúng, và Ban Thông tin thì vẫn tổ chức chương trình tu học trực tuyến
vì chúng ta vẫn đang ở trong cái dịch COVID. Đó, thì các Phật tử ở tại gia cố gắng lắng nghe để nắm bắt được bài giảng thật tốt. Thì, kính thưa đại chúng, chúng ta tiếp tục học Kinh Mi Tiên Vấn Đáp. Bài hôm trước chúng ta học đến bài 203, học từ hư không. Hôm nay chúng ta sang bài 204, học từ mặt trăng nha. Đại chúng sẽ học từ mặt trăng. Hôm nay là ngày 14, nhưng mà thời tiết thì ngoài trời mây mù rất nhiều. Đặc biệt hôm nay là trên chùa chúng ta lại nhiều mây, cho nên đêm nay thì trăng không có được tỏ lắm, nghe không? Nhưng chúng ta sẽ học về mặt trăng, nghe không? Thì, kính thưa đại chúng, mặt trăng quả thật là rất thân quen với mỗi chúng ta. Giờ chúng ta tìm hiểu về mặt trăng một tí, nha. Thưa với đại chúng là mặt trăng thì là một cái vệ tinh tự nhiên duy nhất của trái đất chúng ta. Và nó là cái vệ tinh lớn thứ năm trong cái hệ Thái Dương, tức là hệ mặt trời. Đại chúng biết chúng ta biết rằng là trái đất của chúng ta thuộc hệ mặt trời. Và trong mặt trời có rất nhiều các cái hành tinh. Và mặt trăng là một hành tinh trong hệ mặt trời, một hành tinh lớn, lớn đứng thứ năm đấy. Và nó lại là cái vệ tinh của trái đất. Tức là mặt trăng là quay xung quanh trái đất. Trái đất thì lại quay xung quanh mặt trời. Mặt trăng thì lại quay xung quanh trái đất. Nó đặc biệt đến như vậy đấy. Không biết là ai xui ai khiến, mà tự nhiên chúng lại cứ quay quanh nhau như vậy. Đại chúng thấy nó rất là hay. Và nếu mà chúng không quay á, thì buồn lắm, có phải không? Trái đất không quay thì chẳng có ngày và đêm. Mặt trăng không quay thì không có trăng sáng, trăng tỏ, trăng mờ. Nghe không? Không có những cái hiện tượng đấy. Phải nói là sự sống rất là mầu nhiệm, thưa đại chúng. Và các nhà khoa học thì người ta tính được khoảng cách cái từ tâm trái đất đến mặt trăng là nó vào khoảng 384.400 km. Đó. Nó lớn gấp 30 lần đường kính của trái đất chúng ta. Và mặt trăng ấy, chúng ta thấy nó rất là lớn. Đường kính của mặt trăng, các nhà khoa học người ta tính toán nó khoảng độ 3.400 km. Tức là nó lớn hơn 1/4 đường kính của trái đất. Thế và mặt trăng thì quay xung quanh trái đất với cái chu kỳ quỹ đạo là khoảng 27, hơn 27 ngày, khoảng 28 ngày. Tức là nó quay vòng quanh trái đất của chúng ta, khoảng tầm đó. Và từ đó chúng ta mới có cái tháng âm lịch đấy, thưa đại chúng, gọi là tháng của mặt trăng. Thế và các nhà nghiên cứu thì người ta nói rằng mặt trăng nó hình thành cách đây khoảng 4,5 tỷ năm. Tức là cũng gần bằng tuổi của trái đất. Trái đất của chúng ta thì gần 5 tỷ năm, mặt trăng thì hơn 4,5 tỷ năm một chút. Họ tính toán, họ nghiên cứu. Thế và họ cũng nói rằng mặt trăng ấy, nó chính là được văng ra từ trái đất sau một cái vụ đụng chạm giữa trái đất với một cái thiên thể. Thế là văng ra một mảnh rất là to bằng mặt trăng và biến thành cái mặt trăng. Cho nên từ đó là mặt trăng cứ luẩn quẩn theo mẹ trái đất của chúng ta, như mẹ với con ấy, thưa đại chúng. Đấy là chúng ta tìm hiểu về mặt trăng. Thế và quả thật, thưa đại chúng ấy, cái mong mỏi của con người từ xa xưa lắm rồi. Ai cũng mong muốn làm sao có duyên phải được lên mặt trăng một chuyến. Và nhân loại quả thật người ta đã tìm ra cách để lên được mặt trăng. Thế thì tính đến nay, đến năm 2020 này thì mặt trăng là cái thiên thể duy nhất ngoài trái đất mà con người đã được đặt chân tới, thưa đại chúng. Loài người chúng ta mới đặt chân được tới mặt trăng thôi. Và cái câu chuyện phi thuyền vũ trụ Apollo 11 đổ bộ đưa hai nhà du hành người Mỹ lên tới mặt trăng vào năm 1969 nó mở đầu cho một cái công cuộc khám phá về thế giới bên ngoài trái đất.